Lời này vừa nói ra, cả hoàng thành đều xôn xao. Ngay cả Phong Phi Vân cũng ngẩn người ra, hắn không nghĩ tới thần vương làm thế, càng không nghĩ tới thần vương lui ra khỏi vị trí thần vương nhanh như vậy, đây quả thật là chuyện hắn trở tay không kịp. Những người khác càng không cần phải nói, trong lòng kiếp sợ không thua gì thần lôi nổ bên tai. Thần vương là nhân vật nắm giữ ba thiên hầu, nắm giữ mấy tỷ thần vũ quân, không chỉ có được đất phong của mình, càng có thể điều động lực lượng thánh địa hoàng tộc, có thể giám sát tấn đế, phế hôn quân, trảm gian thần. Quyền lợi trọng yếu như thế chính là điều động lực lượng thánh địa hoàng tộc, điểm này ngay cả tấn đế cũng không làm được. Đây cũng là vì sao người thừa kế thần vương cần phải đi qua thánh địa hoàng tộc khảo hạch, mà xác lập thái tử cần phải trải qua đủ loại quan lại và tấn đế đồng ý. Thần vương nắm giữ quyền lợi quá lớn, ảnh hưởng tới lợi ích của rất nhiều người, đứng mũi chịu sào chính là Bắc Minh Mặc Thủ. Bắc Minh Mặc Thủ đầu tiên đi ra làm khó dễ, nói. Từ xưa phong vương khác họ trước tiên phải kết hôn với công chúa, tuy Phong Phi Vân thông qua khảo hạch thánh địa hoàng tộc, nhưng mà trước khi chưa có lấy được công chúa, hắn vẫn chỉ có thể làm người thừa kế thần vương. Cửu Khanh có ba nguyên lão đi ra làm khó dễ, nói. Thái tể đại nhân nói không sai, trước khi không có lấy công chúa hoàng tộc, không có tư cách leo lên vị trí thần vương. Phong Phi Vân hiện tại tuổi còn quá trẻ, ngồi lên vị trí thần vương căn bản không chấn được thiên hạ, thỉnh thần vương thu hồi mệnh lệnh ban ra. Thần vương đứng trên đỉnh Thái Miếu, chỉ lạnh nhạt nhìn qua đám người này, nói. Không phải chỉ lấy công chúa sao, hôm nay có thể đính hôn, chỉ cần đính hôn thì tự nhiên sẽ phong làm thần vương thôi. Sư tôn, Phong Phi Vân nói. Thần vương khoát ống tay áo lên, nói. Chuyện này cứ định hôm nay đi, ai đứng ra ngăn cản thì ta sẽ triệu hồi ba đại thiên hầu trở về, có ba người bọn họ tọa trấn thần vương phủ, phụ trợ Phong Phi Vân, ai dám không phục chính là muốn chết. Cái gì, thần vương phủ ba đại vương hầu đã quay về thần đô. Như vậy đấu chiến thiên hầu cũng quay về. Có người kinh hô thành tiếng. Trong 18 thiên hầu, có 6 người quanh năm trấn thủ biên quan, thần vương phủ ba đại thiên hầu quanh năm đóng ở quanh thần vương lĩnh, chỉ nghe lệnh thần vương, kỳ thật thiên hầu chính thức ở lại thần đô không có mấy người, tuyệt đại đa số là mang binh ra ngoài. 18 thiên hầu tự nhiên có mạnh có yếu, thiên hầu cường đại mang binh 300-400 triệu, thiên hầu nhỏ yếu mang binh mấy trăm ngàn, căn bản không thể so sánh với nhau. Trong 18 thiên hầu, chiến lực mạnh nhất chính là đấu chiến thiên hầu. Thần vương sở dĩ an tâm ở lại vạn tượng tháp 200 năm, cũng bởi vì có đấu chiến thiên hầu tỏa chấn, đấu chiến thiên hầu một người có thể chèo chống cả thần vương phủ. Thần vương rất thoải mái nhìn qua đám người này, ngay cả Bắc Minh Mặc Thủ nghe tới cái tên đấu chiến thiên hầu cũng nhíu mày, hơi đau đầu. Tấn đế từ đầu tới cuối không có lên tiếng, ngồi trong rèm kim sắc, thân phận đặc biệt thần bí. Làm cho người ta không nhìn được bộ dáng dễ nhất nhân của thần Tấn Vương Triều có bộ dạng gì. Nô tỳ có lời muốn nói. Trong bốn đại thần phi có người đi ra, cung trang màu xanh, mỹ mạo như thiếu nữ 16 tuổi, da thịt trắng như tuyết, có linh quang nhàn nhạt lưu động, băng cơ ngọc cốt. Chính là Kỳ Linh Xuân. Nàng mặt phấn má đào, nhẹ nhàng khom người, eo nhỏ như lá liễu, cho người ta cảm giác đoan trang thánh khiết. Ừ. Giọng Tấn Đế đầy uy nghiêm. Nguyệt công chúa hiện giờ đã 20 tuổi, tài tình vô song, dung nhan yêu kiều, nếu như có thể kết thành lương duyên với tiểu thần vương, đây quả thật là giai thoại tốt đẹp. Nô tỳ cả gan muốn thay Nguyệt Nhi cầu một đoạn nhân duyên. Kỳ Linh Xuân giọng nhẹ nhàng, tiêm y che mặt, lệ rơi là chả, nói. Nguyệt Nhi từ nhỏ cơ khổ, một mình ở trong kỳ gia tu luyện nhiều năm, thiếu đi tình thương, nhận hết nhân tình ấm lạnh, dáng vẻ này làm gì giống công chúa cẩm y ngọc thực, kiêu sa cương triều. Nếu như nàng gả cho thần vương phủ, như vậy xem như đền bù tổn thất cho nàng. Tứ đại thần phi đều là tuyệt thế giai nhân tài mạo song tuyệt, Kỳ Linh Xuân tu luyện Thiên Hà Bí Điển, thanh xuân vĩnh trú, dung mạo như thiếu nữ, nàng có khí chất khác xa so với ba vị thần phi nương nương khác, rất nhiều đệ tử vương công quý đều lần đầu tiên nhìn thấy vị thần phi nương nương này, cả đám thiên tài tuấn kiệt kinh ngạc, sau đó cúi đầu xuống. Tân đế đế uy thập phần khiếp người, trên người có hoàng long chi khí. Làm cho cả hoàng thành sinh ra đám mây hình rồng. Hoa thần phi cũng là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, nhìn qua nàng chẳng khác gì thiếu nữ 20, hai hàng lông mi cong vút, hơi thở mùi đàn hương, da thịt tuyết trắng như ngọc, từ từ rời bước đi ra, hơi khom người nói. Nô tỳ cũng có một lời muốn nói. Ừ, Tấn đế ngồi sau rèm vàng,
đồng ý cho nàng nói. La Phù công chúa cũng đã tới tuổi gả chồng, đứa nhỏ này cùng sư thừa với Phong Phi Vân tại Vạn Tượng Tháp, có được giao tình không tầm thường, hơn nữa hai đều có thiên tư cao tuyệt, một tại hạ sử thi thiên tài bảng đứng thứ nhất, một đứng thứ ba, hai người bọn họ quả thực chính là trời sinh một đôi, nô tỳ cũng muốn cầu một đoạn nhân duyên. Hoa Thần Phi nói ra, Phong Phi Vân chính là mặt hàng bán chạy nhất, sau lưng có cả thần vương phủ, tăng thêm một phong gia, thế lực to lớn, đã đủ dung chuyển toàn bộ các môn phiệt cự phách, nếu công chúa nào có thể đính hôn với Phong Phi Vân, như vậy hoàn toàn có thực lực trở thành hoàng đế. Chuyện này đối với một ít phi tử trong nội cung mà nói, kỳ thật vận mệnh rất đáng buồn, nếu như nhi tử của mình không thể trở thành thần vương hoặc tấn đế, mà nhà mẹ đẻ không có thế lực to lớn làm chỗ dựa, như vậy một khi tấn đế thoái vị, như vậy các nàng cũng phải đi theo rời khỏi đế cung, tiến vào trong thánh địa hoàng tộc tu hành, trọn đời cũng không thể rời khỏi thánh địa hoàng tộc, đây quả thực chẳng có gì khác bị đày vào lãnh cung. Chủ yếu nhất là, một khi tấn đế băng hà, như vậy kết cục tốt nhất của các nàng chính là làm ni cô, thậm chí có thể bị chôn cùng theo tấn đế. Đây là nguyên nhân vì sao tranh giành vị trí thần vương và thái tử hung mãnh như thế. Cho dù có con gái không thể trở thành tấn đế, chỉ cần cho con gái gả cho thần vương, như vậy các nàng sẽ trở thành thần vương mẫu, mặc dù tấn đế băng hà, các nàng cũng có thể dùng thân phận thần vương mẫu di giá đi thần vương phủ. Tuy các phi tử đều muốn gả con gái cho Phong Phi Vân làm phò mã, nhưng lại biết rõ nhất định không thể tranh được với hai thần phi nương nương, cho nên đều không có hành động thiếu suy nghĩ, một khi cạnh tranh thất bại, hậu quả không phải phi tử bình thường có thể tưởng tượng nổi. Kỳ Linh Xuân thông minh cỡ nào, trong con mắt mang theo vài phần cười thầm, nhưng mà trên dung mạo tuyệt mỹ mang theo thần sắc mềm yếu, nghẹn ngào nói. La Phù công chúa tự nhiên là ưu tú hơn Nguyệt Nhi của ta rồi, hơn nữa càng là đệ tam mỹ nhân, mà Nguyệt Nhi chính là hài tử số khổ, thế nhưng mà. La Phù công chúa người theo đuổi rất nhiều, thiên hạ hào đều tề tụ dưới trướng nàng, ta tin tưởng nàng sẽ kiếm được lang quân như ý. Kỳ Linh đang ám chỉ 3 tháng sau sẽ diễn ra đại chiến tranh đoạt làm phò mã cưỡi La Phù công chúa, tự nhiên sẽ có phò mã đi tìm La Phù công chúa. Tiện nhân này sĩ diện cãi láo. Trong lòng Hoa Thần Phi rất không quen bộ dáng khóc sướt mướt của Kỳ Linh Xuân, nói. Phong Phi Vân chính là trẻ tuổi đệ nhất nhân, chọn lựa phò mã cũng không phải chọn lựa mãng phu, thiên hạ anh kiệt tuy nhiều, nhưng mà có ai so được với Phong Phi Vân, trong mắt nô tỳ Phong Phi Vân chính là hôn phu tốt nhất. Đủ rồi. Tấn đế âm thanh trầm xuống. Kỳ Linh Xuân cùng Hoa Thần Phi sắc mặt biến đổi, quỳ xuống đất, không ai dám nói gì. Chuyện thần vương phủ quả nhân không thể can thiệp nhiều, nhưng nếu như muốn chọn công chúa, như vậy biện pháp tốt nhất chính là để cho đám người trẻ tuổi quyết định đi, các ngươi có gì dị nghị không? Tấn đế lời nói thập phần uy nghiêm, không ai có thể làm trái. Không có dị nghị. Hoa Thần Phi nói. Không có dị nghị. Trong mắt Kỳ Linh Xuân hiện ra một tia tỏ, lại nói. Nô tỳ có một câu muốn nói với tiểu thần vương. Tấn đế ngầm đồng ý. Kỳ Linh Xuân chậm rãi đứng lên, thân thể ôn nhu, dáng người thon dài như cành trúc, dung mạo thanh tuần tuyệt thế, nước mắt vẫn chưa khô lại, nhìn qua giống như thiếu nữ u oán. Mùi thơm bạch lan hương hoa phà vào mặt của mình, Phong Phi Vân nhìn thấy dung nhan tuyệt sắc, thanh nhã ôn nhu của Kỳ Linh Xuân đi đến trước mặt hắn. Trái tim Phong Phi Vân đập mạnh, nhưng mà rất nhanh khống chế thân thể của mình, trên mặt không mang theo bất cứ cảm xúc nào, cung kính cúi đầu, nói. Phong Phi Vân, bái kiến thần phi nương nương, không biết thần phi nương nương có dặn dò gì. Kỳ Linh Xuân không có chút cố kỵ nào, đôi mắt dễ thương mang theo khói sóng ba động, nhẹ nhàng há miệng nhỏ nhắn, giọng nói vô cùng dễ nghe. Vị trí thần vương tranh không dễ, có rất nhiều người đều ngấp nghé, tiểu thần vương chính là người thông minh. Cũng không nên làm chuyện hồ đồ. Nói xong lời này nàng cũng ngoái đầu nhìn Phong Phi Vân cười cười, nụ cười mang theo vài phần ý tứ, mang theo dáng vẻ nghiền ngẫm. Trong lòng Phong Phi Vân sinh ra gợn sóng mãnh liệt, nói. Nửa câu đầu của Kỳ Linh Xuân hiển nhiên đang nhắc nhở ta, muốn ta chú ý cẩn thận, một khi lộ ra chân ngựa, không chỉ vị trí thần vương không giữ được, thậm chí có thể sẽ chết trong hoàng thành, nửa câu sau của nàng chính là muốn uy hiếp ta. Ta phải lựa chọn Nguyệt công chúa, bằng không thì nàng sẽ đồng quy vu tận với ta. Tuy Phong Phi Vân vẫn phong đạm vân khinh đứng trước thái miếu, nhưng mà cột sống đã rét lạnh như băng. Đúng lúc này La Phù công chúa cùng Nguyệt công chúa đã đi ra, dọc theo cầu thang bạch ngọc đi lên thái miếu.
La Phù công chúa thanh danh tốt đẹp thiên hạ đều biết, chính là nữ nhân xinh đẹp cao quý, tài hoa tụ tập một thân, sau khi lưu danh thánh bia thì càng mơ hồ có ý tứ vượt qua thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Nam Cung Hồng Nhan. Tương đối mà nói, Nguyệt công chúa ít xuất hiện nhiều lắm, ngay cả những vương công đại thần ở đây cũng chưa từng gặp qua con gái của Kỳ Thần Phi, Kỳ Thần Phi mỹ mạo đẹp như tiên nữ, con gái nàng tự nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Nguyệt công chúa đúng là hồng phấn giai nhân, dáng người cao gầy, bộ ngực sữa nhô cao, cổ trắng nõn mà thon dài, khí chất không thua kém gì La Phù công chúa. Rất nhiều người nhìn thấy Nguyệt công chúa thì âm thầm sợ hãi thán phục, có người ngây người. Phong Phi Vân từ xa xa đã nhìn thấy Nguyệt công chúa, trong lòng chấn động càng lớn, ánh mắt nhìn thẳng, thật giống như lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân. Lại là nàng. Trong đầu Phong Phi Vân tổ vang, lại là Kỳ Thương Nguyệt, khó trách nàng cùng Kỳ Linh Xuân lớn lên giống như vậy, thì ra chính là mẹ con. Ta sớm nên nghĩ đến, ta sớm nên nghĩ đến. Trong lòng Phong Phi Vân hiện tại rất loạn, rất khó tiếp nhận sự thật trước mắt này. Da đầu Phong Phi Vân đã run lên, nhìn thấy Kỳ Thương Nguyệt đang đi tới gần hắn, lại nhìn qua Kỳ Linh Xuân vẻ mặt bình thường, nếu không phải thần vương hiện tại đứng sau lưng hắn, hắn đã sớm quay người bỏ chạy. Vội vàng khống tâm thần của mình, trong lòng âm thầm may mắn không có bị người ta phát hiện. La Phù công chúa cùng Nguyệt công đã đi tới đối diện Phong Phi Vân. La Phù công chúa đeo khăn che mặt màu vàng, nhưng mà không cách nào che giấu được khí chất bá đạo của nàng, giọng nghiêm túc nói. Phong Phi Vân, thời điểm ngươi lựa chọn nên quyết định kỹ càng. Tuy Nguyệt công chúa trên mặt mỉm cười, nhưng mà ánh mắt của nàng sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. La Phù công chúa không dễ chọc, Kỳ Thương Nguyệt lại làm sao dễ trêu, nàng không phải người bình thường, sau lại tu luyện tà linh tầm bảo thuật, có thể thôn phệ tu vị của người khác hóa cho mình dùng, lại có thể che giấu khí tức trên người. 2 năm qua đi có trời mới biết nàng lại thôn phệ bao nhiêu người, tu vị đạt tới mức nào. Phong Phi Vân bên tai vang lên câu nói kia của Kỳ Linh Xuân, thời điểm này không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn, đã không cách nào lảng tránh vấn đề này, càng không thể không làm thần vương, nhất định phải có một lựa chọn, hắn quyết định sẽ ảnh hưởng tới cách cục của thần đô. Phong Phi Vân đi về phía trước một bước, ôn nhu nói. Nguyệt công chúa, người nguyện ý làm thê tử của ta chứ? Trên mặt Kỳ Thương Nguyệt mang theo một nụ cười ngượng ngùng, vẫn giả bộ dáng cô gái nhỏ đáng yêu, thấp giọng nói. Nguyện ý. Ngay vào lúc này Kỳ Linh Xuân mỉm cười. Mà La Phù công chúa trên người mang theo hàn khí, lạnh lùng nói. Từ trước tới nay chỉ có ta cự tuyệt người khác, không ai dám cự tuyệt ta, Phong Phi Vân, ngươi sẽ trả cái giá lớn vì hành vi này. Phong Phi Vân nói. Phong Phi Vân không xứng với La Phù công chúa. Không dám khinh nhờn công chúa nửa phần. La Phù công chúa hai con ngươi lạnh giá nhìn chằm chằm Phong Phi Vân, tiếp theo lại nhìn chằm chằm vào Long Thương Nguyệt, trong con mắt sát cơ lộ ra, hừ lạnh một tiếng, liền phẩy tay áo bỏ đi. Trong ánh mắt Phong Phi Vân tuy giả vờ nhìn chằm chằm vào La Phù công chúa, nhưng mà con mắt lại nhìn qua Thái Miếu xa xa, chỉ thấy Đông Phương Kính Nguyệt vẫn đứng ở nơi đó, không có bất kỳ cảm xúc chấn động nào. Nghi thức đính hôn cũng diễn ra sau đó. Phong Phi Vân cùng Nguyệt công chúa trở thành nhân vật chính cả Thái Miếu, hôn lễ định vào năm sau, mà bây giờ Nguyệt công chúa cũng đã trở thành hôn thê của Phong Phi Vân. Sau khi đính hôn, lên ngôi thần vương chính thức, Phong Phi Vân chính thức trở thành thần vương mới của thần tấn vương triều, tiếp quản thần vương lệnh. Phong Phi nhỏ máu tươi vào thần vương lệnh, chính thức trở thành chủ nhân thần vương lệnh, có thể sử dụng lực lượng trong thần vương lệnh. Thần vương thế hệ trước cũng vào ngày này tiến về thánh địa hoàng tộc bế quan. Trùng kích chân nhân đại cảnh, tạm thời rời khỏi đại thế phân tranh. Ngày hôm nay, có thể nói là có mấy nhà vui có mấy nhà buồn. Phong Phi Vân một mình một người đi ra khỏi hoàng thành, tháo vương miện thần vương nặng nề xuống, để trên tay, bên miệng hát tiểu khúc, lộ ra dáng vẻ cả lơ phất phơ, chẳng có chút phong độ thần vương nào, ngược lại có mấy cung nữ thái giám nhìn thấy hắn đều quỳ rạp trên đất, đặc biệt cung kính. Thần vương liễn cũng đứng ở ngoài hoàng thành. Tiếp Phong Phi Vân trở về thần vương phủ, trong thần vương phủ cũng mở tiệc tẩy trần đãi khách, rất nhiều quan viên triều đình tới chúc mừng, mãi cho đến đêm khuya tiệc rượu mới chấm dứt, tiễn những quan viên này đi, Phong Phi Vân cũng đã uống say mềm, một mình một người dựa vào mặt ghế. Một lão thái giám đi qua, quỳ trên mặt đất, thấp giọng nói. Thần vương phi cầu kiến ở bên ngoài, có gặp hay không? Thần vương phi là ai? Phong Phi hơi cả lăm.
Nguyệt công chúa. Lão thái giám nói. Nghe cái tên này, Phong Phi Vân tỉnh rượu một nửa, vội vàng ngẩng đầu lên, nói. Thỉnh nàng vào đi, ta sẽ tắm rửa một chút, bảo nàng vào thư phòng tìm ta. Nguyệt công chúa an vị trong thư phòng, trong tay còn xem một thẻ tre, bộ dáng đặc biệt chăm chú. Két. Phong Phi Vân đẩy cửa đi vào, ánh mắt của hắn nhìn qua Long Thương Nguyệt, nói. Đồ vật của thần vương phủ ngươi không nên chạm vào mới tốt. Ta hiện tại cũng là người của thần vương phủ, vì sao không nên chạm vào chứ? Long Thương Nguyệt ngẩng đầu lên, nhàn nhạt lườm qua Phong Phi Vân, trong tay còn cầm lấy một thẻ tre. Phong Phi Vân đi tới trước mặt của nàng, cầm thẻ tre đặt lên giá sách, nói. Ngươi bây giờ chỉ là hôn thê của ta, còn chưa phản thần vương phi chính thức. Long Thương Nguyệt hai mắt thâm trầm giống như đầm nước âm u, mang theo tà tính cường đại, cười lạnh nói. Ta sớm muộn gì cũng là người thần vương phủ, Phong Phi Vân, ngươi đừng tưởng rằng còn có một năm chúng ta mới thành hôn thì ngươi có cơ hội thoát khỏi ta, sau đó đi tìm Nam Cung Hồng Nhan của ngươi, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Bá! Thân ảnh Phong Phi Vân lóe lên, đã đứng trước mặt Long Thương Nguyệt, một tay bóp cổ nàng, nói. Ta mặc kệ ngươi là Kỳ Thương Nguyệt hay là Long Thương Nguyệt, ngươi muốn làm thần vương phi đó là chuyện của ngươi, ta không có chút hứng thú gì với vị trí thần vương, ta sớm muộn gì cũng rời khỏi thần vương phủ. Long Thương Nguyệt biểu hiện không thay đổi, cười nói. Cho dù ngươi rời khỏi thần vương phủ, ta vẫn là hôn thê chính thức của ngươi, ngươi đừng hòng lập gia đình với nữ nhân nào khác. Đây là danh bất chính, ngôn bất thuận. Nếu ngươi chết thì sao? Phong Phi Vân nói. Ngươi muốn giết ta? Long Thương Nguyệt nói. Phong Phi Vân nói. Ta khuyên ngươi nên rời khỏi tranh giành thái tử, bằng không thì nhất định chọc họa sát sinh, cho dù ta không thể giết ngươi, ngươi cũng sẽ chết trong tay của người khác. Trên mặt Long Thương Nguyệt mang theo nét lạnh lùng, trong mi tâm bắn ra một đạo sát mang, giống như một bóng đen áp qua Phong Phi Vân. Trong mắt Phong Phi Vân bắn ra hai đạo hỏa diễm, phát ra tiếng kêu của Phượng Hoàng, đánh nát bóng đen lao tới. Bành! Mà thân thể mềm mại của Long Thương Nguyệt hóa thành một đạo âm phong, bay ra khỏi tay của Phong Phi Vân, thân thể giống như quỷ ảnh lướt ra sau lưng Phong Phi Vân, hai tay nhẹ nhàng khoác lên vai Phong Phi Vân, đầu của nàng dán vào lưng Phong Phi Vân, nàng giống như biến thành người khác, bộ dáng dịu dàng, ôn nhu nói. Ta đã sớm là người của ngươi. Hiện tại ta là hôn thê của ngươi, tương lai sẽ là thê tử ngươi, chúng ta là người một nhà, ngươi sẽ giúp ta, đúng không? Phong Phi Vân trong lòng dùng mình, Long Thương Nguyệt tu vị đã mạnh như vậy, nhưng lại vô cùng quỷ dị, hiển nhiên đã tu luyện tà linh tầm bảo lục tới mức sâu đậm, tạo nghệ tà linh tầm bảo thuật có khả năng còn trên cả Phong Phi Vân. Hai năm qua nàng không biết thôn vệ bao nhiêu cường giả, lại có thể đào thoát khỏi tay của hắn, nàng đã mạnh lên không biết bao nhiêu lần. Phong Phi Vân vẫn đứng nơi đó, nói. Ngươi cho rằng vị trí thái tử dễ tranh đoạt vậy sao? Các hoàng tử và công chúa khác không cần nói, chỉ là một thái tử, một La Phù công chúa, bọn họ tranh đấu vô cùng hung hiểm, sóng ngầm mãnh liệt, ngươi còn chặn ngang một cước. Long Thương Nguyệt ôm Phong Phi Vân càng chặt hơn, thân thể mềm mại như nước, u oán nói. Tuy ngươi chính là thần vương, nhưng vẫn phải đấu với tấn đế, cho dù là La Phù công chúa hay là thái tử. Người nào trong bọn họ kế vị, người đầu tiên không bỏ qua chính là ngươi, cho nên, ta đều vì ngươi, vì tương lai gia đình chúng ta. Những lời này do mẫu thân ngươi dạy sao? Phong Phi Vân nói. Trong mắt Long Thương Nguyệt mang theo vài phần chờ mong, có nước mắt óng ánh đảo quanh mắt, nói. Phong Phi Vân, ngươi cho rằng ta chỉ là nữ nhân vì mục đích không từ thủ đoạn sao? Đúng, ta thừa nhận ta đúng là hận ngươi lúc trước vô tình cướp đi thân thể của ta. Nhưng mà ngươi đừng quên, ban đầu ở Vạn Tượng Tháp, ta dùng một nửa huyết dịch trong người giúp ngươi đổi được linh chi ngàn năm, giúp ngươi đột phá cảnh giới, nghênh chiến cường địch, lúc ấy ta thiếu chút nữa đã chết, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta chính là kẻ bị coi thường, tâm trạng của ta không yêu ngươi chút nào sao? Phong Phi Vân trầm mặc không nói. Long Thương Nguyệt hai mắt rưng rưng, nói. Ta không chỉ hận ngươi, ta cũng hận Nam Cung Hồng Nhan, ngươi bảo vệ nàng ta có thừa, tìm mọi cách ôn nhu với nàng ta. Đối với ta thì thô bạo và lạnh lùng, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, kỳ thật ta thật sự hoài niệm đoạn thời gian ở Vạn Tượng Tháp làm mộ dung thác, ít nhất chúng ta vẫn là bằng hữu mà không phải là địch nhân gặp nhau bằng đao kiếm. Nói xong lời này nàng lao ra khỏi thư phòng, trên gương mặt tuyết trắng có tiếng tí tách, đó là vòng cổ làm bằng trúc xanh,
là lễ vật Phong Phi Vân tặng cho Mộ Dung Thác. Long Thương Nguyệt đã rời khỏi Thần Vương Phủ, nàng hiện tại còn không có chính thức gả cho Phong Phi Vân, tự nhiên không thể ở chỗ này. Phong Phi Vân vẫn đứng trong thư phòng như trước, cho dù Long Thương Nguyệt nói những lời này là thật hay chỉ tranh thủ hắn đồng tình, nội tâm của hắn cũng có xúc động, cũng bắt đầu trầm tư. Long Thương Nguyệt cũng là nữ nhân có dã tâm, nhưng mà nàng có một câu nói không sai, nếu để cho La Phủ công chúa và thái tử đăng cơ, như vậy bọn họ chắc chắn sẽ đối phó ta. Phong Phi Vân khẽ chau mày, sau đó hai mắt nhắm lại, bắt đầu mưu tính. Nếu đã tiến vào ván cờ thì chắc chắn không thể thua được, như vậy mỗi quân cờ phải đi thật tốt. Nếu muốn nắm lấy chủ động trong bàn cờ lớn cả thần tấn vương triều này, như vậy nhất định phải có thực lực cường đại, thần vương phủ cùng phong gia thực rất mạnh, vẫn như trước cũng cần minh hữu. Minh tiến thi động, ngọa long sinh. Phong Phi Vân bỗng nhiên mở hai mắt ra. Minh tiến thi động chính là một trong những thi động truyền thừa xưa nhất ở Bắc Cương, trong danh sách các thế lực lớn, bài danh của nó còn trên cả phong gia, xếp hạng thứ 15, nếu có thể trói minh tiến thi động vào chiến xa của mình, như vậy cho dù chống lại bốn đại môn phiệt khổng lồ này, Phong Phi Vân vẫn có đảm lượng khiêu chiến. Sáng sớm ngày thứ hai, Vạn Hương đã tới thần vương phủ bái phỏng. Điện hạ lúc trước của Tà Tông hôm nay sắc mặt khó coi, giống như một oán phụ vậy. Làm thần vương, lấy công chúa, quả nhiên là tinh thần đều khác trước, thật sự chúc mừng Phong đại thiếu chủ, không đúng, là tiểu thần vương. Vạn Hương sầm đi bên cạnh Phong Phi Vân dạo quanh đình đài thủy tạ trong thần vương phủ, dọc theo cầu thang bằng ngọc, sóng vai mà đi, cũng không có tôn ti. Vạn đại mỹ nhân hôm nay uống thuốc gì mà nóng tính như thế? Phong Phi Vân cười nói. Vạn Hương sầm cười lạnh một tiếng, nói. Phong Phi Vân, ngươi cho dù làm thần vương cũng là người phong gia, lão tổ làm bảo ta nói cho ngươi biết, nhanh thì một năm, lâu là ba năm, thần tấn vương triều nhất định suy bại, triều đình ăn bữa hôm lo bữa mai, lão nhân gia ông ta hy vọng ngươi lợi dụng quyền thế thần vương, mưu tính tương lai cho phong gia, hoàng tộc dù sao cũng là ngoại nhân, phong gia mới là nhà của ngươi. Sắc mặt Phong Phi Vân không thay đổi chút nào, cười nói. Ngươi nghe lời Phong Mặc như thế, có phải hắn đồng ý chuyện tốt cho ngươi không? Vạn Hương sầm cười lạnh không nói. Hắn có nói với ngươi biết hay không, chỉ cần đại sự vừa thành thì hắn sẽ gả ngươi cho ta. Phong Phi Vân cười nói. Không cần nghĩ, ta mới không muốn làm tiểu lão bà của ngươi khác. Vạn Hương sầm đi nhanh hơn, kéo dài khoảng cách với Phong Phi Vân, chợt, lại dừng bước lại, nói. Ngọa Long sinh tại Cực Nhạc Hoa Cung chờ ngươi. Bàn chuyện kết minh với Minh Tiến Thi Động, hy vọng hai người các ngươi nói chuyện thật tốt. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm vào bóng lưng Vạn Hương sầm, kêu lên. Vậy ngươi đi đâu? Qua về Phong gia biệt phủ. Vạn Hương sầm dáng người mỹ diệu, tóc dài chập chờn trong gió. Lưu lại đây đi. Phong Phi Vân kêu lên. Thân thể Vạn Hương sầm khẽ run lên, lập tức dừng bước lại, cười lạnh nói. Ở lại nơi đâu? Thần Vương phủ. Phong Phi Vân từ tốn, lại nói. Thần vương phủ thật sự quá lớn, nhưng ta không quen ở một mình, ta hơi sợ. Ngươi muốn lưu ta lại nơi này giải buồn, a hát, Phong Phi Vân, ngươi xem Vạn Hương sầm ta giá rẻ, ngươi nên tìm Nguyệt công chúa hôn thê của ngươi đi. Trong lòng Vạn Hương sầm chua xót không hiểu, hoàn toàn không có chút do dự, quả quyết rời đi. Nàng cũng là nữ nhân kiêu ngạo, không có khả năng tiếp nhận người khác bố thí. Phong Phi Vân xoa xoa cái trán, tự nhủ. Nữ nhân hiện tại vì sao không có ai dễ nói chuyện thế này? Phong Phi Vân lại biết nữ nhân chính thức không dễ nói chuyện còn chưa xuất hiện. Nơi trăng hoa nổi danh nhất thần đô, trừ thiên kim nhất tiếu lâu chính là ba đại hoa cung. Nơi gió trăng của thần đô hoàn toàn không có chút dơ bẩn thấp hèn nào, ngược lại chính là nơi cao nhã, người bên trong trong trắng và tài mạo song tuyệt, tài học có thể so với đại nho, dung mạo có một không hai thiên hạ. Thậm chí ngay cả nữ tu sĩ của thế lực tu tiên cỡ lớn đều tiến tới cổ động, ủng hộ trong trắng của mình mua ưa thích của người khác. Trong nơi gió trăng này cũng không phải nhất định phát sinh xác thịt. Nhưng mà một khi phát sinh quan hệ thì phải chuộc người mình lấy đi trong trắng ra ngoài, mặc dù không thể cho bọn họ danh phận, không tiến vào gia môn, cũng nhất định phải tôn trọng các nàng. Các nàng không phải nữ tử phàm tục, phải là người các nàng xem trọng mới có thể phát sinh quan hệ xác thịt. Cho nên cũng thỉnh ngươi tôn trọng các nàng, không nên đối đãi với các nàng như tỷ nữ nô bộc. Nhưng mà trong nơi như ba đại hoa cung,
người trong trắng bên trong mắt cao hơn đầu, các nàng căn bản không thiếu người theo đuổi, mặc dù ngươi là thiếu chủ tiên môn, đệ tử bốn đại môn phiệt chưa hẳn lọt vào trong mắt của các nàng. Nếu ai thật sự chiếm được các nàng yêu ái, đây chính là vinh hạnh đặc biệt lớn lao, sẽ bị rất nhiều người hâm mộ và ghen ghét. Rất nhiều đệ tử vương công quý tộc vì đạt được một người yêu ái, quanh năm đều ở trong nội cung, không ngừng cổ động cho nàng, giúp nàng tìm kiếm tiền tài, tranh đấu vì nàng khóc cười, cuối cùng nhất ôm mỹ nhân quay về, chuyện như vậy chưa phải chưa từng xảy ra. Đây cũng là vì sao người trong trắng đều có thân phận địa vị cao, bởi vì bên người các nàng đều có trẻ tuổi tuấn kiệt bảo hộ, giá trị con người của các nàng cũng tăng cao. Hôm nay thiên hạ anh kiệt đều tụ tập đến thần đô, có hơn phân nửa cũng đã đi tới nơi gió trăng, trong đó tự nhiên không thiếu thiên tài cấp sử thi, càng làm cho sự trong trắng của các nàng tăng lên gấp đôi, tranh giành mỹ nhân đánh nhau, so tài luận đức, khói thuốc súng bắn ra bốn phía. Người có giá trị trong trắng cao nhất thần đô lúc trước chính là thiên kim nhất thiếu lâu Dạ Tiêu Tương, được người ta xưng Dạ đại gia, Tiêu tiên tử. Sau khi Dạ Tiêu Tương mất tích thì người trong trắng cao nhất chính là ba vị hoa tiên tử của hoa cung. Ba hoa tiên tử đều là giai nhân mỹ mạo xếp trước 20 của thần tấn vương triều, tài học nghệ thuật không thua gì Dạ Tiêu Tương, đã trở thành người mà các anh kiệt truy cầu. Cực Nhạc hoa cung chính là một trong ba hoa cung. Chữ Phong Nguyệt trong nơi gió trăng. Phong chỉ là phong nhã, bộ dạng tùy mị, phong tình. Nguyệt, chính là buổi tối. Trong nơi phong nhã này vào buổi tối chỉ nhìn một ít mỹ nhân phong tình trong nơi phong tình. Sinh ra trong nơi gió trăng, ở bên cạnh nam nhân. Thần Vương Long Xuyên Phượng lúc tuổi còn trẻ đã từng ở Cực Nhạc Hoa Cung đề cập qua một câu thơ như vậy, lúc ấy miêu tả hoa tiên tử lộ thủy của Cực Nhạc Hoa Cung. Lão Thần Vương lúc tuổi còn trẻ có hồng nhan chi kỷ nhiều hạng gì. Thế nhưng mà sau khi về già lại cô độc một mình, trên đời này nữ nhân cũng không phải muốn ngủ một giấc với ngươi thì nhất định sẽ đi theo ngươi, chính thức có thể đi thẳng đến cuối cùng, phần lớn đều không phải người mình yêu nhất. Mùa đông thần đô vô cùng giá lạnh, đặc biệt là đêm xuống, trên đường tuyết rơi thật nhiều, quả thực có thể nhấn chìm nửa người. Phong Phi Vân mặc bộ quần áo mộc mạc, một kiện trường bào áo vải, cầm theo quạt xếp và đi giày vải, mặc quần áo đơn giản. Vốn thái giám thần vương phủ ở phía sau hắn định quát lên, nhưng mà hắn đã ngăn cản lại. Hắn vốn muốn tới Cực Nhạc Hoa Cung tìm Ngọa Long Sinh mưu đồ bí mật kết minh, tự nhiên không thể để cho quá nhiều người biết hành tung của hắn. Sắc trời càng lờ mờ, bên ngoài Cực Nhạc Hoa Cung đèn đuốc sáng rực, hoan ca man vũ, cánh cửa cũng rất đại khí, quả thực có thể so với Hoàng Thành Đế Cung, trên bầu trời cao cao còn có từng cung điện lơ lửng, tỏa lưu quang như thiên cung. Ầm ầm. Một chiếc xa giá nguy nga chạy qua, đằng có hơn 10 người hầu quần áo ngăn nắp trực tiếp lái vào cánh cửa Cực Nhạc Hoa Cung. Cũng có tuấn tài trẻ tuổi nối nhau không dứt, đạp tuyết mà đến, vừa trò chuyện vừa nói về các tiên tử hoa lệ đêm nay sẽ có khúc mục gì, ai sẽ là người cổ động. Phong Phi Vân vốn là đến tìm Ngọa Long Sinh, giờ phút này cũng không xuất ra khí phách gì đó, khóe miệng cong lên đi về phía Cực Nhạc Hoa Cung. Vừa đi vào trong Cực Nhạc Hoa Cung. Phong Phi Vân đã bị một người giữ lại, đây là một lão mụ tử chừng 4-50 tuổi, y phục trên người có đủ mọi màu sắc, đo đường thì mông cong vênh lên, giống như muốn vặn gãy eo. Lông mi của bà ta rất nhỏ, mảnh như chân ruồi, trên mặt bôi lên không biết bao nhiêu tầng son phấn, nhìn qua giống như cương thi vậy. Công tử, đêm nay có rảnh không? Lão mụ tử kéo cánh tay Phong Phi Vân, thần thần bí bí nói ra. Phong Phi Vân vội vàng nuốt nước bọt. Nghiêm mặt cười cười. Bác gái. Gọi là đại mụ. Lão mụ tử biến sắc, buông tay Phong Phi Vân, nói. Tuy người ta dung mạo phai tàn, nhưng cũng có danh tiếng, ở nơi bướm hoa của thần đô này cũng rất có tiếng. Lợi hại như vậy, xin hỏi bác gái xưng hô như thế nào? Phong Phi Vân nói. Vạn Hoa Đồng. Lão mụ tử nhìn qua phía Phong Phi Vân cười lên, sau đó bắt lấy cánh tay Phong Phi Vân tiếp, nói. Công tử mới lần đầu tiên tiến tới nơi này của thần đô sao? Phong Phi Vân lui ra phía sau một bước, ngẫm lại, sau đó cười gật gật đầu. Vậy đúng rồi, khó trách ngươi ngay cả Vạn Hoa Đồng ta cũng không nhận ra, công tử nói cho ngươi biết một nơi để đi, đêm nay cam đoan chuyến đi này của ngươi không tệ. Hai mắt lão đại mụ này nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, con mắt không nháy một cái. Phong Phi Vân cảm trong lòng mát lạnh, ho khan hai tiếng, nói. Bác gái, nơi này hai ta làm thế, không quá phù hợp à. Thôi đi pa ơi, tiểu tử,
người muốn đi đâu, Vạn Hoa Đồng ta làm ở nơi này từ lâu, còn không phải nhiều lần gặp qua cảnh trâu già gặm cỏ non a. Trung thực nói cho ngươi biết, đêm nay tại Cực Nhạc Hoa Cung một trong bốn vị hoa khôi là Hoắc Băng Băng sẽ hiến khúc. Rất nhiều thiên tài tuấn đều tới đó cổ động, động tâm a, còn giả vờ, ha ha, trước mặt Vạn Hoa Đồng ta không có nam nhân nào giả vờ được, đi thôi, cùng đi cổ động cho hot đại mỹ nhân, đêm nay tuyệt đối là chuyến đi không tệ, à mà ngươi có mang tiền không? Vạn Hoa Đồng vốn lôi kéo Phong Phi Vân đi vào sâu trong Cực Nhạc Hoa Cung, đột nhiên mới ý thức được chuyện trọng yếu, đó là tiền, lúc này dừng lại hỏi. Phong Phi Vân cười nói, tự nhiên mang, ha ha. Ta thích nhất kẻ có tiền chính là có mị lực a hát, nhưng mà không biết mị lực của ngươi đủ cho Hoắc Băng Băng yêu ái hay không, nếu như đạt được đại mỹ nhân yêu ái, có thể ôm mỹ nhân quay về, đám thiên tài tuấn kiệt kia sẽ ghen ghét tới chết. Vạn Hoa Đồng kéo Phong Phi Vân tới Thương Hải Cung, đây là một tòa cung điện trang nhã, đại khí, có dòng suối chảy quanh, linh vụ bốc lên, trồng rất nhiều kỳ hoa dị thảo chân quý. Sao chưa mở cửa? Vạn Hoa Đồng xoa bóp mấy đồng tiền trong tay, nói. Ta phí khí lực lớn như thế kéo tới nơi này một con dê béo tăng niềm vui cho Hoắc Băng Băng, nói như thế nào cũng phải có một mai kim tệ a. Nha hoàn thắt bím nhìn qua Phong Phi Vân, cười khẩy nói. Bác gái, ngươi cũng quá không được rồi, dê béo mà ngươi nói chỉ là kẻ nghèo kiết hủ lậu, ta thấy trên người hắn khóc móc ra được mấy kim tệ đâu. Hoa khôi Cực Nhạc Hoa Cung cũng quá lừa người. Thời điểm ta kéo người ở Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu, mỗi lần trả thù lao đều hơn 10 kim tệ. Vạn Hoa Đồng mang mấy đồng bạc nhét vào trong ngực, liền đi qua phía Phong Phi Vân, cười nói. Công tử, ngươi làm sao còn đứng ở nơi này, nhanh đi vào A Hát, trong Thương Hải Cung có 7 căn phòng cao cấp, có người chuyên môn đàn khúc, nếu không ngươi vào trong phòng trang nhã nghỉ ngươi đi. Tốt! Phong Phi Vân cười gật gật đầu. Trên mặt Vạn Hoa Đồng có chút ít khó khăn, nói. Thế nhưng mà phải xuất tiền, muốn vào phòng cao cần 3.000 kim tệ, muốn mời một thanh quan nhân đê đẳng nhất cũng cần 1.000 kim tệ. Người Cực Nhạc Hoa Cung thật sự quá đáng, không cho mặc cả. Phong Phi Vân trực tiếp lấy một viên linh thạch lớn như nắm đấm trong giới linh thạch ra ném qua. Linh thạch vừa xuất hiện trong không khí đã tán giật linh khí nồng đậm, mang theo linh hương khiếp người. Vạn Hoa Đồng duỗi hai tay ra ôm linh thạch vào trong tay, còn không ngừng lật qua lật lại trong tay. Sau khi cầm chắc thì kích động đưa lên miệng cắn. Ông trời, thân đại gia của ta, đây là linh thạch chính thức, đại gia, người muốn đi đâu? Đôi mắt Vạn Hoa Đồng trông mong nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Phong Phi Vân cười nói. Ta muốn căn phòng thượng đẳng tốt nhất, mời thanh quan nhân đỉnh cấp nhất đạn tấu, càng nhiều càng tốt, hôm nay ta muốn mời bằng hữu qua đàm luận. Đúng rồi, cái cô nương Hoắc Băng Băng kia bảo nàng trang điểm xinh đẹp một tí. Tiền ta có, phải xem nàng có bản lĩnh đào ra hay không. Thật sự quá tốt, có tiền thì chuyện gì cũng dễ làm, đúng rồi, đại gia, ngươi còn muốn thế nào nữa không? Vạn Hoa Đồng nháy mắt ra hiệu, sau đó cầm linh thạch vò trong tay. Phong Phi Vân cười mà không nói. Nha hoàn cũng đi tới cung kính cúi đầu với Phong Phi Vân. Vị công tử này, đa tạ ngươi hân hạnh quang lâm Thương Hải Cung, tiểu thư nhà chúng ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Xin theo ta đi, tiểu nô tỳ sẽ mang ngươi đi gian phòng cao thượng. Nha hoàn này trong lòng đã sớm mừng như điên, người có thể tiện tay xuất ra linh thạch thì nhất định là nhân vật bá chủ trong thế hệ trẻ, nhân vật cấp kiêu hùng này nhất định sẽ trở thành nhân vật truy cầu của nhiều thiên kim tiểu thư, nhất định tài nguyên cuồn cuộn, như vậy các nàng làm nô tài cũng tìm được thu hoạch xa xỉ. Vạn Hoa Đồng tự nhủ. Hiện tại tiểu nha đầu quá khôn khéo rồi, tốc độ cướp người còn nhanh và lão luyện hơn ta. Nhưng mà có thể duy nhất một lần xuất ra một khối linh thạch thì không nhiều, nếu như mang tin tức này nói cho ba vị hoa khôi và hoa tiên tử, nhất định có cầm được không ít tiền, Vạn Hoa Đồng cười không khép miệng được. Không cao bao lâu, thanh quan nhân trong cả Cực Nhạc Hoa Cung đều biết trong cung có thiếu chủ trẻ tuổi tiện tay có thể xuất ra một khối linh thạch đỡ tới, hơn nữa còn rất tuấn tú, cho nên sinh ra oanh động không nhỏ. Ngay cả hoa tiên tử Tư Mã Chiêu Tuyết Cực Nhạc Hoa Cung cũng bị kinh động. Tư Mã Chiêu Tuyết mỹ mạo xếp thứ 14 trong thần tấn vương triều, giai nhân tuyệt sắc, nghe được nô tài báo cáo thì nàng nhíu mày, buồn bã nói. Không thể a, phàm là trẻ tuổi tuấn kiệt đỉnh cấp tới Cực Nhạc Hoa Cung thì không có mấy người không tới tìm ta, chẳng lẽ là thiếu chủ nào đó vừa tới thần đô. Tiểu thư, hoa đế phong quan thi đấu sắp tới, hai hoa tiên tử của hai hoa cung khác có được mấy người ủng hộ, đối thủ cạnh tranh thập phần cường đại,
nếu có một nhân vật trẻ tuổi tuấn kiệt đi tới Cực Nhạc Hoa Cung, chúng ta tuyệt đối không thể buông tha. Nốt hài này nói ra. Vậy thì đoạt đi, tại sao Hoắc Băng Băng có thể là đối thủ của ta phải tự thân xuất mã. Tư Mã Chiêu Tuyết ngồi dưới gương đồng, cẩn thận đánh giá bộ dáng của mình, càng nhìn càng đẹp mắt, trên mặt mang theo nụ cười động lòng người. Ngọa Long Sinh thu được Phong Phi Vân truyền âm, nhanh chóng lao tới Thương Hải Cung, tiến vào trong gian phòng trang nhã, sau đó đóng cửa lại, cười nói. Phong huynh, làm việc vẫn không theo lẽ thường a, ngươi là nhân vật trên hạ sử thi thiên tài bảng, đi tới Cực Nhạc Hoa Cung, không ngờ còn không gặp Hoa Tiên Tử, lại lui mà cầu tiếp theo, không ngờ tìm một hoa khôi cổ động, nếu như Phong huynh đại giá quang lâm, chỉ sợ kích động không nhịn được. Phong Phi Vân cười nhạt một tiếng, nói. Nhưng mà chúng ta cùng tính tới chuyện kết minh vẫn nên ít xuất hiện mới tốt, miễn cho bị những người nhiều chuyện quấy rầy. Cực Nhạc Hoa Cung Hoa Tiên Tử là ai? Phong Phi Vân muốn ít xuất hiện, nhưng biết đã bị Vạn Hoa Đồng miệng rộng truyền đi. Hoa Tiên Tử Tư Mã Chiêu Tuyết, thực không dám đấu giếm, lão huynh ta sở dĩ tới Cực Nhạc Hoa Cung lâu như vậy cũng là vì nàng cả. Nữ nhân này ngươi không gặp thì tốt, đối với nam nhân mà nói, nàng quả thực chính là vưu vật mê người. Ngọa Long Sinh nói. Tư Mã Chiêu Tuyết, ánh mắt Phong Phi Vân ngưng tụ, trong lòng thầm kêu một tiếng, tất chữ xuất mang theo 2 vạn miếng linh thạch chính là vì chuộc thân cho nàng, sau đó 2 người cao bay xa chạy, hôm nay đã qua nửa tháng nhưng mà Tư Mã Chiêu Tuyết vẫn còn ở Cực Nhạc Hoa Cung làm Hoa Tiên Tử, mà tất chữ xuất lại có không tin tức. Trong lòng Phong Phi Vân cảm giác được một tia không ổn, ánh mắt ngưng trọng nói. Vốn không có ý định gặp nàng, nhưng mà Long Huynh đã nói như thế thì không thể không gặp. Ngọa Long Sinh cũng trở nên nghiêm túc đứng dậy, hỏi. Đối với nhân vật cấp bậc như chúng ta mà nói, nữ chỉ là công cụ trục lợi mà thôi, Phong Huynh, cũng không nên vì một Tư Mã Chiêu Tuyết, cô phụ mọi người. Tuy thần đồ truyền ra Dạ Tiêu Tương mất tích, nhưng mà người biết rõ nội tình cũng biết Dạ Tiêu Tương cuối cùng đã đi cùng với Phong Phi Vân. Ngọa Long Sinh cảm tạ sâu sắc Dạ Tiêu Tương, xem nàng như nữ thần, cũng tưởng rằng Phong Phi Vân định kim ốc tàng kiều, đem Dạ Tiêu Tương thu vào. Sợ Phong Phi Vân thực xin lỗi Dạ Tiêu Tương, cho nên mới khích lệ Phong Phi Vân không nên nhúng chàm vào Tư Mã Chiêu Tuyết. Dạ Tiêu Tương và Phong Phi Vân hoàn toàn là 2 loại hình hoàn toàn khác nhau, mặc dù có duyên gặp nhau, không có khả năng đi tới được nơi này. Nàng đã đuổi theo tự do và tình yêu của nàng rồi, như vậy đã đi lên con đường khác với Phong Phi Vân, con đường này nhất định sẽ không trùng lên nhau. Những lời này Phong Phi Vân không có nói với Ngọa Long Sinh. Dù sao Dạ Tiêu Tương đã đi, như vậy cũng nên cho nàng ra đi theo gió, vĩnh viễn không gặp lại. Phong Phi Vân và Ngọa Long Sinh thương thảo chuyện kết minh, nói chuyện rất vui, cuối cùng cũng trao đổi lễ vật của mình. Phong Phi Vân nhanh chóng thu hộp ngọc dài có 1m5, giống như một cái quan tài nhỏ, bên trong có ẩn chứa đồ vật gì thì cảm giác băng hàn rét lạnh thấu xương tỏa ra ngoài, thậm chí có tà khí thẩm thấu ra chung quanh. Đây chính là Phong Mặc tự tay giao cho Phong Phi Vân. Phía trên có khắc ấn ký chân nhân, Phong Phi Vân cũng không biết bên trong là thứ gì. Mà Ngọa Long Sinh trực tiếp lấy ra một quan tài chính thức, quan tài không phải gỗ, không phải đá, mà là một quan tài da, có một ít ấn ký cổ xưa trở nên nhạt màu. Phong Phi Vân tiếp lấy quan tài này, cảm giác bên trong có mùi máu tươi đậm đặc, mà bên trong tà dị tới cực điểm, có thể loáng thoáng nhìn thấy trên quan tài này có ấn ký đồ đằng cổ xưa, hiển nhiên đồ vật bên trong không phải thời đại này. Đây chính là chí bảo tuyệt thế của binh tiến thi động, nghe đồn là quan tài an táng một thủ lĩnh bộ lạc thời kỳ đồ đá cổ xưa, bên trong là thi hài một chân nhân, thời gian trôi qua thật lâu nên thi hài cũng hóa thành hư vô, nhưng mà bên trong vẫn như cũ có đạo kính chân nhân lưu lại. Sắc mặt Ngọa Long Sinh nghiêm túc. Phong Phi Vân càng ngưng trọng, Phong Mặc lấy cổ quan tài này về, chẳng lẽ hắn chuẩn bị đối phó nữ ma, muốn luyện chế nữ ma trong quan tài này. Phong Phi Vân thận trọng thu quan tài này lại, tiếp theo lại hỏi. Ngọa Long Huynh, có biết bên trong hộp là thứ gì không? Có thể đổi được bảo vật như quan tài này của binh tiến thi động, Phong Mặc nhất định phải xuất ra bảo vật tương xứng trao đổi. Ngọa Long Sinh nói. Ta đã từng nghe ngóng qua ý của động chủ, dường như có quan hệ tới thi hài Diêm Vương, Phong Huynh chính là thiếu chủ Phong Gia, chẳng lẽ Phong Gia lão tổ không có nói cho ngươi biết bên trong là thứ gì sao? Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Loại sự vật này quá mờ mịt, chúng ta nhỏ tuổi hỏi bọn họ, chẳng phải tự tìm mắng sao. Đúng, Phong Huynh nói cũng không sao, ta hỏi động chủ thì bị mắng,
lần sau ta sẽ học theo Phong huynh một chút. Ngọa Long Sinh cười nói. Xem ra Phong Mặc đưa một chân của Diêm Vương đưa cho binh tiến thi động, Phong Phi Vân nghĩ như thế. Hư! Phong Phi Vân làm thủ thế không nên lên tiếng. Có người tới. Phong Phi Vân và Ngọa Long Sinh đều thu hồi đồ vật vào, sau đó ngồi ngay ngắn trên ghế, vừa uống rượu vừa bàn chuyện tình yêu. Két! Lúc này cửa phòng đã bị đẩy ra. Vạn Hoa Đồng mang theo một đám thanh quan nhân đi vào bên trong gian phòng, tuy nơi này là nơi gió trăng, nhưng thanh quan nhân ở nơi này đặc biệt rụt rè, giống như thiên kim tiểu thư đại gia tộc, có khí chất cao quý trang nhã của quý tộc. Có người ôm tỳ bà che nửa mặt, có cô gái lấy áo tơ trắng thon dài bưng quyển sách, giống như nữ tử điềm đạm nho nhã trong nội cung. Đây chính là hưởng thụ thị giá chưa từng có, mỹ nhân tề tụ ở đây, có khí chất khác nhau, có mỹ vận hấp dẫn tâm trí của người khác, khó trách có câu anh hùng khó qua ải mỹ nhân, tráng sĩ say chết ôn nhu hương, trong oanh oanh yến yến này, ngay cả Phong Phi Vân cũng mở cờ trong bụng, không muốn rời khỏi. Hai vị đại gia, ta mang 12 tam cấp thanh quan nhân cao cấp nhất tới đây cho hai vị, Vạn Hoa Đồng ta làm việc xem như đáng tin cậy a. Bác gái mang theo nụ cười đặc sắc, quả thật còn lão mụ tử còn hơn lão mụ tử. Phong Phi Vân gật đầu cười, ánh mắt nhìn qua 12 tam cấp thanh quang nhân kia một vòng, một tay ôm lấy thiếu nữ ôm tỷ bà kia, thiếu nữ bộ dáng điềm đạm đáng yêu, tư thái nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, đặc biệt là da thịt nàng quả thật như mỹ ngọc vậy. Nàng tuổi từ 14 tới 16, bộ pháp di động mang theo vòng khí xoáy của linh khí, hiển nhiên tu vị không thấp. Có thể ở nơi như Cực Nhạc Hoa Cung chiếm một chỗ cắm rùi, phần lớn đều có tu vị không tầm thường, cũng không phải nữ tử phàm tục. Ai nha, đại gia, người thật có ánh mắt, Tĩnh Nhi cô nương có tỷ bà khúc hấp dẫn bách điểu cùng bay, càng đọc đủ thi thư, là tài nữ nổi danh thần đô. Vạn Hoa Đồng vội vàng giới thiệu. Phong Phi Vân cười nói. Ta muốn nàng uống rượu với ta. Uống hoa tửu mà không có nữ nhân tương bồi, sao có thể gọi là hoa tửu chứ? Tĩnh Nhi cô nương lại có vẻ rụt rè rất nhiều, đôi mắt dễ thương như hạnh, ôn nhu nói. Tuy Tĩnh Nhi sinh ra trong phong trần, nhưng là người trong trắng, bán nghệ không bán thân, thỉnh công tử tự trọng. Ngọa Long Sinh hừ lạnh một tiếng, trên người tỏa ra khí tức khủng khiếp, áp thẳng qua thiếu nữ Tĩnh Nhi kia, áp lực áp xuống làm sắc mặt nàng tái nhợt, quỳ trên đất, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Nữ nhân không biết tốt xấu, ngươi cũng biết người ngồi đây là ai không? Là người ngươi có thể đắc tội sao? Ngọa Long Sinh hừ lạnh một tiếng, phát ra chấn động kịch liệt khiến thiếu nữ kia suýt nữa hôn mê. Vạn Hoa Đồng co rụt cổ lại, sau đó trốn vào trong góc tường, 11 thanh quan nhân còn lại cũng bị chấn trụ, hoa dung thất sắc, suýt nữa bị lực đạo bàng bạc kia áp quỳ xuống đất. Tĩnh Nhi nhanh chóng cắn răng, đôi mắt tràn đầy bất khuất, nói. Ở trong hồng trần cũng phải giữ mình trong sạch, mặc dù là giết chúng ta, cũng không thể khiến chúng ta khuất phục. Đây chính là khí tiết, không chỉ có mình nàng, mỗi thanh quan nhân trong thần đô này đều có khí tiết thà chết không khuất phục, cũng bởi vì như thế cho nên các nàng ở trong phong trần nhưng địa vị cao như thế. Phong Phi Vân thầm khen ngợi, nói. Ngọa Long huynh, người cũng quá không thương hoa tiếc ngọc, Tĩnh Nhi cô nương đứng dậy đi, vừa rồi là ta đường đột giai nhân. Khí thế trên người Ngọa Long Sinh thu liễm trở lại, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Tĩnh Nhi đa tạ công tử, Tĩnh Nhi nguyện ý độc tấu cho công tử một khúc, bày tỏ cảm tạ. Tĩnh Nhi khom người, cúi đầu với Phong Phi Vân, sau đó thối lui tới chiếc giường đỏ thẫm, đôi mắt dễ thương ôn nhu, ôm tỷ bà tấu một khúc. Hoa Khôi Nương Tử Thương Hải Cung là địa bàn Hoắc Băng Băng, tự nhiên cũng có nhiều người truy cầu, trong đó không thiếu tuổi trẻ tuấn kiệt. Có người sớm không quen nhìn Phong Phi Vân và Ngọa Long Sinh, âm dương quái khí nói. Cả Cực Nhạc Hoa Cung cũng chỉ có 12 tam cấp thanh quan nhân, rõ ràng bị hai mãng phu này dẫn đi. Có giọng nói từ trong gian phòng trang nhã bên cạnh truyền ra. Có thể tiến vào gian phòng cao thượng đều không phải nhân vật tầm thường. Nói ai mãng phu? Con mắt Ngọa Long Sinh băng hàn, khiến người ta sinh ra nét lạnh giá. Ha ha! Một giọng cười trẻ tuổi vang lên, nói. Cực Nhạc Hoa Cung là nơi nào? Đây chính là nơi trang nhã nhất thần đô. Không ngờ có người tới đây muốn thanh quan nhân bồi rượu, đây không chỉ là mãng phu, còn là lùm cỏ. Lời của hắn nói tự nhiên là chỉ Phong Phi Vân. Ngọa Long Sinh muốn động thủ, nhưng lại bị Phong Phi Vân đè lại, cười nói. Ta thật sự là lùm cỏ,
lần đầu tiên tới nơi trang nhã này không hiểu quy củ, làm cho huynh đài chê cười, không biết huynh đài xưng hô thế nào. Tây Việt Việt, Tây Việt Lan Sơn. Giọng nói trẻ tuổi kia lại vang lên, cao ngạo không nói nên lời, đặc biệt là lúc nói ra ba chữ Tây Việt Việt thì trong giọng nói mang theo cảm giác coi rẻ thiên hạ. Giọng nói vừa vang lên, quả nhiên là khiếp sợ cả Thương Hải Cung, những trẻ tuổi tuần tài không thể tiến vào gian phòng cao thượng đều thổn thức không thôi. Tây Việt Việt chính là một trong bốn môn Việt, cũng là môn Việt có vai trò thấp nhất, cơ hồ có rất ít đệ tử đi lại trong tu tiên giới, cho nên thập phần thần bí, nhưng không ai dám xem thường bọn họ. Gian phòng bên cạnh có tiếng vui cười truyền ra, không chỉ có Tây Việt Lan Sơn, còn có mấy trẻ tuổi tuấn tài cường đại khác đang tụ tập quanh Tây Việt Lan Sơn. Tây Việt công tử, có thể tới Cực Nhạc Hoa Cung của chúng ta, quả thật là vinh hạnh đặc biệt lớn lao của Cực Nhạc Hoa Cung chúng ta. Một giọng nói cực kỳ mỹ diệu của nữ tử giống như có lực hấp dẫn vô hạn. Chính là Hoa Khôi nương tử Hoắc Băng Băng của Thương Hải Cung, nàng đang ngồi cùng gian phòng với Tây Việt Lan Sơn, nâng chén đối ẩm, tài tuấn giai nhân cùng gặp nhau. Tuy Phong Phi Vân có thể một lần xuất ra một khối linh thạch, rất có thể là một đời bá chủ trẻ tuổi, nhưng mà thân phận địa vị kém Tây Việt Lan Sơn quá lớn, vị Hoa Khôi nương tử này quyết đoán buông tha Phong Phi Vân, mà lựa chọn Tây Việt Lan Sơn, đầu nhập vào đệ tử môn phiệt ôm ấp. Nữ nhân nha, phi thường hiểu được nên lấy hay bỏ. Tây Việt Lan Sơn ôm vòng eo bé nhỏ của Hoắc Băng Băng, đưa rượu ngon cho nàng uống, cười nói. Có thể uống hoa tửu với nữ nhân đẹp nhất Thương Hải Cung, lại không có tài nghệ trợ hứng, Vương Huynh, đi qua bên cạnh nói với hai mãng phu kia một tiếng, bảo bọn họ mang 18 cấp thanh quan nhân qua đây, đưa tới bên chỗ chúng ta. Hai mãng phu mà thôi, Tây Việt công tử lên tiếng, bọn họ tự nhiên sẽ mang 12 thanh quan nhân qua ngay thôi, ha ha. Tên thiếu niên họ Vương tay ôm một con trồn, hai mắt bắn ra hào quang màu xanh, tà khí 10 phần. Bọn họ không chút che giấu nào cả, tự nhiên là bị Phong Phi Vân và Ngọa Long Sinh nghe rõ ràng. Phong Phi Vân cũng cười vang, nói. Bồi rượu chính là bồi rượu, còn có bồi rượu gì khác sao, mãng phu và nhân sĩ chênh lệch thật lớn a. Ngọa Long Huynh, vì sao ta cảm thấy Hoa Khôi Cực Nhạc Hoa Cung còn không bằng thanh quan nhân vậy, ngươi thấy thế nào? Lớn mật, ngươi cũng biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Tên thiếu niên họ Vương ánh mắt phát lạnh, bỗng nhiên đứng lên, trên bàn tay ngưng tụ sóng linh khí, nhẹ nhàng đánh ra một chưởng, chưởng ấn chấn qua vách tường. Không khí chấn động như vần nước, không ngừng sinh ra rung động. Cách không sư tử ấn, đây là tuyệt học điện thứ 7 Xâm La Điện. Người ra tay là cường giả tà tông. Điện thứ 7 Xâm La Điện đánh Nam Thái Phủ Phong gia thất bại, ngay cả điện chủ cũng bị đánh chết, nguyên khí đại thương, về sau chạy tới Tây Vực Phủ đầu nhập vào Tây Việt Việt. Vương Đằng đánh ra một trưởng chính là cách không sư tử ấn, bên trong ẩn chứa khí tức tà tông và Phật môn, tuy trưởng phong cường đại nhưng không có tổn thương vách tường chút nào cả, phần lực khống chế này không phải chuyện đùa. Ngọa Long Sinh trong mắt đầy lệ khí, nhưng hắn là thiên kiêu của thi động cổ xưa, căn bản không sợ đệ tử bốn đại môn phiệt, hai ngón tay của hắn hóa thành thi ảnh cực lớn đánh nát sư tử ấn kia. Oanh! Ngọa Long Sinh không động đậy chút nào, mà ghế Vương Đằng đang ngồi chấn động mạnh và rời đi, phát ra âm thanh lộp bộp. Không ngờ có thể ngăn cản cách không sư tử ấn, xem ra hai người trong gian phòng bên kia cũng là cao thủ, không phải là kẻ dễ ăn hiếp, xem ra có trò hay xem rồi. Dám tranh phong với đệ tử bốn đại môn phiệt, không phải là kẻ tầm thường. Vương Đằng chính là bá chủ trẻ tuổi trong điện thứ 7 Xâm La Điện, sau khi Vạn Hương Sầm quay trở về Phong gia, hắn đã trở thành điện hạ mới của điện thứ 7, có thể nói trong núi không có lão hổ thì hầu tử xưng vương. Trong thế hệ trẻ ở đây đều là người nổi tiếng, nhưng người này dùng ánh mắt mỉa mai nhìn qua hắn, trên mặt Vương Đằng không có ánh sáng, hắn đường đường điện hạ tà tông lại bị một mãng phu không biết là ai đánh tan nhuệ khí. Lẽ nào lại như vậy? Sắc mặt Vương Đằng càng âm trầm, trực tiếp đánh ra ngoài, vận dụng bổn mạng linh khí trong tử phủ đan điền, trực tiếp giết qua gian phòng cao thượng bên cạnh. Oanh! Vương Đằng vừa xông ra, đã bị người ta đánh một chưởng bay đụng gãy cây cột, ngã xuống đất như chó chết. Hắn vừa rồi xông vào gian phòng cao thượng, còn chưa nhìn thấy đối thủ có bộ dáng gì đã bị đánh bay, giúp phút này đầu óc còn đang choáng váng. Cánh cửa phòng cao thượng đóng sầm lại. Thật sự là thiếu lễ phép, xông loạn đi bậy. Trong gian phòng cao thượng có giọng nói truyền ra. Vương Đằng có tu vị hạng gì, người khác có lẽ không biết, nhưng mà Tây Việt Sơn Lan vô cùng rõ ràng,
đây chính là bá chủ trẻ tuổi, nhưng lại bị đối phương đánh một chưởng bay ra ngoài, không phải đối thủ dễ trêu. Thì ra cũng có vài phần bổn sư, để cho Trần Lâm ta chiếu cố các ngươi. Đi ra chính là một trong 10 đại cao thủ của Thiên Khung Phủ, Trần gia thiếu chủ, cũng là một vương giả trẻ tuổi, trong người có 6 đầu dị thú chiến hồn lao ra, đều là bách túc ngô công tu vị 700 năm. Tính toán thêm ta vào. Thân thể Vương Đằng chấn động, huyết khí bốc lên, bò dậy. Vương Đằng và thiếu chủ Trần gia đồng thời đá văng cửa phòng cao thượng bên này, trên người có linh quang nhàn nhạt, xông vào gian phòng, nhưng chỉ trong tích tắc bên trong phòng truyền ra âm thanh gãy xương. Răng rắc, Văng Đường bị đứt một cánh tay, bị đánh miệng thổ huyết. Ngay sau đó thiếu chủ Trần gia cũng bị đánh gãy 3 cây xương, bị đánh bay như chó chết. Cả quá trình diễn ra cực kỳ nhanh chóng, những tuấn tài trẻ tuổi trong Thương Hải Cung bay nép thấy bọn họ xông vào và bay ra nhanh hơn, đây chính là 2 bá chủ trẻ tuổi AH. Vì sao ta cảm giác trong gian phòng cao thượng đó có một vương giả trẻ tuổi, khí tức vừa rồi là khí tức cản thi nhân Bắc Cương A. Có người mắt tinh đã phát giác mánh khóe. Tây Việt Lan Sơn đã đi ra, nhìn qua thiếu chủ Trần gia nằm dạp trên đất hỏi. Đối phương có thể đánh bại các ngươi, nhất định là nhân vật danh tiếng trong thế hệ trẻ, ngươi có nhìn thấy là ai không? Đối phương ra tay quá nhanh, không có thấy rõ. Trần Lâm xấu hổ cúi đầu xuống. Hắn ở Thiên Khung Phủ xưng hùng xưng bá, chưa bao giờ bị đánh biệt khuất như thế này. Vương Đằng thì càng biệt khuất hơn, hắn quả thật là điện hạ biệt khuất nhất của Tà Tông. Tây Việt Lan Sơn đứng tại Trung ương Thương Hải Cung, nhìn qua cánh cửa sơn sơn đóng chặt, trong tai có thể nghe được bên trong có tiếng ca yêu nhã truyền ra, còn có thể nghe được tiếng cạn ly. Hoắc Băng Băng đi tới bên cạnh Tây Việt Lan Sơn, ôn nhu nói. Tây Việt công tử làm gì phỉa chấp nhặt với 2 mãng phu? Ta sẽ phân phó người đuổi bọn chúng cút ra khỏi Thương Hải Cung, miễn ngại mắt của Tây Việt công tử. Đám người trẻ tuổi Tuấn Kiệt đang ở trong Thương Hải Cung nghe lời này thì chấn kinh, rất nhiều người dùng thần thức chú ý xem kịch vui. Cánh cửa phòng cao thượng mở ra, một bác cái tuổi chừng 4-50 đi ra ngoài, mặc xiêm y thêu hoa lớn, gương mặt trang điểm dày, chính là Vạn Hoa Đồng, nói. Hai vị đại gia bên trong nói, bọn họ hôm nay rất tức giận, nhất định phải bảo Hoa Khôi nương tử Hoắc Băng Băng của Thương Hải Cung uống rượu cả đêm với bọn họ, như vậy bọn họ mới hết tức giận, bằng không hôm nay sẽ có rất nhiều người gặp chuyện không may. Vạn Hoa Đồng học theo ngữ khí ngọa long sinh, sau khi nói xong tươi cười nịnh nọt. Tây Việt công tử, lời này chính là đại gia kia nói, không liên quan tới ta. Nói xong lời này Vạn Hoa Đồng giống như con chuột rụt trở về, bành một tiếng, cánh cửa đóng lại. Đây thật sự có trò hay xem rồi. Không ngờ có người dám tranh giành nữ nhân với Tây Việt Lan Sơn, đối phương nói rõ không muốn cho Tây Việt Lan Sơn có đường xuống thang. Một tu sĩ áo trắng ngồi ở biên giới Thương Hải Cung mang theo nụ cười hả hê nhìn qua. Tây Việt Lan Sơn cũng không phải dễ trêu, là hạ sử thi thiên tài bảng xếp thứ 9, thần đô này dám là địch với hắn không quá 10 ngón tay. Một tên mặc áo đen ống tay áo viền vàng của Tà Tông nói ra. Mâu thuẫn thăng cấp. Hoắc Băng Băng nghe nói như thế, lập tức hoa dung thất sắc, tự nhiên nghe ra bất mãn với nàng, đây không chỉ muốn nàng uống rượu đơn giản như thế, nhất định sẽ có yêu cầu quá phận. Mà Tây Việt Lan Sơn càng tức giận hơn nữa, một tay ôm Hoắc Băng Băng vào ngực, lại vuốt ve nàng một phen, sắc mặt âm lãnh, nói. Muốn nàng uống rượu với các ngươi, vậy xem các ngươi có bản lĩnh không đã. Bá 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 bá, 4 tử sĩ đột nhiên xuất hiện sau lưng Tây Việt Lan Sơn. Đều là tu vị thiên mệnh nhị trọng, 4 người mắc theo trường kiếm màu máu, tạo thành một tòa kiếm trận, bộc phát nhuệ khí khổng lồ khiến người ta vô cùng sợ hãi. Khí thế này lan vào trong gian phòng cao thượng, làm cho 12 thanh quan nhân sợ hãi biến sắc, toàn bộ dừng nhạc khí lại. Phong Phi Vân cười nói. Các ngươi tiếp tục đi. Phong Phi Vân duỗi ngón tay ra, một ngón tay điểm ra ngoài cửa, một đạo hào quang 5 màu bay ra ngoài, bao trùm toàn bộ căn phòng cao thượng này. Công kích của 4 tên tử sĩ giống như đụng phải vách tường, toàn bộ bắn ngược ra ngoài, toàn thân toàn máu. 4 người đụng vỡ vách tường Thương Hải Cung, bay nhanh ra xa. Ngoại Long Sinh cười nói. Tử sĩ Tây Việt phiệt nổi danh thiên hạ, không có gì hơn thế này, chẳng chịu nổi một kích. 12 thanh quan nhân đưa mắt nhìn nhau, các nàng không phải nữ tử không có kiến thức, tự nhiên nhìn ra 2 người cường đại, đây tuyệt đối là 2 nhân vật danh chấn thiên hạ. Trong lòng các nàng không có cố kỵ, bắt đầu nhã tấu.
Vạn Hoa Đồng cũng trợn mắt há hốc mồm, lại hỏi. Đại gia, các ngươi là người nào? Phong Phi Vân và Ngọa Long Sinh mỉm cười không nói. Sắc mặt Tây Việt Lan Sơn càng trở nên khó coi, giống như khối băng, bàn tay có xương lạnh bắn ra ngoài, có hơn ngàn đạo kiếm khí như châm dài đang lưu chuyển trên bàn tay của hắn, mang theo hào quang màu trắng. Bên ngoài đột nhiên có tiếng xôn xao truyền ra, Hoa Tiên Tử Cực Lạc Hoa Cung Tư Mã Chiêu Tuyết đến Thương Hải Cung. Tư Mã Chiêu Tuyết mặc quần áo mỏng bằng tơ lụa, bên ngoài có áo khoác lông xù màu đỏ, trên đầu đội mũ tuyết trắng, nàng vuốt vẽ bông tuyết trên mũ rơi xuống, lúc này mới mang theo hai thị nữ sắc nước hương trời đi vào Thương Hải Cung. Mị lực Hoa Tiên Tử quả nhiên không phải Hoa Khôi Nương Tử có thể so sánh, Tư Mã Chiêu Tuyết vừa tới, một đám trẻ tuổi tuấn kiệt cũng đi theo sau, trong đó có nhân vật vương giả trẻ tuổi. Dưới chân Tư Mã Chiêu Tuyết giẫm thảm hồng, tơ lụa kéo dài trên đất, trên mặt mang theo nụ cười ôn nhu tới tận cùng, há miệng đàn hương ra, nói. Lỗi, lỗi, đây là Tây Việt công tử đại danh đỉnh đỉnh tới Cực Nhạc Hoa Cung, Tuyết Nhi lại không có hay biết, còn không tự mình ra ngoài cửa cung nghênh đón, thật sự đáng chết a hát. Nhìn thấy giai nhân tuyệt sắc, ngay cả Tây Việt Lan Sơn biểu hiện băng hàn cũng nhu hòa vài phần, hơi khom người, cười nói. Tây Việt Lan Sơn chỉ là một tục nhân mà thôi, nào dám kinh động đại giá Hoa Tiên Tử. Tây Việt công tử nếu là tục nhân, vậy cả thần đô này khó tìm ra người tao nhã rồi. Trước khi Tư Mã Chiêu Tuyết tiến vào Thương Hải Cung, cũng biết được tình huống nơi này, thế hệ trẻ tranh đấu với nhau là chuyện bình thường, nhưng mà phải khống chế trong phạm vi nhất định, nàng là Hoa Tiên Tử tự nhiên phải đứng ra làm người hòa giải, không thể để chuyện này biến thành không thể vãn hồi. Tư Mã Chiêu Tuyết hơi khom người với gian phòng cao thượng, ôn nhu nói. Không biết hai vị tuấn tài thiên kiêu trong gian phòng cao thượng là ai, Tuyết Nhi thập phần hy vọng có thể kết giao tuấn tài trong thiên hạ, hai vị có thể ra gặp hay không? Ngọa Long Sinh trầm giọng nói. Tư Mã công nương không cần cầu tình cho tiểu tử kia, việc hôm nay không cách nào xong được, trừ pho. Hoắc Băng Băng tiến vào đây uống rượu với chúng ta một đêm. Trên mặt Tư Mã Chiêu Tuyết hiện ra nụ cười vui vẻ, nói. Nếu hai vị còn muốn bồi rượu, nên để cho tiểu nữ tử tự mình uống một chén với hai vị, hy vọng có thể giảm nhiệt cho hai vị đây. Hoa Tiên Tử khuất thân bồi rượu, đây quả thật là lần đầu tiên, rất nhiều trẻ tuổi tuấn tài đều nhíu mày, trong đó có hai vương giả trẻ tuổi không cam lòng, bàn tay ngưng tụ linh quang, muốn giáo huấn hai cuồng đồ trong phòng. Nhưng lại đều bị Tư Mã Chiêu Tuyết ngăn trở. Khiến bọn họ không cách nào ra tay. Không, là Hoắc Băng Băng đến cùng chúng ta, người khác, chúng ta đều không để vào mắt. Ngọa Long Sinh chỉ có mở một con mắt, nhưng mà ánh mắt còn bén nhọn hơn cả mắt ưng. Rốt cục có người nhìn vào trong mắt, chỉ là một tu sĩ tà tu, chính là Tứ Điện Hạ Xâm La Điện Thiết Trường Thiếu, đây là vương giả trẻ tuổi. Thật sự là không biết tốt xấu. Thiết Trường Thiếu dưới chân ngưng tụ một đám trận vân, hắn giống như giẫm cơn gió đen. Như tia chớp màu đen xông vào trong gian phòng cao thượng. Đây là vương giả trẻ tuổi ra tay, đã đạt tới thiên mệnh tam trọng, căn bản không phải những bá chủ trẻ tuổi có thể tới gần, chỉ khí thế của hắn đã ngăn cản một nửa Cực Nhạc Hoa Cung. Vương giả giận dữ, khí thế như cầu vồng. Bá! Phòng cao thượng mở ra, một bóng người bay ra ngoài còn nhanh hơn, giống như một cơn gió mát, trong gió mát liên tiếp đánh ra 9 trường, đánh cho Tiết Trường Tiếu lui lại 9 lần. Cuối cùng trực tiếp rời khỏi Thương Hải Cung mới đứng vững gót chân. Quá mạnh mẽ. Không ngờ có thể đánh lui vương giả trẻ tuổi, mỗi một trưởng đều có lực lượng ngàn vạn cân, trên mặt lưu lại dấu chân thật sâu. Lớn mật. Ngay thời điểm các tuấn tài trẻ tuổi ngây người, đột nhiên nghe được Tây Việt Lan Sơn quát lớn, bóng người vừa rồi bay ra khỏi gian phòng không chỉ đánh lui Tiết Trường Tiếu, còn cướp Hoắc Băng Băng trong tay Tây Việt Lan Sơn đi. Tốc độ cực nhanh. Quả thực làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối, căn bản không có ai nhìn thấy bóng dáng đối thủ. Đây là tu vị bực nào? Tây Việt Lan Sơn xếp thứ 9 trên hạ sử thi thiên tài bảng, rõ ràng có người cướp người từ trong tay hắn đi, chẳng lẽ cũng là nhân vật trên hạ sử thi thiên tài bảng? Bá! Cánh tay Tây Việt Lan Sơn vung lên, một đạo hào quang sáng ngời bay ra ngoài, trong đạo hào quang có hàng ngàn kiếm khí bay múa, mỗi một đạo kiếm khí dài như châm, có thể đâm xuyên sắt thép. Phong Phi Vân một tay cầm lấy Hoắc Băng Băng, tay còn lại ngưng tụ đao khí, liên tiếp chém ra 90 đao, đao khí hóa quấn quanh toàn bộ Thương Hải Cung, làm cho nơi này hỗn loạn. Kiếm khí cùng đao khí va chạm phát ra âm thanh ầm ầm,
trực tiếp đánh sập một nửa Thương Hải Cung, trận pháp trong cung điện bị hủy toàn bộ, có vài chục tuấn tài trẻ tuổi rơi ra ngoài, trên thân toàn là máu, không phải là bị kiếm khí gây thương tích cũng là đao khí chảm phá. Bành! Cánh cửa phòng cao thượng đóng lại. Hoắc Băng Băng cuối cùng vẫn bị mang vào trong phòng cao thượng, Tây Việt Lan Sơn ra tay không thể ngăn cản Phong Phi Vân, thậm chí giao phong chiêu vừa rồi hắn còn lâm vào hạ phong. Đao khí thật khủng khiếp, một đời tuổi trẻ có thể dùng ngón tay chém ra đao khí khủng bố như thế chỉ có ba người. Một vương giả trẻ tuổi mặc áo bào màu vàng cảm thán nói ra. Ba người nào? Có người hỏi. Thái tử, Long Thần Nhai, Thiên Đao, Cổ Thổ, Yêu Ma Chi Tử, Phong Phi Vân, hiện tại nên gọi hắn là Tiểu Thần Vương. Tên vương giả trẻ tuổi này trong mắt đầy sợ hãi thán phục. Đám trẻ tuổi tuấn tài ở nơi này không thể bình tĩnh, phi thường kích động, ba người đều là thiên tài cấp sử thi, trong đó Thái tử cùng Thiên Đao đều thành danh 20-30 năm, là cường giả uy tín lâu năm trên thượng sử thi thiên tài bảng. Mà Phong Phi Vân càng là thám hoa lang của hạ sử thi thiên tài bảng. Ba người này bất cứ người nào cũng là cao cấp nhất trong thế hệ trẻ, cho dù là thân phận, tu vị và địa vị đều không dưới Tây Việt Lan Sơn. Chẳng lẽ là Thiên Đao Cổ Thổ cuồng nhân tới thần đô? Có người kinh ngạc nói ra. Đám tu sĩ trẻ tuổi tuấn kiệt đồng loạt lắc đầu, bọn họ từ đao khí hình rồng kia cũng đã đoán được chính là đao kình bá đạo của Long Hoàng Đao Quyết, người như thế đã bài trừ Thiên Đao Cổ Thổ. Mà Thái tử Long Thần Nhai càng là nhân vật phong vân trong phong vân ở thần đô, cho dù hắn đi tới nơi nào cũng sinh ra oanh động, không có khả năng làm ra chuyện đoạt nữ nhân này. Loại chuyện này trong thế hệ trẻ tuổi hiện tại cũng chỉ có một người có thể làm ra được. Cái tên đã miêu tả sinh động. Thì ra là Tiểu Thần Vương giá lâm Cực Nhạc Hoa Cung, ta nói người phương nào tu vị cường đại như thế, có thể ngăn cản Thiên Ti Kiếm Vũ của ta chứ? Tây Việt Lan Sơn vẫn đứng ngạo nghễ, bộ dáng cao ngạo. Trong ánh mắt dễ thương của Tư Mã Chiêu có gợn sóng, nói. Ha ha, thì ra là Tiểu Thần Vương đang cùng Tây Việt công tử đang đùa giỡn, hai người các ngươi là thiên kiêu trên hạ sử thi thiên tài bảng, làm cho người ta sợ muốn chết, lo bóng lo gió một hồi. Cánh cửa phòng mở ra, Phong Phi Vân cùng Ngọa Long Sinh đang ngồi bên trong, ngồi đối diện chạm cốc, uống rượu ngon, ngắm mỹ nhân, lộ ra dáng vẻ không coi ai ra gì, thật sự không quan tâm cái nhìn của đám người ngoài. Hoắc Băng Băng câm như hến ngồi giữa hai người, vẫn không nhúc nhích, cũng sớm bị thân phận Phong Phi Vân dọa hỏng, nếu như sớm biết đại nhân vật như Phong Phi Vân tới thì nàng làm sao đi quan tâm tới Tây Việt Lan Sơn, cũng không thể không lấy lòng Tiểu Thần Vương A Hát. Quả nhiên có, đại nhân vật. Vạn Hoa Đồng cũng sớm kích động quỳ trên mặt đất, không nghĩ tới lại trèo lên cây to Tiểu Thần Vương, tương lai còn buồn không thể phong sinh khởi thủy ở thần đô hay sao? Phong Phi Vân cười nói. Thật sự là đùa giỡn, nhưng mà vui đùa này quá lớn rồi, cho nên, đêm nay Hoắc Băng Băng phải uống rượu với hảo hữu của ta cả đêm, mà Tư Mã cô nương đêm nay có bằng lòng bàn luận chuyện gió trăng với ta hay không? Cái này, tâm hồn thiếu nữ Tư Mã Chiêu Tuyết chấn động mạnh lên, tâm thần đại loạn, Phong Phi Vân thân phận thật sự rất cao, là người có lực lượng hô phong hoán vũ trong thần đô, tuy Cực Nhạc Hoa Cung có đám tu sĩ cự phách thế hệ già tỏa chấn, nhưng mà nếu như thần vương phủ cứng đối cứng. Đây chính là tự tìm cái chết. Phong Phi Vân là một lãng tử, đây là chuyện thiên hạ đều biết, bàn luận chuyện gió trăng với hắn đương nhiên là phải bàn trên giường rồi. Hôm nay Hoa Đế phong quan thi đấu sắp tới, một khi thất thân cho Phong Phi Vân, xem như buông tha cơ hội nổi danh thiên hạ. Nhưng mà Phong Phi Vân giờ phút này nhìn chằm chằm, một khi đắc tội hắn, hậu quả không chịu nổi. Tư Mã Chiêu Tuyết nhíu mày lại, liên tục tự định giá, cười nói. Có thể bàn chuyện gió trăng với Tiểu Thần Vương, đây quả thật là phúc phận tu ba đời của tiểu nữ tử, nhưng mà tiểu nữ tử vừa thu được thiếp mời, chính là thư mời của tuyệt sắc lâu thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Nam Cung Hồng Nhan đã tới thần đô, trời tối ngày mai sẽ đàn khúc ở tuyệt sắc lâu, đã mời thiên tài tuấn kiệt cả thần đô, ngay cả thiên tài cấp sử thi cũng có 8-9 vị được mời, Tiểu Thần Vương cùng đệ nhất mỹ nhân quan hệ không giống bình thường, chẳng lẽ không có thu được thư mời? Phốc! Phong Phi Vân thiếu chút nữa phun rượu ra ngoài. Nhưng mà hắn cuối cùng vẫn nuốt trở về, sắc mặt thong dong nói. Thư mời, loại vật này nhất định là sẽ có, nàng đàn khúc thì ta sẽ ủng hộ thật lớn. Trong lòng Phong Phi Vân không bình tĩnh như ngoài miệng của hắn, Nam Cung Hồng Nhan khẳng định còn sớm tới thần đô, sở dĩ thời điểm này đột nhiên muốn lên đài tấu khúc, hơn nữa còn mời thiên tài tuấn kiệt cả thần đô,
hết lần này tới lần khác không mời hắn, nhất định là bởi vì biết được Phong Phi Vân cùng Nguyệt công chúa đính hôn cho nên muốn cho Phong Phi Vân chút sắc mặt. Khó trách gần đây mí mắt nhảy mãi, ta biết ngay có đại họa lâm đầu. Phong Phi Vân trong lòng chờ mong. Trong lòng Tư Mã Chiêu Tuyết buông lỏng một hơi, lại nói. Không biết tiểu thần vương có biết đệ nhất mỹ nhân đêm mai sẽ dùng ca kết bạn, thần đô tam thanh tú đều được mời tới, có cơ hội nhìn thấy dung nhan khuynh quốc khuynh thành của nàng. Thần đô tam thanh tú, chỉ chính là Đông Phương Kính Thủy, Long Thần Nhai, Bắc Minh Phá Thiên. Phong Phi Vân còn không có nhìn thấy mặt Nam Cung Hồng Nhan, cũng đã có thể cảm nhận được oán khí trên người nàng, nói. Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân đến thần đô, tự nhiên sẽ mời thần đô tam thanh tú. Đây vốn là chuyện hợp tình lý, tài tử giai nhân, đây là chuyện bình thường. Phong huynh ngươi không có thu được thư mời sao? Ngọa Long Sinh móc thư mời trong ngực ra, nói. Ta buổi sáng hôm nay cũng đã thu được thư mời, Phong huynh nếu không thu được thì đi cùng ta. Ngọa Long huynh, đêm nay chính ngươi nên hoàn hảo với Hoắc cô nương đi, ngươi không nên lãng phí thời gian như thế. Ánh mắt Phong Phi Vân rét run, gắt gao nhìn chằm chằm vào thư mời trong tay Ngọa Long Sinh. Ngọa Long Sinh lau lau mồ hôi lạnh trên trán, liền tranh thủ thu thư mời vào, kéo Hoắc Băng Băng rời khỏi Thương Hải Cung. Hai ngón tay Tây Việt Lan Sơn lấy thư mời trong tay áo ra, lộ ra trước mặt Phong Phi Vân, cười nói. Đều nói thiên hạ đệ nhất mỹ nhân đẹp như tiên nữ, ta đã sớm ở Ngân Câu Phường mua một kiện lễ vật, nếu như có thể chiếm được nụ cười giai nhân, cho dù giảm thọ 10 năm ta cũng cam tâm tình nguyện. Tây Việt Lan Sơn cười thật dài, phẩy tay áo bỏ đi. Vừa rồi ăn oán khí trong tay Phong Phi Vân cũng tan thành mây khói. Tứ điện hạ Xâm La điện Tiết Trường Tiếu cũng tay lấy thư mời ra, sắc mặt tái nhợt cười vô cùng dữ tợn, nói. Đêm mai tứ đại gia nhân tuyệt sắc lâu sẽ tề tụ một đường, nhất định náo nhiệt chưa từng có, chỉ tiếc có ít người không có tư cách tiến vào, cạc cạc. Tiết Trường Tiếu bị chín trưởng đánh bại oán khí tan thành mây khói, nghênh ngang rời đo. Có rất nhiều người trẻ tuổi ở đây buồn cười. Biết rõ đại danh đỉnh đỉnh yêu ma chi tử nhất định không có thu được thư mời của thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, Nam Cung Hồng Nhan quả nhiên không hổ là thế gian nữ tử hiếm thấy, ngay cả mặt mũi tiểu thần vương cũng không cho. Tư Mã Chiêu Tuyết thấy thành công chuyển di lực chú ý của Phong Phi Vân, trong lòng mừng thầm, cho rằng đêm nay có thể tránh được một kiếp, muốn quay người lặng lẽ rời đi, nhưng mà cuối cùng vẫn bị Phong Phi Vân cho gọi lại. Tư Mã cô nương, ngươi cũng nên cho ta một câu trả lời a. Phong Phi Vân nhìn thấy tất cả mọi người đã rời đi, đóng cửa lại, bên trong cũng chỉ còn lại Phong Phi Vũ và Tư Mã Chiêu Tuyết hai người. Phong Phi Vân từng bước một ép sát tới, một bước, hai bước, ba bước. Nhanh chóng tới gần Tư Mã Chiêu Tuyết, bước nàng tới cạnh giường. Đường đường hoa tiên tử lại bị bước tới tình trạng này, Tư Mã Chiêu Tuyết đến cuối cùng đã không có đường thối lui, lúc này mới cúi thấp đầu, khẽ nói. Tiểu nữ tử không biết tiểu thần vương muốn ta trả lời cái gì. Cực Nhạc Hoa Cung tuy chính là nơi gió chăng, nhưng mà có thể sừng sững ở thần đô Ngư Long hỗn tạp nhiều năm như thế, sau lưng tự nhiên cũng có nội tình rất sâu, cũng có cường giả thế hệ trước tọa chấn, thậm chí là cường giả cấp cự phách. Mỗi qua mấy chục năm sẽ có một hoa tiên tử đi ra khỏi Cực Nhạc Hoa Cung, gả vào cho dòng dõi, gia tộc, như vậy thế lực hảo hữu của Cực Nhạc Hoa Cung sẽ rất khổng lồ. Rất nhiều thế lực tu tiên sẽ không chạm vào nó. Cho nên dưới tình huống bình thường, không ai dám ở trong Cực Nhạc Hoa Cung nháo sự, chớ nói chi là bất kính với hoa tiên tử, nhưng mà Phong Phi Vân thân phận đặc thù, ngay cả những tu sĩ thế hệ trước của Cực Nhạc Hoa Cung cũng không dám dễ dàng đắc tội. Đây cũng là nguyên nhân Tư Mã Chiêu Tuyết e ngại Phong Phi Vân như vậy. Phong Phi Vân và Tư Mã Chiêu Tuyết ở một mình một người trong gian phòng trang nhã, việc này đã kinh động cao tầng cả Cực Nhạc Hoa Cung. Một đám lão bà tóc bạc xuất hiện bên ngoài Thương Hải Cung, những lão bà này từng là tuyệt đại hồng nhan, cũng là thanh quan nhân một đời, chỉ tiếc tuế nguyệt không buông tha người, hồng nhan cũng có lúc bạc đầu. Tu luyện mấy trăm năm nên những thanh quan nhân này trở nên vô cùng cường đại, tuy già nua nhưng mà khí thế trên người vô cùng hùng hậu, mà người vừa mới hàng lâm Thương Hải Cung, những thanh quan nhân bên ngoài cung kính hành lễ. Mấy này bà lão này chính là thái thượng trưởng lão của Cực Nhạc Hoa Cung. Làm sao bây giờ, tiểu thần vương nổi danh phong lưu thành tính, Tuyết Nhi ở cùng phòng với hắn, khó bảo toàn không xảy ra chuyện. Nghe nói thần vương phủ ba thiên hầu đã quay về thần đô, nếu ai trêu chọc tiểu thần vương, ba cuồng nhân này sẽ khiến thần đô nổi sóng, đặc biệt là đấu chiến thiên hầu, ngay cả thái tể phủ cũng kiêng kỵ ba phần.
tiểu thần vương đã đính hôn với Nguyệt công chúa, hắn chắc chắn không làm lớn ở thần đô đâu, bằng không thì Nguyệt công chúa và Kỳ thần phi đều rất khó làm người. Hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng như thế. Nếu như đối phương là trẻ tuổi tuấn kiệt, cho dù sau lưng thế lực bao nhiêu, các nàng cũng có thể điều động thế lực sau lưng để gây áp lực, nhưng mà gặp được Phong Phi Vân là người ra bài không theo lẽ thường, mặc dù là Cực Nhạc Hoa cung mấy vị thái thượng trưởng lão cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Kỳ thật các nàng lo lắng là dư thừa, Phong Phi Vân tuy làm không ít chuyện hoang đường ở Nam Thái Phủ, nhưng mà đều do không cách nào áp chế yêu ma chi huyết trong người, ma tính ảnh hưởng tới tâm tính, có thể nói là thanh danh to lớn, nhưng mà hôm nay Thanh Đồng Thành Cổ đã sống lại, có thể trấn áp yêu ma chi huyết tổng người, có năng lực khắc chế với nữ nhân rất mạnh, dục vọng trong máu bộc phát đã bị áp chế ngay. Về phần đêm hôm đó với Kỳ Linh Xuân, đó là do Kỳ Linh Xuân và trụ trì Nam Thiên Tự Đại Phật Di Lặc làm, tu vị Đại Phật Di Lặc cao hơn Phong Phi Vân gấp bao nhiêu lần, hắn ẩn núp trong bóng tối niệm Hoan Hỷ Thiền Kinh, đừng nói là Phong Phi Vân có yêu ma chi huyết, cho dù là cự phách tâm tính kiên định cũng trúng chiêu. Lời tác giả, rất nhiều thư hữu có rất không hiểu quan hệ giữa Phong Phi Vân cùng Kỳ Linh Xuân, kỳ thật thời điểm ghi lại đoạn này đã là vấn đề mờ mịt, đoán chừng là ta không có ghi quá rõ. Kỳ thật tiểu hòa thượng kia chính là trụ trì Đại Phật Di Lặc của Nam Thiên Tự. Tiểu hòa thượng cố ý dẫn Phong Phi Vân tới Thanh Đàn Viện. Phong Phi Vân tiến vào Thanh Đàn Viện đã nghe được Phật âm, chính là Hoan Hỷ Thiền Kinh. Về sau ta tận lực ghi giảm lại, đằng sau còn có nhiều vấn đề, hiện tại chỉ giải thích chút nghi hoặc cho các thư hữu. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm vào Tư Mã Chiêu Tuyết, chợt hắn cười lạnh, lui về phía sau vài bước, sau đó ngồi lên ghế, nói. Còn nhớ rõ nửa tháng trước ở Ngân Câu Phường hay không? Phong Phi Vân thối lui ra sau, Tư Mã Chiêu Tuyết thở dài một hơi, hơi thở mang theo hương khí ngọt ngào, nói. Tự nhiên là nhớ rõ, tiểu thần vương tư thế oai hùng, Tuyết Nhi làm sao có thể quên được? Có lẽ ngươi nhận ra bằng hữu tất chữ xuất của ta a? Phong Phi Vân nhìn chằm chằm vào hai mắt của nàng, một người đang nói xạo hay nói thật, con mắt không cách nào che giấu được. Tuyết Nhi chưa từng nghe nói qua tất chữ xuất người này. Tư Mã Chiêu Tuyết bình tĩnh nói. Ta nói là thiếu niên ở cạnh ta ở Ngân Câu Phường kia. Phong Phi Vân cường điệu nói. Chúng ta sau khi tách ra khỏi Ngân Câu Phường, hắn nói hắn muốn đi tìm ngươi, chuộc thân cho ngươi, sau đó sẽ cao chi ai xa bay với ngươi, thế nhưng mà ngươi bây giờ còn đang ở Cực Nhạc Hoa Cung, hắn thì biến mất. Tư Mã Chiêu Tuyết không chịu nổi uy áp trên người của Phong Phi Vân. Hai chân mềm nhũn, trực tiếp co quắp ngồi xuống, nằm dạp trên mặt đất, trên trán tuyết trắng mồ hôi đầm đìa, vô tội nói. Tuyết Nhi thực không có gặp qua bằng hữu của ngươi, càng không có nói qua sẽ cao chạy xa bay với hắn, thỉnh tiểu thần vương minh xét. Công phu gạt người của nữ nhân này lợi hại không phải bình thường, vậy mà có thể làm được không lộ thần sắc, Phong Phi Vân thầm nghĩ trong lòng. Nói như vậy, ta trách oan ngươi. Phong Phi Vân thu hồi uy áp trên người. Vô cùng bình dị dễ gần. Tuyết Nhi nào dám oán trách tiểu thần vương, chỉ trách nữ nhân phong trần chúng ta mệnh khổ. Ánh mắt Tư Mã Chiêu Tuyết vô cùng u oán, chậm rãi bò lên khỏi mặt đất, bởi vì cách Phong Phi Vân rất gần, trong nháy mắt nàng ngẩng đầu lên thì lộ ra nửa bầu ngực sữa tuyết trắng, hiện ra trước mặt Phong Phi Vân, hương diễm tới phun huyết. Phong Phi Vân cũng không tránh né, ngược lại nhiều hứng thú nhìn qua, người dám lộ thì ta dám nhìn. Ai ôi! Tư Mã Chiêu Tuyết làm bộ chân chập choạng, hơi lảo đảo, liền trực tiếp ngã về phía Phong Phi Vân, giống như làn gió thơm nhảy vào trong ngực Phong Phi Vân. Phong Phi Vân căn bản không đi vịn nàng, đứng lên, đẩy ra, Tư Mã Chiêu Tuyết mất trọng tâm, té trên ghế sau đó lăn nhào xuống đất. Phong Phi Vân lúc này mới tiến lên đỡ dậy, cười nói. Hoa tiên tử cũng không cẩn thận rồi, nếu như có trẻ tuổi tuấn tài nhìn thấy ngươi như vậy, ngươi sẽ không còn mặt mũi nào. Đi thôi, mang ta đi lao ngục Cực Nhạc Hoa Cung. Trong lòng Tư Mã Chiêu Tuyết vẫn còn đang chửi bới Phong Phi Vân không phải nam nhân, nhưng mà nghe được Phong Phi Vân nói nửa câu sau thì hoa dung thất sắc, nói. Cực Nhạc Hoa Cung chính là nơi gió trăng, làm gì có lao ngục. Cho dù là thanh lâu bình thường cũng sẽ có nơi như lao ngục, thánh địa thanh lâu như Cực Nhạc Hoa Cung này làm sao không có nơi không thể lộ ra ngoài sáng được chứ. Thật sao, ta sẽ tìm người biết mà hỏi thăm vậy. Phong Phi Vân bỗng nhiên mở cửa phòng ra ra, kêu lên. Vạn Hoa Đồng, đưa ta đi tới đó. Lão mụ tử này nhanh chóng đi lại trong Thương Hải Cung, thật vất vả gặp được tiểu thần vương cây đại thụ lớn như thế,
nàng làm sao có thể dễ dàng buông tha, nghe được Phong Phi Vân kêu lên, lập tức như binh sĩ nghe được hiệu len, xông qua, quỳ gối trước cửa phòng cao thượng, cười nói. Tiểu thần vương, ta vẫn ở đây. Ta biết rõ ngươi vẫn ở đây. Phong Phi Vân nói. Ngươi không được xưng bách sự thông trong nơi gió trăng sao, vậy ngươi biết địa lao của Cực Nhạc Hoa Cung nằm ở nơi nào không? Làm sao có thể không biết, cực lạc địa ngục trong Cực Nhạc Hoa Cung là nhất tuyệt, Cực Nhạc Hoa Cung thu nạp các cô gái tuyệt sắc từ các nơi trong vương triều tới nơi đây, hay là nam nhân phạm sai lầm trong Cực Nhạc Hoa Cung, một khi bị nhốt vào cực lạc địa ngục, vậy chính là tiến vào địa ngục, không có khả năng dễ dàng ra ngoài. Vạn Hoa Đồng Dương Dương đắc ý nói ra. Phong Phi Vân quay đầu nhìn qua Tư Mã Chiêu Tuyết, chỉ thấy thập tứ mỹ nhân này hoảng hốt, Cực Nhạc Hoa Cung hoa tiên tử cũng có khi hoa dung thất sắc, mặt trắng như tờ giấy. Phong Phi Vân kêu lên. Vậy ngươi còn không nhanh dẫn đường cho ta, nếu như tìm được cực lạc địa ngục, ngươi cứ đi tới thần vương phủ lĩnh thưởng. Quả thực quá tốt, tiểu thần vương, ngươi là thân đại gia của ta a. Ha ha, quá kích động, theo ta đi. Vạn Hoa Đồng cười tới mức nước mắt rơi xuống, lại dập đầu, lại cảm ơn, nói một đống lời nịnh nọt, nói tới mức Phong Phi Vân nổi da gà. Phong Phi Vân mang theo Tư Mã Chiêu Tuyết, đi theo sau Vạn Hoa Đồng tiến tới cực lạc địa ngục. Mấy bà lão của Cực Nhạc Hoa Cung hai mặt nhìn nhau, cảm có chút không đúng, lập tức theo sau. Cực lạc địa ngục, kỳ thật là địa ngục với người trong nơi gió trăng mà thôi, mà trên thực tế sau lưng một gian phòng ngăn nắp đều sẽ có một cái địa ngục. Hai gã tu sĩ trông coi cực lạc địa ngục nhìn thấy Phong Phi Vân xuất ra thần vương lệnh thì câm như hến, trực tiếp quỳ trên mặt đất, không dám ngăn cản nửa phần. Đi dọc theo thông đạo xuống phía dưới, trên đường đi, có rất nhiều cánh cửa sắt nặng nề, nặng hơn 1.000 cân, trên mặt đất cất giấu trận pháp giết chóc, không cẩn thận đạp vào trận pháp sẽ biến thành cho bụi. Phía trên giam giữ các nữ tử tới từ các nơi trong vương triều khi đưa tới đây, chỉ có huấn luyện thành thanh quan nhân đa tài đa nghệ mới được thả ra ngoài, nếu không đạt tới yêu cầu, vĩnh viễn sẽ không thoát ra khỏi địa ngục này, phía dưới giam giữ người bình thường là cung hung cực ác, xúc phạm thanh quan nhân, bị giam giữ tại đây. Vạn Hoa Đồng dẫn đường phía trước. Bác gái, ngươi làm sao biết rõ ràng như thế? Phong Phi Vân hứng thú hỏi, cảm thấy Vạn Hoa Đồng thật không đơn giản, nếu chỉ là lão mụ tử bình thường, không thể nào biết rõ cực lạc địa ngục ẩn mật như thế. Ông trời, ta là ai? Ta chính là bách sự thông trong nơi gió trăng, những nơi này không ai rõ ràng hơn ta. Vạn Hoa Đồng tràn đầy tự tin nói. Phong Phi Vân nói. Cực lạc địa ngục tổng cộng có bao nhiêu tầng? Có lẽ có 2 tầng A. Trên đường đi căn bản không ai dám ngăn cản, Vạn Hoa Đồng cũng kéo ra hổ nên đi nghênh ngang phía trước, thủ vệ bên trong cực lạc địa ngục không ai dám ngăn cản. Rất nhanh đã đi tới tầng thứ 2 của cực lạc địa ngục, nơi này vô cùng lờ mờ, có vài chục tòa thiết lao, bên trong giam giữ mấy trăm phạm nhân gầy trơ xương, cũng không biết bị nhốt ở chỗ này bao lâu, bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Bọn họ rất nhiều người diện mục dữ tợn, thần sắc hèn mọn bỉ ổi, đừng nói là nhìn thấy Tư Mã Chiêu Tuyết cô gái tuyệt sắc, ngay cả sau khi nhìn thấy Vạn Hoa Đồng thì bọn họ kích động toàn thân như lửa đốt. Tất chữ xuất bị giam giữ ở nơi nào? Phong Phi Vân lạnh lùng nhìn qua Tư Mã Chiêu Tuyết. Tư Mã Chiêu Tuyết bị Phong Phi Vân bắt lấy cánh tay, giống như kìm sắt kẹp vào người, cúi đầu xuống, không nói một câu, đôi mắt dễ thương tràn ngập chờ mong, căn bản không nghe Phong Phi Vân nói cái gì. Nếu ngươi không nói, có tin ta ném ngươi vào. Ánh mắt Phong Phi Vân nhìn vào trong những thiết lao kia, bên trong giam giữ mấy chục tên tù tội dơ bẩn tóc rối răng rụng, bọn chúng bị giam ở đây mấy năm, thậm chí đã mấy chục năm. Những kẻ tù tội này vài chục năm qua chưa từng gặp nữ nhân, huông chi nữ nhân đẹp như Tư Mã Chiêu Tuyết, sau khi nhìn thấy đã sớm khao khát như lang như hổ. Nghe được Phong Phi Vân nói thế, những kẻ tù tội này điên cuồng đứng lên, trong miệng hoan thanh thiếu ngữ. Toàn lời ô uế, vươn tay ra khỏi song sắt, chộp về phía Tư Mã Chiêu Tuyết. Ném nàng vào đây, ném vào đây, đại gia ngươi ném nàng vào đây đi. Chơi chết nàng, chơi chết nàng. Ha ha, ta nghe thấy hương vị trên người của nàng, ta muốn xé nát quần áo của nàng, chơi chết tiểu kỷ nữ thối này. Có người chạm tay vào quần áo của Tư Mã Chiêu Tuyết, nàng sợ tới mức bổ nhào vào ngực Phong Phi Vân, giọng nói nức nở. Ta sai rồi. Ta sai rồi mà, thỉnh ngươi không nên ném ta vào, không muốn a, bằng hữu của ngươi bị nhốt vào tầng cuối cùng của thiết ngục,
dùng thất xảo thiên cơ tỏa nhốt lại, nếu như tu vị hắn đủ cao, có lẽ sẽ còn sống. Thất xảo thiên cơ tỏa. Phong Phi Vân biến sắc. Thất xảo thiên cơ tỏa là khóa sắt chuyên môn dùng nhốt cao thủ tu luyện, dùng bảy linh châm khảo vào người, đâm vào các mệnh huyệt trọng yếu nhất của ngươi, không chỉ phong bế tu vị tu sĩ, hơn nữa sinh mệnh của tu sĩ không ngừng trôi qua. Một thiên mệnh nhất trọng bị nhốt trong thất xảo thiên cơ tỏa, tuyệt đối không sống quá 7 ngày đã biến thành thây khô. Tư Mã Chiêu Tuyết đạt được 2 vạn linh thạch của tất chữ xuất, cho nên nhốt hắn dưới thất xảo thiên cơ tỏa, muốn từ trong miệng hắn khảo vấn 2 vạn linh thạch ở đâu, nhưng mà tất chữ xuất đánh chết không nói, vì vậy nàng muốn khốn tất chữ xuất sống không bằng chết dưới thất xảo thiên cơ tỏa. Bành! Phong Phi Vân một cước đá tung cánh cửa sắt thiết ngục ra, cánh cửa nặng ngàn cân trực tiếp đâm vào vách tường. Đá vụn bắn ra tung tóe. Bá. Phong Phi Vân trực tiếp đi vào, nhưng mà bên trong không có bóng người, trên vách đá chỉ có khóa sắt hình người, trên khóa sắt khảm 7 cây châm thiết, nhưng mà người bị thất xảo thiên cơ tỏa khóa lại đã biến mất. Người đâu? Phong Phi Vân bắt lấy Tư Mã Chiêu Tuyết, bóp cổ thon dài tuyết trắng của nàng. Tư Mã Chiêu Tuyết bị dọa lạnh run, Phong Phi Vân giống như muốn ăn tươi nàng, làm cho bờ môi của nàng run rẩy. Ta cũng không biết, hắn bị khóa ở đây, lần này ta thật sự không có lừa người. Nàng bị dọa sợ hãi, đùi ngọc phung loạn, nước mắt không ngừng rơi xuống. Tiểu thần vương, trên tường sắt có khắc chữ viết. Vạn hoa đông sờ lên vách tường tịch mịch và lạnh buốt ở đây. Phong Phi Vân vận chuyển linh khí, tràn đầy bàn tay, lòng bàn tay có hỏa diễm hiện ra, chiếu sáng gian ngục thất tối tăm này. Trên vách tường cứng rắn có mấy chữ vặn vẹo liêu siêu. Quả thật khó đọc tới cực điểm, viết. Tất chữ xuất đã tới nơi đây một vòng. Phong Phi Vân lập tức mỉm cười, kẻ cắp này quá lợi hại, thất xảo thiên cơ tỏa có thể khóa chất thiên tài cấp sử thi, nhưng không thể trói hắn được, làm tặc quả nhiên có tài, bất cứ nơi nào cũng có thể đi, bất kỳ nơi nào cũng có thể bỏ chạy. Bản thân mình lo lắng không rồi. Phía dưới có hàng chữ nhỏ, vẫn ghi cực kỳ khó coi. Phong Phi Vân. Ta đoán ngươi nhất định tới nơi này, đương nhiên nếu ngươi không tới sẽ không phải bằng hữu chí cốt của ta, nhưng nếu như tới đây, ta cầu ngươi một chuyện, không nên giết Tuyết Nhi, được rồi, ta nói nhảm không nhiều, ta muốn làm một chuyện lớn, lần sau gặp mặt ngươi nhất định sẽ chấn động. Xem xong chữ viết khác trên vách tường, Phong Phi Vân lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tư Mã Chiêu Tuyết, một tay đẩy nàng đi. Nữ nhân tự cho là đúng, cho dù hắn không xứng với ngươi, nhưng mà ta trung thực nói cho ngươi biết. Hôn thê của hắn còn ưu tú hơn ngươi gấp 10 lần. Nếu tất chữ xuất đã nói không giết Tư Mã Chiêu Tuyết, Phong Phi Vân cũng không là thủ tồi hoa. Mà khi Phong Phi Vân xoay người trong nháy mắt, cảm giác ở cửa ra vào có khí tức của cường giả, làm cho không khí cả thiết lao cứng lại. Cao thủ. Sát khí. Phong Phi Vân vội vàng vận chuyển lực lượng toàn thân, chờ tế cự đao ra, nắm trong tay, tùy thời chuẩn bị ra tay. Bá. Một mỹ nữ tuyệt thế mặc quần áo đỏ đứng ở cửa ra vào. Tốc độ nhanh không nói nổi, giống như nữ quỷ xẹt qua. Phong Phi Vân nhìn thấy nữ tử này giết tới, chợt gánh nặng trong lòng cũng giải khai, cười nói. Thì ra là Hồng Liên cô nương, đã lâu không gặp A Hát. Cô gái này chính là nhị điện hạ Sâm La Điện, cũng là hôn thê của tất chữ xuất, nàng truy tra manh mối nên tìm tới đây. Vị tà Hồng Liên này không phải nữ tử bình thường. Chính là siêu cấp cao thủ đứng thứ 7 trong thượng sử thi thiên tài bảng, trong nữ tử trẻ tuổi cũng chỉ có nàng là chống lại La Phù công chúa. Tiện nhân, Tà Hồng Liên thân thể như quỷ mị, hóa thành hỏa điệp, thân hình khẽ động cũng đã đứng trước mặt Tư Mã Chiêu Tuyết, duỗi chảo thật dài ra quét ngang một cái. Vèo, Tư Mã Chiêu Tuyết liền ngã trong vũng máu, trên cổ tuyết trắng có 3 vết cào thật sớ, máu tươi chảy ra như suối, bên trong còn có sương mù màu đen. Một hoa tiên tử đã chết trong tay của nàng. Phong Phi Vân nuốt nước bọt một cái, nói. Nữ nhân các người đối phó tình địch đều lòng dạ độc ác A Hát. Tà Hồng Liên lạnh lùng lườm Phong Phi Vân, nói. Phong Phi Vân, ngươi cho rằng Hồng Nhan sẽ bỏ qua Nguyệt công chúa sao? Nữ nhân phát sinh quan hệ với ngươi, Seeto mấy người bây giờ đang bị nàng khống chế, thủ đoạn của Hồng Nhan, có thể còn ác hơn ta đấy, ngươi chờ xem đi. Tà Hồng Liên nói xong lời này. Nghênh ngang rời đi, tiếp tục đuổi theo tìm kiếm tung tích tất chữ xuất, hiển nhiên nàng cũng xem Phong Phi Vân như tiện nam nhân. Nam Cung Hồng Nhan đã từng cứu nàng, nàng tự nhiên sẽ nói chuyện giúp Nam Cung Hồng Nhan.
Nàng rất không quen nhìn Phong Phi Vân tính cách háo sắc, nếu tất chữ xuất phong lưu thành tính như Phong Phi Vân, nàng khẳng định không dễ dàng tha thứ như Nam Cung Hồng Nhan, tất nhiên sẽ thiên tất chữ xuất. Này, lời này của ngươi có ý gì? Ngươi nói rõ ràng rồi đi. Phong Phi Vân nhanh chóng đuổi theo. Ra khỏi cực lạc địa ngục mới đuổi theo Tà Hồng Liên. Bên ngoài có bốn thủ hộ giả nhị điện hạ Xâm La Điện hiện ra, trấn áp đám bà lão Cực Nhạc Hoa Cung không thể động đậy, nói đùa, điện thứ hai Xâm La Điện cường đại cỡ nào, đã dựa theo bốn đại môn phiệt, chỉ dưới dậy nhất điện nhưng đã hơn mấy điện khác rất xa. Cực Nhạc Hoa Cung cho dù đắc tội bốn đại môn phiệt, cũng không dám đắc tội điện thứ hai Xâm La Điện. Tà Hồng Liên mặc trường bào màu hồng trên người, uy phong lẫm lẫm, đạp tuyết mà đi, giống như nữ đế cái thế, lạnh nhạt nói. Phong Phi Vân, nếu như lần nữa gặp được tất chữ xuất, nói cho hắn biết, nữ nhân mà hắn ưa thích ta sẽ giết, nếu hắn dám ưa thích nữ nhân khác, có một ta giết một, có mười giết mười, chúng ta đi. Tà Hồng Liên đạp một cước trên tuyết, cung điện trong Cực Nhạc Hoa Cung nhanh chóng sụp đổ, hóa thành ngạch ngói vụn, biến thành phế tích, nàng bay lên cao, giống như hỏa phao nghi tỏa ra bốn đạo hào quang màu đen bay đi. Cực Nhạc Hoa Cung xem như bị hủy triệt để. Ngay cả một cung chủ cấp bậc cự phách của Cực Nhạc Hoa Cung và ba nửa bước cự phách Thái Thượng Trưởng Lão đều bị cường giả điện thứ hai Xâm La Điện đóng đinh trên bức tường cung điện, máu tươi cự phách chảy xuống, bốc cháy cuồn cuộn, khói lửa bao phủ cả Cực Nhạc Hoa Cung. Ầm ầm, chủ điện Cực Nhạc Hoa Cung sụp đổ, bụi mù cuồn cuộn, khói bốc lên cao cao. Những thanh quan nhân trong Cực Nhạc Hoa Cung, hơn 1000 cô gái tuyệt sắc, đa tài đa nghệ, sắc nước hương trời, nhưng mà giờ phút này hoảng sợ bỏ chạy. Có người khóc giống lên. Các nàng từ nhỏ đã bị đưa tới Cực Nhạc Hoa Cung, Cực Nhạc Hoa Cung là nhà của các nàng, hôm nay Cực Nhạc Hoa Cung bị hủy diệt, các nàng không có nhà quay về, nếu không được thế lực lớn che chở, thậm chí sẽ bị bắt đi, biến thành nô lệ, trở thành nữ nô của người khác. Các nàng vốn thân phận cao quý, nhưng mà Cực Nhạc Hoa Cung bị hủy diệt, mất đi Hoa Cung bảo hộ, bất cứ kẻ nào cũng có thể chà đạp các nàng. Nữ nhân này nóng tính quá lớn. Đánh ghen giết cả nhà, giết người phóng hỏa, thực sự cái gì cũng làm được, quá bạo lực. Phong Phi Vân đứng ở trên phế tích, trên đầu có tuyết tung bay. Thủ đoạn của Tà Hồng Liên làm cho Phong Phi Vân cảm thấy nguy cơ cấp bách, thủ đoạn của Nam Cung Hồng Nhan còn ác hơn Tà Hồng Liên nhiều, nếu nàng tức khi nập, thật sự sẽ làm ra chuyện khiến người ta đau đầu. Phong Phi Vân nhíu mày, nhìn qua các nữ nhân sắc nước hương trời, những thanh quan nhân này đang rối loạn, hắn ảo nào đi ra cười nói. Các vị tỷ tỷ muội muội, đừng khóc, theo ta rời đi, ta sẽ tìm nơi cho các người đi, cam đoan còn tốt hơn Cực Nhạc Hoa Cung, hơn nữa còn lớn hơn, có thể bảo vệ sự trong trắng của các ngươi. Gạch chéo. Một hoa khôi nương tự đi ra khỏi chúng nữ, thản nhiên cúi đầu với Phong Phi Vân, cung kính nói. Không biết tiểu thần vương nói là nơi nào. Những thanh quan nhân này đều là tu luyện giả, hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu Phong Phi Vân là hạng người gì. Hoảng sợ Phong Phi Vân đóng gói các nàng đưa về thần vương phủ, loại chuyện này hắn không phải không dám lầm, các nàng tự nhiên lo lắng cho nên mới phái Thanh Thanh đại biểu các nàng đi hỏi thăm Phong Phi Vân. Phong Phi Vân tự nhiên nhìn ra tâm tư của các nàng, Cú Úp Phi nói. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không mang các ngươi đi thần vương phủ, các ngươi là nữ tử xinh đẹp, ta không ứng phó nổi. Những thanh quan nhân này nghe Phong Phi Vân trêu chọc, cả đám cười ha hả. Cảnh giác với Phong Phi Vân nhỏ đi nhiều. Có lời này của tiểu thần vương, tỷ muội chúng ta có thể an tâm rồi. Thanh Thanh sụi xịt nói ra. Vậy theo ta rời đi. Phong Phi Vân mang theo tươi cười thản nhiên, dẫn các nữ tử đa tài đa nghệ này đi, hơn nữa thân thể trong sạch, xinh đẹp và trang nhã đi Tuyệt Sắc Lâu, đủ để Tuyệt Sắc Lâu mạnh hơn gấp đôi, có thể tranh phong với Thiên Kim Nhất Thiếu Lâu. Hồng Nhan Nhi, ta lấy ơn báo oán. Chẳng lẽ còn không thể cảm động nho nhỏ sao, người dù nhảy thế nào cũng đừng mong nhảy ra khỏi bàn tay của ta. Phong Phi Vân ánh mắt mang theo hào quang sang rực. Ngày hôm nay, một đời tiểu thần vương mới mang theo một đám tiểu mỹ nhân, rêu rao khắp nơi, sinh ra oanh động không nhỏ. Giới tu luyện thần đô rất thông linh, tiểu thần vương rời khỏi Cực Nhạc Hoa Cung, mang lễ gặp mặt tới cho thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nội tình giữa Phong Phi Vân cùng Nam Cung Hồng Nhan bị đào ra lần nữa. Trở thành chủ đề đàm luận của cả thần đô. Đây tự nhiên là chuyện nói say xưa, dù sao tiểu thần vương vừa mới đính hôn với Nguyệt công chúa, bây giờ đi gặp tình cũ tặng lễ, rất nhiều người hóng chuyện đã ngửi ra được có chuyện trong đó. Trời còn không có sáng, Phong Phi Vân đã bị đưa tới Cực Nhạc Hoa Cung, 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 đã bị đưa tới Cực
Phong Phi Vân đã mang theo hơn ngàn tiểu mỹ nhân nũng nịu đi tới bên ngoài Tuyệt Sắc Lâu, đương nhiên trừ tiểu mỹ nhân nũng nịu còn có lão mụ tử Vạn Hoa Đồng. Tuyệt Sắc Lâu đã tu kiến to lớn, tuy không to như Cực Nhạc Hoa Cung, tu kiến thành cung điện quần, nhưng mà nơi này có khí tức trang nhã lịch sự, tiểu viện chín tiến chín ra chỗ nào cũng có, ban công ngọc các luyện thành phiến, có phong cách trang nghiêm đại khí của thần đô, hình thành nét đối lập rõ rệt. Ngươi nói cái gì? Tươi cười trên mặt Phong Phi Vân biến mất. Huyết Vũ giống như tinh linh trên đống tuyết, ăn mặc thập phần nóng bỏng, mặc dù là mùa đông, nhưng mà hai cánh tay ngọc tuyết trắng vẫn lộ ra ngoài, dáng người đầy đặn xinh đẹp, chỉ đứng tại chỗ cũng đã khiêu khích nam nhân chú ý. Nàng cười nói, tỷ tỷ của ta nói, những tỷ tỷ muội muội Cực Nhạc Hoa Cung có thể lưu lại, nhưng chỉ có ngươi là không thể vào Tuyệt Sắc Lâu. Phong Phi Vân sờ sờ mũi, nói, vì cái gì, Huyết Vũ, với giao tình của chúng ta, ngươi ngăn cản ta, ta thật sự bi thương a. Huyết Vũ tự nhiên cười nói, thần vương đại nhân, ngươi đừng có hại chết tiểu nữ nhân như ta, ta nào dám trèo giao tình với ngươi, tỷ tỷ của ta làm như vậy kỳ thật cũng bởi vì ngươi. Ngươi nghĩ đi, ngươi bây giờ không chỉ có là thần vương gia, càng là phò mã gia, ngươi tới nơi không đúng đắn như Tuyệt Sắc Lâu chúng ta, công chúa điện hạ chỉ sợ không cao hứng. Phong Phi Vân không biết nên nói cái gì, trực tiếp xuất ra một khối linh thạch lớn, khối linh thạch này tương đương 10 khối linh thạch nhỏ, có thể bán đi 300 vạn kim tệ. Cái này có thể cho ta đi vào không? Phong Phi Vân nhẹ nhàng đưa qua, làm ra bộ dáng uy nghiêm như đại nhân vật. Huyết Phú tiếp linh thạch trong tay Phong Phi Vân, sau đó thu hồi, u thán một tiếng, nói. Ai, cho dù hối lộ ta cũng không được gì, tỷ tỷ đã lên tiếng, ai dám làm trái lời nàng sẽ chết, ta không có biện pháp, thần vương đại nhân vẫn nên về đi. Phong Phi Vân nói. Ngươi không biện pháp, còn thu linh thạch của ta. Ha ha, thật sự là keo kiệt, dùng giao tình của chúng ta còn không bằng cả khối linh thạch sao. Huyết Phú giả bộ ngây thơ đáng yêu. Lông mi nhăn nhăn, ngón tay xoa xoa mi mắt, nhưng mà không có nước mắt chảy ra. Đừng giả bộ, không vào thì không vào, đêm nay ta còn không tới Tuyệt Sắc Lâu, xem các ngươi cuồng hoan, ta đi phủ Nguyệt Công Chúa, cùng nâng cốc ngôn hoan với Nguyệt Công Chúa, bồi dưỡng cảm tình. Phong Phi Vân phẩy tay áo bỏ đi. Tiểu thần vương đại nhân, đi thong thả a hát. Huyết Phú cười ha hả, lúc này mới ôn nhu với các thanh quan nhân của Cực Nhạc Hoa Cung, cười nói. Tỷ tỷ muội muội, đi theo ta, đi vào Tuyệt Sắc Lâu, ta nhất định đối đãi các ngươi như tỷ muội, mỗi người sẽ có lầu các của mình, không thiếu một ai. Trong lòng Phong Phi Vân rất chán ngấy, nếu là người khác khẳng định không dám nói với hắn như vậy, cũng chỉ có Nam Cung Hồng Nhan mới dám đùa nghịch với hắn như thế, bởi vì nàng biết rõ Phong Phi Vân quan tâm nàng nhất, cũng có thể tùy ý giày vò. Phong Phi Vân phất tay áo, mang theo nụ cười vui vẻ, nói. Nếu đấu với ta, vậy xem kỹ của ai cao hơn một bậc. Có một phần tuyết tham phổ nhị canh 9.000 năm đây, chỉ cần 10 tiền đồng một chén, bán xong mới dừng. Dưới túp lều rách nát bên kia đường có lão giả mặc áo bông rách dưới, lúc này đang cầm cái muôi sắt khuấy cái nồi, cái muôi sắt này rỉ sét nhiều nơi, cũng không biết đã dùng bao nhiêu năm. Bếp lò thế lửa đang lớn, đang đốt bằng than, trong gió tuyết lò lửa này không ngừng phát ra âm thanh ba ba ba. Lão giả này tay cầm cái nồi sắt sứt sẹo, nóng hổi khói trắng bốc lên cao, hun gương mặt lão giả đỏ mồ hôi. Tuyết tham phổ nhị canh 9.000 năm đây, chỉ cần 10 tiền đồng một chén, bán xong mới thôi. Loại quán nhỏ rách dưới này ở thần đô thật sự là quá khó nhìn, bày ở một góc đường đá cẩm thạch, thật sự là chẳng ra cái gì, hoàn toàn không hợp với kiến trúc chung quanh. Phong Phi Vân thấy cảnh này, liền nghĩ đến Linh Châu Thành La gia tiểu nương tử cùng La lão hán. Vì vậy hứng thú đi qua, tùy tiện ngồi vào một cái ghế gỗ đầy tuyết, trên bàn còn có một tầng tuyết phủ dày, băng ghế cũng lạnh như băng. Phong Phi Vân ngồi xuống, linh khí bốc lên làm tan biến băng tuyết trên ghế và bàn ghế trở nên sạch sẽ. Con mắt lão giả rất sáng, nhìn thấy Phong Phi Vân từ đường nhỏ đi ra, cười quyến rũ nói. Tiểu điếm của ta chỉ còn một phần tuyết tham phổ nhị canh 9.000 năm, chỉ cần 10 tiền đồng một chén. Phong Phi Vân cười nói. Tuyết tham 9.000 năm vô cùng chân quý, cho dù là ngàn khối linh thạch cũng mua không được, người còn bán 10 đồng tiền tại đây sao? Thứ tốt chỉ bán người có duyên, ta xem tướng mạo công tử hẳn là người hữu duyên. Lão giả cười nói. Phong Phi Vân phải dò xét lão giả một phen, nói.
người bán cháo như các ngươi cũng bản có duyên sao? Công tử, người quá xem thường lão giả ta, dù nói thế nào ta cũng là đệ tử Tục gia đạo gia, vừa vào đạo môn sâu như biển, bán canh chỉ bán người có duyên. Lão giả lúc này cánh tay lớn cầm muôi sắt, có mấy lần thiếu chút nữa nổ lên đầu Phong Phi Vân. Phong Phi Vân tập trung nhìn vào mới phát hiện trên người lão giả này tràn đầy dầu và áo bông rách nát đầy cho bụi, quả nhiên có bát quái ấn nhàn nhạt, chính là một kiện đạo bào, bên trong nhét rất nhiều bông băng, tăng số lần giặt quá nhiều, đã không thấy rõ ấn ký bát quái, cho nên vừa rồi mới có thể bị Phong Phi Vân bỏ qua. Thì ra là một đạo trưởng Tục gia đao môn, đạo trưởng ăn mặc thật sự quá nổi bật, rất có phong phạm tiên hiền đạo môn, được rồi. Vậy ta cũng muốn một phần tuyết tham phổ nhị canh 9.000 năm đi. Phong Phi Vân cũng không nói người này giả mạo đệ tử Tục gia đạo môn, dù sao một lão nhân tuổi già sức yếu bán canh không dễ dàng, xem như làm người tốt. Ngươi chỉ cần một chén. Lão giả nói. Chỉ cần một chén. Phong Phi Vân nói. Vậy được rồi. Lão giả này khiêng muôi sắt lên vai, liền nghênh đi tới bên cạnh bếp lò, mang cái bát lớn tới bên cạnh cái nồi, khuấy cái nồi vài cái. Bên trong vẫn còn mùi thuốc nóng bốc lên, hơi thuốc bay qua bên cạnh Phong Phi Vân. Phong Phi Vân bưng tuyết tham phổ nhị canh 9.000 năm này lên, uống một ngụm, lập tức cảm giác trong miệng linh khí nồng đậm tới cực điểm, còn mang theo dược lực mãnh liệt như lôi điện, một dòng điện ừ miệng chạy khắp toàn thân, xương cốt toàn thân vang lên âm thanh đùng đùng không dứt, giống như bị rèn luyện qua một lần. Chỉ uống một ngụm, đan điền Phong Phi Vân gia tăng một vạn tử phủ linh khí. Tăng thêm trong người hắn có 2 vạn đạo tử phủ linh khí, đã có 3 vạn đạo tử phủ linh khí. Lúc này Phong Phi Vân uống cạn cái bát, trong người có linh khí bay ra, trong đan điền tử phủ linh khí nhiều ra 7 vạn, giống như có 7 vạn lôi xà màu tím đang du động. Lại thêm một bát, toàn thân Phong Phi Vân cảm giác sảng khoái chưa từng có, trong thân thể kỳ kinh bát mạch, 306 tòa mệnh đã tràn ngập linh khí, đầy lực lượng. Không còn, lão giả nói. Làm sao có thể không còn, rõ ràng nhìn ngươi còn nhiều, chẳng lẽ ngươi sợ ta không có tiền sao? Phong Phi Vân nói. Thực không còn, không tin xem đi. Lão giả nói. Phong Phi Vân nhìn qua cái nồi sắt trên bếp lò, bên trong quả nhiên một giọt đều không thừa, thật giống như độ nhiên bốc hơi khỏi nhân gian. Giấu đi đâu rồi? Không giấu, thật sự không giấu. Phong Phi Vân một tay nắm vạt áo lão giả, nói. Lão gia hỏa. Ngươi có chủ tâm chơi ta sao? Lão giả líu lo thưa dạ, bị Phong Phi Vân ném lên mặt đất, hét lớn. Cứu mạng A-Hát, đánh chết người, ăn cơm chùa, đánh lão nhân, ai ôi! Cũng đánh chết người. Bá! Trên con đường tuyết có một nữ nhân áo trắng bay tới, tay cầm trường kiếm, mũi kiếm run lên, 1872 đạo kiếm khí hóa thành 1872 con tiên hạc, mỏ hạc sắc bén mổ qua Phong Phi Vân. Kiếm khí biến hóa. Thông linh thành thú, đây là kiếm quyết có lối suy nghĩ mô phỏng Long Hoàng Đao Quyết. Phong Phi Vân nhanh chóng duỗi 2 ngón tay, chấn vỡ cơ hồ tất cả kiếm khí, 1872 đạo kiếm khí đều bị xé nát, 2 ngón kẹp lấy mũi kiếm linh khí màu trắng, trên mũi kiếm có hàn khí khủng khiếp truyền ra, hàn băng màu xanh ra trời đông cứng ngón tay Phong Phi Vân, tiếp theo là cánh tay, sau đó có xu thế lao khắp toàn thân. Hàn khí bức người, giống như muốn đông Phong Phi Vân thành khối băng. Oanh! Ngón tay Phong Phi Vân bộc phát ngũ thải quang hoa, điều động ngũ hành chi lực, băng tinh trên ngón tay rút lui, ngón tay bắn ra, linh đạn bắn vào thân kiếm, nữ tử nhanh chóng rút lui ra xa. Nàng dẫm lên phong tuyết như đạp trên lông ngỗng, phiêu nhiên rơi xuống đất, thân pháp linh động mà yêu mỹ, ngọc kiếm màu trắng trong tay giống như linh xà. Thần đô quả nhiên không hổ là tàng long ngọa hổ, ngay cả gia hỏa ăn quỵt cũng lợi hại như thế. Nữ tử áo trắng giọng nói lãnh ngạo. Phong Phi Vân đang muốn giải thích một phen, chợt trong không khí có âm thanh yêu nhã vang vọng, có đàn tranh, có tỳ bà, có cây sáo, có ống tiêu, có chuông nhạc, có thụ cầm, có xích linh, những nhạc khí này cũng không êm tai, hợp tấu cùng một chỗ, đan vào nhau nghe mới êm tai. Tiếng nhạc càng lúc càng gần, nương đó là âm thanh quần áo phất phơ trong gió. Lúc này có một đống cánh hoa linh hoa từ bên ngoài thành rơi xuống. 16 nữ tử áo trắng cầm nhạc khí đi tới, trên mặt mang theo khăn mặt màu trắng, các nàng dẫm lên tuyết bay trên cao mà đi, đều có tu vị bá chủ trẻ tuổi. Mặt khác còn có 4 nữ tử áo trắng cầm kiếm đứng trên mặt đất, nữ tử áo trắng vừa rồi ra tay với hắn cũng ở trong đó, 4 nữ tử này có tu vị vương giả trẻ tuổi.
Ngoá, ai phô trương lớn như vậy? Phong Phi Vân vẫn đang chú ý tới lão giả, tay còn ôm chặt cánh tay lão giả, một chân dẫm lên mông của hắn. Thần Linh Cung. Lão giả nằm dạp trên mặt đất lắp bắp nói. Thần Linh Cung, còn trâu bò hơn cả triều đình thần Tấn Vương Triều, được xưng là thiên hạ đệ nhất thế lực tu tiên Thần Linh Cung. Phong Phi Vân kinh ngạc. Đó là Thần Linh Cung Lý Tiêu Nam và 16 nhạc sử, 4 kiếm thị tùy tùng. Lão giả lại nói. Lý Tiêu Nam, thượng sử thi thiên tài bảng thứ 2 Lý Tiêu Nam, thiên hạ đệ nhất tài tử, Lý Tiêu Nam. Phong Phi Vân càng kinh ngạc, nhìn qua gió tuyết phất phơ, nhìn một đám nữ tử áo trắng, trong lòng hắn chán ngấy, nói. Người Thần Linh Cung thưởng thức cũng quá kém, ăn mặc chẳng khác gì đưa đám ma. Thần Linh Cung bài danh các thế lực lớn xếp hạng thứ nhất, mà thần Tấn Vương Triều chỉ xếp thứ hai. Lý Tiêu Nam chính là đệ tử ưu tú nhất Thần Linh Cung thế hệ, chẳng ai hoàn mỹ, mà Lý Tiêu Nam lại tiếp cận hoàn mỹ. Tuyết trắng đầy trời, tiếng nhạc như ca. 16 nhạc sử chân đạp tuyết trắng, thân thể ôn nhu, trong băng thiên tuyết địa chỉ mặc một áo bào mỏng, có hấp dẫn say mê thiên ngoại phi tiên. Nhạc khí của các nàng đều là linh khí, 16 linh khí tạo thành nhạc khúc. Xíu, yêu yêu. 16 đạo sóng âm đồng thời bắn ra từ ngón tay cái của các nàng, cái sóng ama linh khí này mang theo uy năng linh khí, ngưng tụ thành chuông đồng, xích linh, ống tiêu, đàn tranh, ống sáo, thụ cầm. 16 nhạc khí. Đồng thời công kích Phong Phi Vân. Đây chính là 16 nữ tử cấp bậc bá chủ trẻ tuổi, các nàng đồng thời ra tay, phối hợp lẫn nhau, phụ trợ lẫn nhau, uy lực còn mạnh hơn bá chủ trẻ tuổi gấp mấy lần, hình thành một đại trận âm nhạc. Phong Phi Vân thả lão giả ra, bỗng nhiên thẳng, một bước đi ra khỏi lều nát, trên người tỏa ra khí thế khủng khiếp xông thẳng trời cao. Bá, bá, bá. Phong Phi Vân chân đạp luân hồi, thân thể giống như quỷ mị, chạy ra khỏi đại trận âm nhạc do sóng âm tạo thành, không ngừng dùng trưởng ấn đánh nát nó. Thiên nữ mê xá. 16 nhạc sử tỏa ra hàn khí lạnh giá thấu xương, nhạc khí trong tay biến hóa thất thường, đồng thời đánh ra một đạo bạch mang, ngưng tụ thành một điểm, đánh vào đỉnh đầu Phong Phi Vân. Phong Phi Vân hai chân vững vàng dẫm trên mặt đất, eo hổ trầm xuống, từ lòng bàn chân đến xương đùi, kéo dài đến sau lưng, trong thân thể có vô số dị thú chiến hồn gào thét, vô số hư ảnh chiến hồn bao phủ thân thể, khí thế tán giật ra các nơi chung quanh. Oanh! Hai tay Phong Phi Vân kết ấn, liền đánh ra 16 trưởng ấn cực lớn, trực đánh 16 nhạc sử thoái lui, toàn bộ bay ra ngoài, bay thấp đến cung điện chung quanh, tay ôm nhạc khí, nhưng hiển nhiên các nàng đã mệt mỏi tới cực điểm. Thậm chí có người có thể đánh tan thiên nữ mê xá trận pháp đô 16 người liên thủ tạo thành, trẻ tuổi tuấn tài trong thần đô quả nhiên mạnh hơn các nàng nghĩ. Phong Phi Vân thu liếm khí tức cuồng bạo trên người, kêu lên. Này, Thần Linh Cung các ngươi không giảng đạo lý sao? Lúc này xích linh nhạc sử đi ra, âm thanh như chim sơn ca, thanh thúy nói. Thần Linh Cung chuyên quản chuyện bất bình, các hạ tu vị mạnh như thế, lại ăn cơm chùa, đánh lão nhân, đây là chuyện bất bình, chúng ta tự nhiên giáo huấn ngươi. Như loại này ăn chơi thiếu gia, cùng hắn giảng nhiều như vậy làm gì vậy, chúng ta thi triển tiểu chu thiên thần vui cười trận trấn áp hắn, sau đó đưa hắn mang về Thần Linh Cung nhốt. Thiên cầm nhạc sử vặn eo đứng trên đỉnh một cung điện, ôm cầm mà đứng, từ trên cao nhìn xuống quan sát Phong Phi Vân. Các ngươi cái đó con mắt trông thấy bổn thiếu gia đánh lão nhân, lão đầu, tự ngươi nói đi. Phong Phi Vân quay đầu đi, lại phát hiện không thấy bóng dáng lão đầu đâu cả, ngay cả bếp lò và cái nồi sắt lớn cũng biến mất không thấy. Vừa rồi Phong Phi Vân giao thủ với 16 nhạc sử thì hắn nhanh chóng thu đồ đạc bỏ chạy, hiện tại cũng không biết trốn tới góc phố nhỏ nào rồi. Ngoá, chạy trốn nhanh như vậy. Phong Phi Vân hậm hực nói, tiếp theo lại nói. Hôm nay ta còn có chuyện quan trọng muốn làm, không chơi với các ngươi, tạm biệt. Chân của Phong Phi Vân hình thành khí lưu vòng cung, dẫm phải luân hồi, muốn phi thiên mà đi, nhưng mà những nhạc sử Thần Linh Cung không nghĩ buông tha hắn, bốn kiếm thị đồng thời xuất kiếm, hình thành thiên hạc, thiên long, chim lửa, đằng xa. Bốn vương giả trẻ tuổi, kiếm quyết vô song, phối hợp không chê vào đâu được. Các nàng liên tiếp đâm ra hơn vạn đạo kiếm khí, bao phủ thiên địa. Một khí tức hít thở không thông bao phủ Phong Phi Vân. Oanh! Phong Phi Vân bay lên giữa không trung, cười dài một tiếng, trong đôi mắt bay ra 40 thần thức, ngưng tụ thành chu thiên hám tiên truy. Đại truy vài trăm mét từ trên cao giáng xuống,
đánh vỡ hơn vạn đạo kiếm khí kia, bốn kiếm thị đồng thời lui ra sau, linh kiếm trong tay linh mang đều ảm đạm không ít, rung rung mạnh mẽ, phát ra âm thanh long cong minh. Tất cả mỹ nữ, không cần tiễn đưa. Phong Phi Vân thuận gió mà đi, giọng nói mờ ảo, đã ở cách đó mấy trăm dặm. Lý Tiêu Nam chẳng biết lúc nào đã ngồi trong lều nhỏ rách nát, an vị tại vị trí Phong Phi Vân vừa ngồi, áo trắng như tuyết, dáng người tiêu sái, quả thực giống như một vị trích tiên. Bái kiến công tử, đối phương tu vị chắc tuyệt, nhất định là thiên tài cấp sử thi, chúng ta không cách nào chế ngự hắn được. Bốn kiếm thị và 16 nhạc sử đứng trong đống tuyết, cúi đầu với Lý Tiêu Nam đang ở trong cái lều rách. Lý Tiêu Nam khoan thai cười cười, nói. Không trách các ngươi, nếu như tiểu thần vương đương triều bị các ngươi khống chế, hắn cũng không phải là tiểu thần vương. Thì ra hắn là hạ sử thi thiên tài bảng thám hoa, Phong Phi Vân, khó trách tu vị cường đại như thế. Một kiếm thị áo trắng kinh ngạc nói ra. Lý Tiêu Nam gật đầu nói. Tối nay thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Nam Cung Hồng Nhan Quảng mời thiên hạ anh kiệt tề tụ tuyệt sắc lâu, ta cũng thu được thư mời, đã sớm nghe nói Nam Cung Hồng Nhan âm luật tạo nghệ cao thâm, đêm nay ta phải đi gặp mỹ nhân tuyệt thế này, em mờ luận âm luật với nàng, nhất định là một chuyện vui sướng và thích ý. Tạo nghệ âm luật của công tử thiên hạ vô song, mặc dù là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cũng chưa chắc theo kịp. Phong Phi Vân bay thấp xuống, đi trên đường cổ trong nội thành. Thần linh cung Lý Tiêu Nam cũng đã tới thần đô, như vậy đêm nay hắn nhất định sẽ tiến tới tuyệt sắc lâu, thần linh cung tạo nghệ âm luật cực cao, ngay cả Đông Phương Kính Nguyệt cũng có sư thừa là thần linh cung, Lý Tiêu Nam nhất định cũng không phải phàm phu tục tử. Nếu như đêm nay ta không đi tuyệt sắc lâu, còn không bị hắn xuất tận danh tiếng. Phong Phi Vân bỗng nhiên dừng bước lại, nhưng mà hắn đột nhiên phát hiện, mặc dù chính mình đi tuyệt sắc lâu cũng không dùng bao nhiêu, bởi vì ngũ âm của hắn không đầy đủ. Tại sao có thể so với thiên hạ đệ nhất tài tử được? Chẳng lẽ phải đi tìm Đông Phương Kính Nguyệt bà nương chết kia chống đỡ chàng diện sao? Trong đầu Phong Phi Vân sinh ra ý niệm này, liền lập tức bỏ đi, Đông Phương Kính Nguyệt cũng đi ra từ thần linh cung, nhất định quen biết Lý Tiêu Nam, hai người chính là sư huynh muội, làm sao có thể trợ giúp chính mình đối phó Lý Tiêu Nam? Nếu như Dạ Tiêu Tương không đi là tốt rồi, với tạo nghệ âm luật của nàng, nhất định hành hạ Lý Tiêu Nam. Dạ đại gia không phải gọi không, ngay cả Nam Cung Hồng Nhan cùng Đông Phương Kính Nguyệt đều kém nàng. Trong đầu Phong Phi Vân đột nhiên xuất hiện bộ dáng ngây thơ đơn thuần của Dạ Tiêu Tương, chợt lắc đầu, người cũng đã đi, nhớ nàng có thể làm gì chứ? Đã văn không được, chẳng lẽ dùng võ? Trong lòng Phong Phi Vân đã sinh ra một cảm giác nguy cơ, đây cũng không phải nói Phong Phi Vân không có lòng tin với Nam Cung Hồng Nhan, xác thực mà nói. Bất luận nam nhân nào nhìn thấy nam nhân ưu tú hơn bản thân lúc sắp đến gần nữ nhân mình ưa thích, đều có cảm giác nguy cơ. Giờ phút này đúng là sáng sớm, cách ban đêm còn dài, thời gian của Phong Phi Vân vẫn còn dài. Đát đát, bánh xe vang vọng, một chiếc xe ngựa màu vàng xuất hiện trước mặt Phong Phi Vân. Trên xe có một lão thái giám đi xuống, ngăn trước mặt Phong Phi Vân, cười mặt, cung kính cúi đầu, nói. Kỷ phi nương nương. Thỉnh thần vương ra vào nội cung một chuyến. Kỷ Linh Xuân thật đúng là thần thông quảng đại, không ngờ bị nàng tìm được. Phong Phi Vân vô cùng đau đầu với Kỷ Linh Xuân, ho khan hai tiếng, nói. Vị công công này, người trở về nói cho Kỷ Phi nương nương, tiểu vương hôm nay có chuyện quan trọng tại thân, ngày sau nhất định sẽ vào cung thỉnh an nương nương. Giọng lão thái giám lanh lảnh, ánh mắt già nua híp thành một đường, cười nói. Nương nương nói. Có chuyện thập phần chuyện quan trọng thương nghị với thần vương gia, việc này quan hệ tới cả vận mệnh thần tấn vương triều, nếu thần vương không tiến cung, nương nương cũng chỉ có thể đi Nam Thiên Tự Thanh Đàn viện chờ thần vương tới. Phong Phi Vân thần sắc biến đổi, xoa xoa cái trán, cười nói. Nương nương mời tiểu vương tiến cung, tiểu vương nào dám không đi chứ, đối đãi ta hoàn hồn vương phủ đổi một bộ quần áo, tự theo công công tiến cung. Thần vương không cần quay về vương phủ. Vương bào đã chuẩn bị long liễn rồi. Lão thái giám hiền lành cười nói. Thật sự có chuẩn bị mà tới. Phong Phi Vân buồn vô cớ thở dài, sau đó hắn trèo lên xe, leo lên long liễn xa hoa, vén rèn lên, đi vào. Dưới bình thường tình huống, ngoại thần dưới tình huống không có chiếu lệnh của tấn đế, là không thể tiến vào đế cung, đương nhiên là càng không thể vào hậu cung. Nhưng mà Phong Phi Vân hiện tại chính là thần vương đương triều. Thân phận địa vị không phải chuyện đùa, đã xem như phần tử hoàng tộc, tự nhiên có thể tùy ý xuất nhập đế cung,
huống chi hắn còn đính hôn với Nguyệt công chúa, Kỷ Phi nương nương chính là mẫu thân của Nguyệt công chúa, nàng gọi phò mã con gái mình vào cung, tự nhiên là chuyện hợp tình hợp lý, ai cũng không dám chỉ trích. Tuy Phong Phi Vân đi vào hoàng thành đã lâu, nhưng mà lần đầu tiên tiến vào đế cung. Đế cung là nơi sâu nhất trong hoàng thành. Phong Phi Vân mặc vương bào, đầu đội thần vương miện, khí vũ hiên ngang đi theo sau thái giám, trực tiếp tiến vào đế cung, xuyên qua vô số ngự hoa viên đi vào trong hậu cung. Tấn đế tần phi tính bằng đơn vị hàng nghìn, mỗi một vị phi tử đều có cung điện của mình, hơn vạn tòa cung điện ngang dọc, quả thực giống như tiến vào mê cung khổng lồ, tu sĩ thiên mệnh cảnh tiến vào hậu cung, nếu không ai dẫn dắt sẽ bị lạc ở trong trận pháp hoàng cung. Tấn đế ở lại đệ nhất chủ cung, từ khi hiện tượng thiên văn, quần long phệ thiên, thái vi thủ tâm, xuất hiện, tấn đế cũng rất ít tiến vào hậu cung, cơ hồ đều ở trong trạng thái tu luyện. Lão thái giám dẫn đường ở trước, những thái giám cung nữ tu vị cường đại, cả đám đều hành lễ với Phong Phi Vân. Đột nhiên ánh mắt Phong Phi Vân ngưng tụ, nhìn qua một cây ngọc quế xa xa, chỉ thấy có ba tiểu thái giám đang chơi đùa với tiểu công chúa chừng 5 tuổi, trong đó một tiểu thái giám hấp dẫn Phong Phi Vân chú ý. Khốn khiếp, không phải tất chữ xuất thì là ai? Kẻ cắp ăn mặc trang phục thái giám, trên đội nón màu xanh lá của thái giám, đột nhiên ngẩng đầu lê nhìn qua Phong Phi Vân, hắn cũng giật mình. Càng làm cho Phong Phi Vân giật mình, thằng này có thể lẻn vào đại nội hậu cung, hẳn là hắn sớm biết Tà Hồng Liên sẽ thiến mình, vì vậy sớm thiến đi sau đó tiến vào đế cung tìm tiền đồ. Lão thái giám dọc theo Phong Phi Vân ánh mắt nhìn đi qua, cười nói. Tiểu thái giám này là vài ngày trước mới tiến cung, tiểu tất tử đang chơi nhảy dây với Cẩm Nhi công chúa đấy. Tiểu tất tử, tốt một tiểu tất tử. Phong Phi Vân cười nhìn chằm chằm hắn vài lần, sau đó liền theo lão thái giám đi tới Nam Quế cung tìm Kỷ Thần Phi. Cung đình Thần Phi nương nương hiện đang ở càng khí phái hơn những người khác, thái giám hơn trăm, cung nữ trẻ tuổi xinh đẹp có vài chục, hơn nữa đều là tu luyện giả, trong đó người tu vị cao nhất khiến Phong Phi Vân không nhìn thấu tu vị của đối phương. Thời tiết rét lạnh, Kỷ Linh Xuân đang ngồi nghỉ trong lương đình bên cạnh ao lớn, hất lên áo khoác da tuyết cầu lớn, ngồi trên ghế bạch đàn tím, đôi mắt của nàng chẳng khác gì thiếu nữ 16, phân phó nói. Tất cả các ngươi lui ra đi. Những cung nữ và thái giám đi không còn lại ai, chỉ còn lại có Phong Phi Vân cùng Kỷ Linh Xuân một mình ở trong lương đình. Kỷ Linh Xuân lông mi thật dài rung rung, ngón tay như bạch ngọc đang chạm vào lông tuyết cầu, u oán nhìn chằm chằm Phong Phi Vân, ôn nhu nói. Thiếp thân đáng sợ như vậy sao, làm cho thần vương đại nhân cũng không dám tới gần. Phong Phi Vân đứng ở đàng xa, cười nói. Thần phi nương nương thân thể thiên kim, tiểu vương nào dám tới gần. Trong mắt Kỷ Linh Xuân mang theo nhớ thương và buồn bã, nói. Thần vương biết rõ thiếp thân tại sao phải gọi ngươi tiến cung không? Chẳng lẽ là chuyện Nguyệt công chúa? Phong Phi Vân nói. Kỷ Linh Xuân lắc đầu, đứng lên. Đi từng bước tới gần Phong Phi Vân, nói. Là chuyện tấn đế, không biết thần vương nghe nói qua năm đại vương triều, cuộc chiến đế vương chưa? Cuộc chiến đế vương. Phong Phi Vân đúng là không có nghe qua chuyện này. Kỷ Linh Xuân gật gật đầu, nói. Không sai, thần tấn vương triều cũng không phải duy nhất trên thế giới này, chung quanh vương triều còn có 4 vương triều to lớn, mỗi một vương triều thực lực đều không yếu hơn thần tấn vương triều, hợp xưng là, năm đại vương triều. Mỗi cách 500 năm, năm đại vương triều sẽ có cuộc chiến đế vương, dùng đế quân bài danh, quyết định năm đại vương triều bài danh. Chẳng cuộc chiến đế vương đã tới? Phong Phi Vân hỏi. Kỷ Linh Xuân gật gật đầu, nói. Xác thực thời gian ta cũng không rõ ràng, nhưng mà tấn đế vì chuẩn bị năm đại vương triều cuộc chiến đế vương, 10 năm trước đã tiến vào trạng thái, thần thức không minh, phong bế 9 thành thần thức trong thân thể để tu luyện. Chỉ có một tầng thần thức là ở dạng thái thanh tỉnh xử lý đại sự vương triều. Thần thức không minh, đây là một loại trạng thái tu luyện, chỉ có cường giả tuyệt đỉnh mới ở trạng thái này, nhìn như bắt đầu cuộc sống hàng ngày bình thường, nhưng mà chính là lúc tu luyện. Cho nên trong 3 năm này tấn đế sẽ nhượng chức, triệt để tiến vào trạng thái bế quan, chuẩn bị cuộc chiến đế vương. Kỷ Linh Xuân chạy tới trước người Phong Phi Vân, ngón tay hết sức nhỏ ôn nhu nhẹ nhàng đặt lên lồng ngực Phong Phi Vân. Nếu là dưới tình huống bình thường, căn bản không có kẻ nào ở thần đô dám nghị luận về tấn đế, dù sao tấn đế thần thức cường đại, bao trùm cả thần tấn vương triều, cho dù là lời nào hắn cũng nghe thấy. Nhưng mà hắn đang tiến vào trạng thái tu luyện thần thức không minh, thần thức phong bế 9 tầng,
cũng khó trách Kỷ Linh Xuân dám không kiêng nể gì ở hậu cung nói chuyện này với Phong Phi Vân. Phong Phi Vân vẫn cảm thấy bạch lam hương hoa trên người Kỷ Linh Xuân, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn của nàng, cơ hồ một nửa tiến vào trong ngực Phong Phi Vân, ngón tay mềm mại vuốt ve cổ Phong Phi Vân, nhẹ nhàng tìm vào trong vạt áo Phong Phi Vân. Phong Phi Vân cắn đầu lưỡi, cảm giác đau đớn xâm nhập toàn thân, vội vàng lui về phía sau hai bước, kéo dài khoảng cách với Kỷ Linh Xuân, hít sâu hai phần, nói. Hôm nay thiên hạ đại loạn, địa tử phủ ba đại tiên giới, Bắc Cương phủ tất cả đại thi động đang tuyên bố thoát ly thần Tấn Vương Triều, Tấn Đế lại thoái vị vào thời điểm này, chẳng lẽ không sợ cả thần Tấn Vương Triều bị diệt. Kỷ Linh Xuân nhìn thấy Phong Phi Vân thối lui, trong lòng trống rỗng, khẽ cắn bờ môi ngọc, u oán nhìn Phong Phi Vân, nói. Thần Tấn Vương Triều mấy ngàn năm nội tình, há lại dễ dàng bị diệt như vậy, địch nhân lớn nhất của Vương không phải bên trong Vương Triều, mà là bốn đại Vương Triều khác chung quanh, nếu như bốn đại Vương Triều phát binh tới phạm, căn bản là không có bất kỳ lực lượng chống đỡ nào, cho nên Tấn Đế mới có thể quan tâm tới cuộc chiến đế vương, chỉ có dùng vũ lực cường đại mới có thể trấn áp bốn quốc gia khác, mới có thể khiến người ta cẩn thận. Phong Phi Vân giật mình gật gật đầu, chợt cảm thấy cánh tay ngọc mềm mại của Kỷ Linh Xuân đã ôm lấy eo hắn, dung mạo tuyệt mỹ tựa vào lồng ngực Phong Phi Vân, đôi mắt dễ thương đầy sóng gợn, nói. Nếu là Tấn Đế thoái vị, những tần phi nơi hậu cung nhất định đều trục xuất vào thánh địa hoàng tộc, đến lúc đó, thiếp thân có khả năng sẽ tiến vào thần vương phủ. Phốc! Phong Phi Vân bị nàng ôm như thế, cảm giác được toàn thân cũng không được tự nhiên, nghe nửa câu sau của nàng thì hắn đau đầu muốn chết, hô to lên. Thỉnh nương nương tự trọng, nơi này chính là hậu cung. Kỷ Linh Xuân giống như không có nghe thấy lời Phong Phi Vân, vẫn gắt gao tựa vào ngực của hắn, giống như chim non nhỏ nép vào người, điềm đạm đáng yêu. Thần vương đang ghét bỏ ai ra sao? Nàng một tay nhẹ nhàng cởi bỏ đai lưng của Phong Phi Vân, bắt đầu tiến công, nếu là nam nhân bình thường sẽ không thể nhịn được kích thích, cũng không thể làm được thờ ơ. Phong Phi Vân trong thân thể yêu ma chi huyết bốc cháy hừng hực, trong con mắt đầy hào quang đỏ thẫm, hạ thân càng dựng đứng, nó giống như côn sắt ma sát vào bụng Kỷ Linh Xuân. Tay Kỷ Linh Xuân nhanh chóng cởi trường bào ra, trong mắt đẹp mang theo thần sắc u oán, lúc này cởi bỏ trường bào tuyết cầu ra, lộ ra bờ vải trắng nõn lung linh của nàng. Nàng cũng từng bước cởi quần áo của mình, cởi đai lưng, thân thể lung linh như ngọc không mảnh vải che thân hiện ra trước mặt Phong Phi Vân, đặc biệt là bộ ngực non mịn vươn cao của nàng, quả thực làm cho người ta đầu óc choáng váng. Phong Phi Vân năm ngón tay nắm chặt, móng tay bấm vào thịt, dùng lực ý chí cường đại áp chế yêu ma chi huyết, cũng không quay đầu lại, liền đi ra khỏi lương đình, vội vàng rút đi, kêu lên. Tiểu vương hôm nào lại tới thỉnh an nương nương. Gió tuyết vẫn xuất hiện trước mặt Phong Phi Vân, hàn khí rét lạnh thấu xương làm cho Phong Phi Vân tỉnh táo hơn phân nửa, nửa người dưới cũng dần dần mềm xuống, hít sâu một hơi, than nhẹ. Nguy hiểm thật. Kỷ Linh Xuân ngọc thể trần truồng đứng trong lương đình, nhìn qua bóng lưng Phong Phi Vân chạy trốn, trong mắt đẹp lộ vẻ u oán, sau đó từ từ nhặt quần áo lên, mặc lên người, sau khi mặc chỉnh tề, một lão thái giám đi qua, cúi đầu, nói. Bẩm báo nương nương. Nguyệt công chúa cầu kiến. Kỷ Linh Xuân nhìn qua bờ ao, nhìn vào trong hồ nước, thản nhiên nói. Không cần cách gặp, người nói cho nàng biết, Nam Cung Hồng Nhan đã đến thần đô, thần vương đêm nay tất nhiên sẽ đi tuyệt sắc lâu, nàng làm vị hôn thê, làm sao có thể để hôn phu của mình chạy đi tìm nữ nhân khác chứ? Ách! Lão thái giám lĩnh mệnh lui xuống đi. Phong Phi Vân đi ra Nam Quế Cung, trong lòng không cách nào bình tĩnh được, vừa rồi thật sự quá hiểm. Bị Kỷ Linh Xuân khiêu khích dục hỏa thiêu đốt, giờ phút này cảm giác bụng dưới đau đớn. Kỷ Linh Xuân thật sự là mỹ nhân xinh đẹp nhất đẳng, tuy nhìn chỉ 15, 16 tuổi, nhưng lại có dáng vẻ tùy mị mà thiếu nữ không có, Long Thương Nguyệt so sánh với nàng còn kém hơn nhiều lần. Luận thủ đoạn hấp dẫn nam nhân, Nam Cung Hồng Nhan cùng Đông Phương Kính Nguyệt so với nàng quả thật là em bé với người lớn. May mắn chạy ra được, đau đầu. Nếu như Tấn Đế thoái vị mà nàng chạy tới thần vương phủ, đây chính là một loại tra tấn với ta. Phong Phi Vân vừa nghĩ tới Kỷ Linh Xuân chính là mẫu thân Long Thương Nguyệt thì toàn thân co rút lại. Tất chữ xuất đi ra từ sau cây hòe, kéo Phong Phi Vân đi qua, hai người động tác cực nhanh, trực tiếp trốn vào một gian phòng trong nội cung. Ngoá, Phong Phi Vân trên người của ngươi có hương thơm nữ nhân, con mẹ nó ngươi lá gan cũng quá lớn, vì nữ nhân chạy tới hậu cung, hắc hắc, ta thích. Nữ nhân trong thâm cung rất tịch mịch,
nói cho ta biết, là cùng phi tử nào. Tất chữ suốt cười nói. Cắt. Phong Phi Vân khinh thường vút hắn qua một bên, nói. Chớ nói lung tung, đây là chuyện mất đầu, đúng rồi, vì sao ngươi trà trộn vào đây? Chẳng lẽ thích phi tử nào sao? Phi, ngươi cho rằng mỗi người đều không có tiết tháo như ngươi sao, ta làm thái giám là chức nghiệp có đạo đức. Tất chữ xuất giả giọng the thé. Phong Phi Vân nhìn thấy tất chữ xuất trong trang phục thái giám, cười nói. Ngươi sẽ không thật sự tự cung đấy chứ? Sắc mặt tất chữ xuất lập tức trở nên xấu hổ, nói. Thế thì không có, ta leo tường vào, cả đô chỉ có đế cung mới là nơi ẩn thân, nơi khác chắc chắn sẽ bị con cọp cái tìm được, bị nàng tìm được thì chắc chắn bị thiến ngay. Hắn nói chính là hôn thê tà Hồng Liên. Phong Phi Vân gật gật đầu, mang chuyện ở Cực Nhạc Hoa Cung nói cho tất chữ xuất nghe. Tất chữ xuất nghe được Tư Mã Chiêu Tuyết bị tà Hồng Liên cho giết chết, trong mắt có vài phần thương cảm, thở dài. Ai, cùng là người thiên hạ lưu lạc, Phong Phi Vân. Ta biết rõ ngươi nhất định sẽ cảm nhận bi thương của ta hiện tại. Ai là người lưu lạc thiên hạ như ngươi, chúng ta không cùng loại người, ta mới không bởi vì hôn thê đuổi giết mà trốn vào thâm cung làm thái giám. Đột nhiên Phong Phi nhíu mày, nói. Tất chữ xuất, ta xem như giúp ngươi đại ân, lần này ngươi cũng phải giúp ta một lần. Tình huống như thế nào? Tất chữ xuất ánh mắt sáng lên. Ta hôm nay được nam nhân hoàn mỹ nhất thiên hạ. Phong Phi Vân nói. Ngoá, còn hoàn mỹ hơn ta sao? Tất chữ xuất mặc trang phục thái giám rất phong cách. Hoàn mỹ hơn ngươi gấp 10 lần. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm vào hắn, nói. Đêm nay trong Tuyệt Sắc Lâu có một hồi thịnh yến, thiên hạ tuổi trẻ tài tuấn có hơn phân nửa đều tề tụ, ngươi nghĩ xem một chút. Ngươi nói ngày đó sẽ có nam nhân hoàn mỹ nhất xuất hiện sao? Tất chữ xuất không phục lắm nói. Hắn tất nhiên sẽ đi. Phong Phi Vân nói. Vậy còn nói cái gì, hai chúng ta ra tay, còn sợ không chơi chết hắn sao, đúng rồi, Tuyệt Sắc Lâu không phải địa bàn Nam Cung Hồng Nhan hay sao, lấy quan hệ giữa ngươi và Nam Cung Đại Mỹ Nhân, đây là sân nhà của ngươi mà. Tất chữ xuất cười ha ha đứng dậy. Phong Phi Vân nghiêm mặt cười cười, nói. Đúng vậy, tự nhiên là sân nhà, tự nhiên là sân nhà. Đêm xuống, trong thần đô ngàn dặm đều có lưu quang, hào quang năm màu cao vạn trượng. Đặc biệt là Tuyệt Sắc Lâu tối nay, càng kín người hết chỗ, tu sĩ khắp nơi trên thần tấn vương triều chạy tới không sai biệt lắm, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có trẻ tuổi tuấn kiệt cưỡi dị thú chạy tới. Lực hiệu triệu của thiên hạ đệ nhất mỹ nhân quả nhiên vượt qua cả Cự Phách trưởng giáo tiên môn, rất nhiều trẻ tuổi tuấn kiệt chạy tới đây là vì Nam Cung Hồng Nhan mà đến. Trong Tuyệt Sắc Lâu có rất nhiều ban công lớn, phía trên có thanh quan nhân đang gãy đàn, người ngọc như nước, mỹ nhân như thơ, liếc nhìn lại. Quả thực giống như tiên Nga, khiến cho tu sĩ bên dưới nghe được âm nhạc của các nàng thì chẳng khác gì nghe tiên âm. Nếu như là sân nhà của ngươi, vì sao ngươi không đi cửa chính? Tất chữ xuất vẫn mặc trang phục thái giám như trước, trên đầu đội mũ quan. Nơi này là đằng sau Tuyệt Sắc Lâu, so sánh với cửa trước rầm rộ, đằng sau khó coi hơn nhiều, chính là nơi người hầu, hộ vệ ra vào Tuyệt Sắc Lâu, bên trong là phòng bếp, lầu các đơn giản cho người hầu tỳ nữ ở lại. Cũng chỉ có người không thân phận mới đi cửa sau. Đi cửa trước rất cao điệu, không thích hợp với thân phận của chúng ta. Phong Phi Vân chỉnh quần áo, đi tới cửa sau gõ cửa. Đông đông đông. Không bao lâu, một nữ tử trung niên mặc tạp đề đi ra, nhìn thấy Phong Phi Vân hai người, không khách khí hét lớn. Không có thư mời, không thể vào Tuyệt Sắc Lâu. Cửa sau cũng cần thư mời. Sắc mặt Phong Phi Vân trầm xuống. Nói nhảm. Ngu ngốc. Nữ tử trung niên bành một tiếng đóng lại, sau đó gọi hai chiến nô ra đứng canh, để phòng hai người Phong Phi Vân. Tất chữ xuất vỗ vỗ vai Phong Phi Vân, cười nói. Đêm nay náo nhiệt như vậy, ngươi không có thư mời à? Phong Phi Vân nói. Cười đã chưa? Không buồn cười. Tất chữ xuất thấy Phong Phi Vân sắc mặt không đúng, vội vàng đình chỉ cười, sau đó nói. Muốn tiến vào Tuyệt Sắc Lâu cần gì phải đi từ cửa, leo tường. Leo tường. Phong Phi Vân nói. Nơi như Tuyệt Sắc Lâu đều có tường viện rất cao, chừng hơn 100 mét, hơn nữa trên tường còn có khắc trận pháp. Một khi cưỡng ép phá trận sẽ kinh động cao thủ trong Tuyệt Sắc Lâu, sẽ bị gạt bỏ vô tình. Tất chữ xuất chính là chuyên gia đào tường, hắn ở sau mông lấy cái chùy và cái đục màu tím ra, ngồi chồm hổm trên mặt đất, gõ vài cái vào vách tường.
dòng điện màu tím từ vách tường bắn ra ngoài, trận vân trên vách tường biến mất. Trong một đoạn tường viện 10 mét đã có trên trăm tòa trận pháp, bí pháp gì đó, mơ hồ có thể thấy được ánh lửa chớp động, trong đó còn có một tòa trận pháp tam cấp cường đại, cho dù là tu sĩ thiên mệnh nhất trọng chạm vào cũng phải chết. Phong Phi Vân đứng thông khí xa xa, hỏi. Thái giám chết bầm, xong chưa? Sắp xong rồi, ta dùng lôi điện tê liệt trận pháp, tốt, đi, leo tường. Tất chữ xuất thu hai món đồ lại, chân đạp lên đất và nhảy lên như khỉ, xuyên qua kẽ hở trận pháp, nhảy lên đầu tường. Quả nhiên không có xúc động trận pháp. Phong Phi Vân cũng chỉ đi theo hắn, nhảy nhảy dựng lên, vèo một tiếng đã vọt qua tường tiến vào tuyệt sắc lâu. Này, người nói nam nhân gần như hoàn mỹ là ai? Tất chữ xuất giống như con chuột, xuyên thẳng qua các tòa lầu cung điện, tại đây sinh trưởng rất nhiều cự mộc ngàn năm, còn có vô số vườn hoa ao nước, trong bóng đêm thường thường đều có sát trận, nhưng hắn đều sớm phát giác và tránh đi. Thần Linh Cung, Lý Tiêu Nam. Phong Phi Vân nói. Tất chữ xuất bỗng nhiên dừng bước lại, biến sắc, nói. Là hắn. Ngươi nhận ra hắn. Phong Phi Vân nói. Đương nhiên nhận ra, ta từng lấy mấy món đồ vật trong Thần Linh Cung, tiện tay ước lượng xong thì bị kiếm thị dưới trướng Lý Tiêu Nam đuổi giết hai vạn dặm, cuối cùng bị bất đắc dĩ, mới chạy đến Vạn Tượng Tháp. Tất chữ xuất buồn bã nói. Phong Phi Vân xấu hổ, kẻ cắp này không ngờ có thể lẻn vào Thần Linh Cung, quả nhiên là nhân tài a hát. Sắc mặt Tất chữ xuất nghiêm túc nói. Lý Tiêu Nam người này không bình thường, luận tài tình, luận tu vị, đương thời có lẽ chỉ có Tô Quân có thể so với hắn, người khác kém hắn quá xa, đặc biệt dưới trướng của hắn có 4 kiếm thị, 16 nhạc sử, quả là tuyệt đại nữ nhân, tu vị đáng sợ. Đã sớm lĩnh ra ó qua, thiên nữ mê xá sóng âm trận, tứ phương ngọc nữ kiếm trận, đều thập phần được, bất luận là trận pháp gì cũng có uy lực mạnh chém giết vương giả trẻ tuổi. Phong Phi Vân dùng ánh mắt tinh nhạy của hắn quan sát, ánh mắt nhìn qua một tòa lầu các cách đó không xa, nơi đây thuộc nội địa tuyệt sắc lâu, hoàn cảnh ưu nhã, cổ mộc rất nhiều, thậm chí có núi nhỏ cùng hồ nước, kiến trúc thập phần thưa thớt, chỉ có con đường đá hoa cương có đèn lồng sáng rực, thỉnh thoảng có thị nữ quần áo diễm lệ đi tới. Bóng người rất quen thuộc. Người đang nhìn cái gì? Tất chữ xuất nhìn theo ánh mắt Phong Phi, chỉ nhìn thấy thân ảnh nữ tử uyển chuyển, đi vào lầu các đá trắng, chỉ nhìn qua một cái cũng biết là tuyệt đại giai nhân rồi. Phong Phi Vân nói. Người đi dò xét trước đi, ta theo sau. Nói xong lời này, Phong Phi Vân biến mất trong bóng tối, bay thẳng về phía lầu các kia. Cầm thú, nhìn thấy nữ nhân thì quên chính sự. Tất chữ xuất thầm mắng một câu, sau đó chạy tới tiểu viện tuyệt sắc lâu, đêm nay thiên hạ anh Tuấn gặp nhau, tất nhiên sẽ mang theo vô số linh bảo, vừa vặn vét một số lớn, loại cơ hội này hắn làm sao có thể buông tha. Nàng vì sao xuất hiện ở đây? Không phải nàng rời khỏi thần đô rồi sao? Vừa rồi nàng cực giống Dạ Tiêu Tương, Phong Phi Vân cho rằng mình hoa mắt, ý định xông vào chứng thực. Cảnh đêm lờ mờ, có bông tuyết rơi đầy đất, chung quanh tuyết đọng vung cao. Đây là lầu các trong nội địa tuyệt sắc lâu, Phong Phi Vân mơ hồ có thể cảm nhận được khí tức cường đại trong đó, hiển nhiên đều là nữ tử bảo hộ lầu các, nói rõ cô gái này thân phận rất không tầm thường. Phong Phi Vân thu liếm khí tức trên người. Giống như lá cây trong lờ mờ bay thẳng tới lầu các, đã có thể trong lầu các có tiếng nước ào ào. Trong lầu các còn có tu sĩ khác, là 6 thị nữ đều là thần cơ sơ kỳ, mà cô gái áo tím đi vào màn tre, ngón tay thử nước. Phong Phi Vân triển khai luân hồi tật tốc, hóa thành một đạo quỷ ảnh xuyên qua lầu các, linh khí ngưng tụ trong tay, không có một tia âm thanh nào sinh ra ngoài, ngón tay chọc phá cửa sổ. Chỉ nhìn một cái thì tiểu đệ Phong Phi Vân dựng đứng, đỏ mặt tia tai. Trong cung vừa bị Kỳ Linh Xuân khiêu khích dục hỏa đốt người, bây giờ gặp kích thích thế này, dục hỏa vừa lắng xuống lại tăng lên thật nhiều. Chỉ thấy cô gái áo tím sau màn che cởi quần áo, đang đứng bên hồ tắm cởi quần áo ra, tuy chỉ nhìn thấy bóng lưng, nhưng mà đường cong thân thể được phác họa vô cùng tinh tế, dáng người cao gầy mà hết sức nhỏ, cổ trắng như tuyệt, vòng eo nóng bỏng mê người, còn có bà tay ngọc đang cởi dây lưng. Đôi tay mềm mại tới mức tận cùng, làm cho người ta tưởng tượng. Tay nàng chạy trên người nam nhân chẳng khác gì câu hồn đoạt phách. Ao ao. Đã cởi xong đai lưng, quần áo tím bó người cũng mở ra, chậm rãi từ bờ vai tuyết trắng rơi xuống, lộ ra lưng ngọc mê người, hấp dẫn tới cực điểm. Đùi ngọc thon dài nhỏ nhắn, lưu lại bóng lưng trơn bóng,
làm cho người ta rất muốn niết nàng một cái, cảm thụ đàn hồi trên đùi nàng. Phong Phi Vân mặc dù biết giờ phút này mình đang rình coi người khác tắm rửa, đây là chuyện không đạo đức, nhưng mà thân thể phản ứng làm hắn nhìn không rời mắt, trong thân thể yêu ma chi huyết sôi trào càng mạnh hơn, hai mắt của hắn biến thành đỏ thẫm, gương mặt trở nên yêu dị tới cực điểm. Bá! Nàng chỉ mặc cái yếm bạc, từ sau lưng nhìn qua, thân thể nàng đã lộ rõ, làn da thật sự tinh tế tỉ mỉ, gỡ châm cài tóc xuống, mái tóc xanh rủ xuống eo. Cuối cùng cái yếm màu bạc cũng rơi xuống, tiến vào trong bồn tắm. Nàng chậm rãi đi vào trong bồn tắm, lại ngồi vào giữa những cánh hoa, ngón tay vuốt bọt nước lăn trên làn da của nàng giống như từng hạt trân châu. Phong Phi Vân thở dốc, thật sự đè nén không được dục vọng trong người, trực tiếp phá cửa mà vào, phốc đông, nhảy vào trong bồn tắm, nhìn chằm chằm vào nữ tử tuyệt mỹ trong búp ấm. Quả nhiên là nàng. Thế nào lại là ngươi? Nửa người Dạ Tiêu Tương chìm vào trong nước, chỉ còn lại cổ và đầu hiện ra các bộ vị khác như mờ như ảo. Nàng nhìn thấy Phong Phi Vân thì bị dọa sợ. Phong Phi sau khi nhìn rõ dung mạo nữ tử, dục hỏa trong người giảm đi phân nửa, có lẽ hắn có thể thô bạo với bất cứ nữ tử nào, nhưng lại duy trì tôn trọng với Dạ Tiêu Tương, ngăn chặn dục hỏa trong lòng, có chút lúng túng nói. Dạ đại gia, đã lâu không gặp. Thế nhưng mà, ta đang tắm. Ngươi, Dạ Tiêu Tương xấu hổ không thôi. Ta chỉ, đến vấn an ngươi. Phong Phi Vân lại càng thêm xấu hổ, đứng trong bồn tắm của người ta còn nói ra lời này, quả thực là nhân tài a hát, chính mình vừa rồi hoàn toàn là vì không nhịn được, nếu không phải thấy rõ là Dạ Tiêu Tương, hắn chỉ sợ đã nhào tới, xem ra yêu ma chi huyết trong người không có biện pháp áp chế hữu hiệu sẽ thành tai họa. Dạ tỷ tỷ ở nơi nào, nàng đêm nay cần phải tham gia trận thịnh yến này. Giọng của Nam Cung Hồng Nhan vang lên dưới lầu. Dạ đại gia đang tắm. Một thị nữ nói. Ta đi vào hỏi nàng. Tiếng bước chân vang gồn, Nam Cung Hồng Nhan đã leo lên lầu các, đi vào phòng tắm. Phong Phi Vân giờ phút này vẫn ở trong phòng tắm, lọn tóc còn có bọt nước lăng dài, nghe được tiếng bước chân của Nam Cung Hồng Nhan thì sắc mặt đại biến, mà Dạ Tiêu Tương đang tắm cũng biến sắc, chuyện này làm sao giải thích rõ ràng đây? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Phong Phi Vân rất muốn nhảy ra ngoài cửa sổ, nhưng lại sợ kinh động Nam Cung Hồng Nhan, đến lúc đó thì càng thêm khó giải thích. Phong Phi Vân hít sâu một hơi, vội vàng thu liếm khí tức toàn thân, mà ngay cả huyết dịch cũng gần như đình chỉ lưu động, tựa như biến thành một tảng đá, trực tiếp phù phù một tiếng, chìm vào đáy nước. Trên mặt nước dục chỉ cánh hoa tràn ngập, nếu không phải sử dụng thần thức thì không cách nào biết được bên dưới còn có một người. Hơn nữa ẩn nặc thuật của Phong Phi Vân rất cao minh, coi như là có người thực dụng thần thức dò xét cũng chưa chắc có thể phát hiện ra hắn. Chỉ cần không lộ ra chân ngựa, chắc có lẽ không bị Nam Cung Hồng Nhan phát giác. Dạ tỷ tỷ, ta có thể vào được không? Tiếng bước chân dừng lại, thanh âm Nam Cung Hồng Nhan ở bên ngoài vang lên, thanh âm mỹ diệu như thiên nhạc. Ta! Dạ Tiêu Tương vẫn lạnh run, che kín lấy bạch ngọc nơi trước ngực, lông mi đọng lấy giọt nước. Nhìn dục trì vẫn đang hiện ra rung động, trong lòng có chút bối rối, dù sao nàng tới giờ vẫn chưa từng tắm rửa chung với nam nhân bao giờ, tâm hồn thiếu nữ nhảy lên không ngừng. Mà Phong Phi Vân giờ phút này lại ẩn dưới đáy nước, chẳng phải đã xem hết toàn thân mình rồi sao? Nghĩ đến đây, Dạ Tiêu Tương liền không kìm được khẽ động đùi ngọc, giao chặt lấy nhau, che lấy bộ vị khó xử của mình, một đôi tay cũng có chút đưa lên ngực, che lấy bộ ngực như đào mật của mình. Trên khuôn mặt như phỉ thúy lê hoa hiện lên hai mảnh ửng đỏ, vừa kinh vừa sợ, tâm loạn như ma. Đát đát, bước chân càng vang vọng. Nam Cung Hồng Nhan đúng lúc này cũng đã chập chờn tiến đến cởi bỏ bàn chân như ngọc liên, dẫm lên trên đá hoa cương bên dục trì, lộ ra một nửa đùi ngọc tròn trịa, lụa mỏng che mặt, dáng người yểu điệu, lụa trắng lau nhà, đôi mắt dễ thương như tinh thần, cười nói. Dạ tỷ tỷ hẳn là còn thẹn thùng sao? Có muốn muội muội cũng xuống tắm rửa với tỷ không? A hát, Dạ Tiêu Tương lên tiếng kinh hô, nếu để cho Nam Cung Hồng Nhan xuống nước, vậy thì tất nhiên sẽ phát hiện trong dục chỉ còn một nam nhân, đến lúc đó nàng sẽ đối đãi với mình thế nào đây? Vậy thì càng thêm không cách nào giải thích rõ ràng rồi. Mấu chốt là nếu Nam Cung Hồng Nhan cũng cưỡi hết, đi vào trong dục chỉ, vậy thì há không phải sẽ bị tên khốn kiếp Phong Phi Vân kia nhìn sạch muội muội tiện nghi này của mình sao? Dạ Tiêu Tương gấp đến độ đôi mi thanh tú nhăn nhăn,
trong lòng càng thêm hoảng loạn, bộ dáng kia thật giống như tiểu nữ nhân yêu đương vụng trộm bị người bắt tại trận vậy. Nam Cung Hồng Nhan thông minh cỡ nào, nhân tình thạo đời, sao có thể không nhìn ra biểu lộ khác thường của Dạ Tiêu Tương được, một đôi tinh mâu nhìn xem từng vòng gợn nước trong dục trì, sáng tỏ cười nói. Ha ha, Dạ tỷ tỷ sao lại khẩn trương như vậy, chẳng lẽ trong nước còn cất giấu một nam nhân sao? Dưới đáy dục trì, Phong Phi Vân nghe nói như thế liền nhìn không được uống một ngụm nước, trong lòng chợt siết chặt, nếu mình lúc này bị Nam Cung Hồng Nhan kéo ra từ dưới nước, vậy thì cho dù có nhảy vào Tấn Hà cũng khó mà rửa sạch được. Nam Cung Hồng Nhan sẽ nghĩ mình thế nào, Dạ Tiêu Tương chính là tỷ tỷ mà nàng thân nhất kính nhất, đến lúc đó chẳng phải khiến cho tỷ muội các nàng trở mặt thành thù sao? Dạ Tiêu Tương dung nhan thư giãn, nói. Nào có, Hồng Nhan Nhi, ngươi lại trêu ghẹo tỷ tỷ rồi, người ta chỉ là cảm thấy, đêm nay ngươi phải dĩ nhạc hội hiếu, đừng nên làm chậm trễ thời gian, khiến những tuổi trẻ tài tuấn kia phải chờ đợi, tỷ tỷ, đêm nay sẽ không đi đâu. Nam Cung Hồng Nhan nhẹ gật đầu, mồm miệng như tuyết bối, nói. Cũng đúng, nếu để cho người thiên kim nhất tiếu lâu biết rõ tỷ tỷ ẩn thân tại tuyệt sắc lâu, quả thật sẽ là một chuyện tương đối phiền phức. Ha ha, vậy tỷ tỷ cứ chậm chậm ở trong dục trì cùng ngươi trong mộng hẹn hò đi. Nhãn quang Nam Cung Hồng Nhan liếc thật sâu vào dục trì, sau đó mỉm cười, liền chậm rãi thối lui, đi tới cửa, vẫn không quên quay đầu lại nháy mắt một cái với Dạ Tiêu Tương, lộ ra thập phần dí dỏm. Thẳng đến khi ra khỏi lầu các, Nam Cung Hồng Nhan mới lầm bầm lầu bầu thì thầm. Cửa dục trì bị mở ra, bên cạnh dục trì còn có dấu giày nam nhân, trong dục trì nhất định có một nam nhân. Người nam nhân này rõ ràng có thể giấu giếm được thần trí của ta, tu vị nhất định không phải chuyện đùa, nếu là tài tuấn một đời tuổi trẻ thì nhất định là nhân vật cấp bậc sử thi. Tỷ tỷ vì sao không nói cho ta biết chứ, chẳng lẽ người nam nhân trong dục trì kia chính là nam nhân phụ lòng trong miệng nàng sao? Ân, để nàng tự mình giải quyết chuyện này đi, nếu nàng không giải quyết được, ta lại ra tay giáo huấn gã nam nhân phụ lòng kia, tỷ tỷ bảo vệ hắn như thế, hắn nếu còn không biết tốt xấu. Ta muốn hắn phải sinh tử lưỡng nan. Nam Cung Hồng Nhan tâm tư tinh tế tỉ mỉ, cân nhắc thập phần chu toàn, nàng ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua trên lầu các, trong miệng lộ dáng cười, sau đó liền đạp trên một mảnh gió mát, tựa như một đạo u hồn bay đi. Oanh! Phong Phi Vân cảm giác được Nam Cung Hồng Nhan đã đi xa mới từ trong dục trì nổi lên, trong miệng phun ra từng ngụm nước như suối phun, tiếp theo sắc mặt lại ngưng trọng. Vẫn bị nàng phát hiện. Bất quá may mắn nàng không biết là ta, bằng không thì nàng không liều mạng với ta mới lạ, ta cùng những nữ nhân khác mập mờ nàng sẽ không để ý, nhưng nếu có gì đó với Dạ Tiêu Tương, nàng nhất định sẽ giận ta cả đời. Dạ Tiêu Tương vẫn còn quấn lấy thân thể mềm mại, trốn ở một góc dục trì, một đôi mắt đẹp liếc qua Phong Phi Vân, hai tay chăm chú che lấy sơn phong, mặt cũng như muốn chìm trong mặt nước, trầm lặng nói. Ngươi, làm sao ngươi biết ta ở tuyệt sắc lâu? Dạ Tiêu Tương cũng không biết Phong Phi Vân và Nam Cung Hồng Nhan chính là quan hệ tình lữ, cho rằng Phong Phi Vân đến tuyệt sắc lâu là để tìm nàng, bởi vậy nên mới có thể u oán như vậy, ngay cả nước mắt cũng sắp chảy ra. Phong Phi Vân vội vàng ra khỏi dục trì, đứng ở bên cạnh dục trì, lưng cõng thân thể, sử dụng linh lực bốc hơi hết nước trên người, cũng không quay người, áy náy nói. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý đâu. Thế nhưng mà, ngươi cũng đã xem hết rồi. Dạ Tiêu Tương thanh âm nhỏ như mũi kêu, chỉ có chính nàng mới có thể nghe thấy được, trong lòng quả thực loạn như mèo cào, mà bộ dáng nàng giờ phút này cũng giống như một con mèo nhỏ trong nước vậy. Ta không nhìn, ta nhắm mắt lại. Phong Phi Vân có chút lúng túng nói. Ta tuy rằng hơi ngốc, nhưng cũng không phải người ngu, ngươi ngay từ đầu đã trốn ở ngoài cửa sổ A, lúc ta cởi quần áo, ngươi khẳng định đã nhìn lén A, rõ ràng đã nhìn hết rồi, lại nói là không nhìn. Phong Phi Vân sắc mặt đỏ lên, xấu hổ đến không thể xấu hổ hơn được nữa, yết hầu giống như vừa ăn một đống sắt vậy. Dạ Tiêu Tương có chút nức nở nghẹn ngào, trong lòng thập phần tổn thương, nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Tiêu Tương sinh ra Phong Trần, chính là một nữ tử tùy tiện, bị người nhìn hết thân thể, ngươi bảo ta sau này phải làm sao cho phải, nếu có một ngày lập gia đình, nên đối mặt với phu quân mình thế nào đây, chẳng lẽ nói cho hắn biết. Thân thể của ta từng bị một người nam nhân khác nhìn sạch sẽ sao, cho dù ta không nói, hắn không biết, nhưng sao qua được cửa ai trong lòng mình đây? Nàng cắn chặt hàm răng, đến nổi như sắp chảy ra máu. Phong Phi Vân thở dài, nói. Kỳ thật, ta không có thấy rõ.
Bản thân Phong Phi Vân cũng không biết sao mình lại biện ra một lý do như thế nữa, ngay cả chính mình cũng không thể lừa gạt, thì sao gạt được Dạ Tiêu Tương chứ? Dạ Tiêu Tương hai mắt đẫm lệ bà xa, chua xót nói. Được rồi, ngươi không thấy rõ, vậy ngươi vì sao lại đến Tuyệt Sắc Lâu, ngươi là đến tìm ta sao? Trong ánh mắt của nàng lại tràn đầy hy vọng, tràn đầy tưởng tượng. Ta! Phong Phi Vân dừng một chút, cười nói. Không sai, ta là đến tìm ngươi, ta đến để trả lại ngươi ống tiêu. Phong Phi Vân lấy ống tử tiêu kia ra từ trong ngực, chậm rãi đưa tới chỗ Dạ Tiêu Tương, mà lúc này Dạ Tiêu Tương cũng đã từ trong dục trì đi ra, phủ thêm một tầng áo bào tím, chăm chú bọc lấy thân thể mềm mại đầy nước của mình, trên cổ, trên vai ngọc, trên cánh tay, vẫn còn đang chảy xuống bọt nước. Nàng tựa như một gốc thanh liên ra khỏi nước, tinh khiết hoàn mỹ, trên lỗ hồng tấm lụa màu tím còn ẩn ẩn lộ ra hai ngọc ngọc phong như đào mật. Ngón tay Dạ Tiêu Tương nắm thật chặt quần áo, lắc đầu, cố chấp nói. Đây là ta đưa cho ngươi, nào có đạo lý thu lại chứ? Phong Phi Vân xoay người lại nhìn nữ tử như hoa sen mới nở này, ngọc thể thướt tha, tóc dài dính nước, hai con ngươi ẩn tình, khiến người nhìn qua đã sinh lòng trìu mến, muốn ôm nàng vào ngực hảo hảo sủng ái vuốt ve. Lụa tím ướt át chăm chú dán trên chân ngọc, thân thể ngọc ngà như ẩn như hiện. Ít hầu Phong Phi Vân trở nên khô khốc, rất muốn một tay kéo lấy lụa tím trên người nàng xuống, đặt nàng dưới thân hành hạ một phen, giống như đối với những yêu nữ tà tông kia vậy, nhưng vẫn cuối cùng vẫn chế trụ được cảm xúc nguyên thủy trong cơ thể, nuốt nuốt nước miếng, nói. Tiêu Tương, ta có một yêu cầu quá đáng, ngươi có thể giúp ta không? Phong Phi Vân muốn thỉnh Dạ Tiêu Tương đối phó Lý Tiêu Nam cùng thiên tài anh kiệt, cũng chỉ tạo nghệ nhạc nghệ của nàng, mới có thể áp chế được những phong lưu nhã sĩ tự cho là đúng kia. Hắn lúc ta bị thương nặng lại để ta một mình ở bên ngoài thần đô, ném ở nơi hoang sơn dã lĩnh, bây giờ nhìn hết thân thể người ta nhưng lại nói chưa thấy gì, chính là không muốn chịu trách nhiệm, hiện giờ lại ép buộc, còn muốn ta giúp ngươi, ta dựa vào gì lại giúp ngươi chứ, tuyệt đối không giúp, Dạ Tiêu Tương, nếu ngươi giúp hắn, ngươi chính là đang tự tìm đánh, tự mình chịu coi thường, ngươi chính là đầu đất, đồ đần, trứng vịt. Trong lòng Dạ Tiêu Tương nghĩ như thế, hàm răng nhẹ cắn lấy môi. Phong Phi Vân nói, ta muốn mời ngươi cùng ta đi Tuyệt Sắc Lâu, giúp ta giúp một tay. Ta giúp ngươi. Dạ Tiêu Tương cướp lời nói, nhưng sau khi nói xong mới phát hiện mình lại nói nhanh như vậy, quả thực là ngu ngốc mà, vì vậy lại cúi đầu nói. Ép buộc, ngươi cũng đã mở miệng rồi, nói rõ việc này đối với ngươi rất trọng yếu, ta sao có thể không giúp được. Cảm ơn. Phong Phi Vân chân thành tha thiết nói. Phong Phi Vân chờ ở bên ngoài lầu các. Một mực chờ đến khi Dạ Tiêu Tương mặc chỉnh tề, nàng mới ngượng ngùng từ bên trong đi ra, mặt phấn mày đẹp, thanh hình nhã lệ, như một con gái rượu vừa lấy chồng vậy. Nàng vốn không phải một nữ tử dễ dàng thẹn thùng, nhưng ở trước mặt Phong Phi Vân lại liên tục xấu hổ. Nàng vốn biết rõ Phong Phi Vân là một bại hoại, người xấu lớn nhất thiên hạ, nhưng lại không kìm lòng được muốn tới gần hắn, mặc dù chỉ nhìn hắn thôi cũng có một loại cao hứng không nói nên lời rồi. Nàng là Dạ đại gia, Tiêu Thiên Tử mỗi người đều kính yêu, như nữ thần không thể khinh nhờn, nhưng gặp phải người xấu Phong Phi Vân này lại như thiên nga trắng rơi xuống trên mặt đất, bị con cóc trong vũng bùn nhảy lên người, không kiêng nể gì cả tàn phá sự cao quý của nàng. Mà chính nàng lại hết lần này tới lần khác si ngốc để mặt con cóc này, biến mình thành một thiên nga dính đầy bùn. Nguyệt khuyết trên trời, tựa như khai bạc. Tuyệt Sắc Lâu, cung đình nổi lên bốn phía, hợp thành một mảnh tiên lâu lơ lửng ở giữa không trung. Vô số tuổi trẻ tài tuấn đều ngồi treo trên bầu trời, mỗi người đều mặc thần y dày cũ, nam tuấn lãng thần phong, nữ hiểu điệu động lòng người, từ mặt đất nhìn lên bầu trời, quả thực giống như một đám tiên nhân đang tụ hội vây. Bốn tuổi trẻ tài tuấn mặc thanh y đạo bạo, ba nam một nữ, chính là đạo môn tứ đại huyền thanh tu sĩ, vương giả tuổi trẻ, chung quanh ngưng tụ đạo pháp tự nhiên, đỉnh đầu phiêu đãng lấy tam thanh hỗn nguyên khí. Một Phật y nữ tử cưỡi thiên lang màu bạc bao trùm cùng thiên mạc phương đông, nàng đứng trên đỉnh đầu ngân lang cực lớn, trên người Phật quang thánh khiết, dáng người khuynh thành, như thần nữ huyền cửu thiên, chính là Phật môn thần nữ của Phật môn thánh địa ngự thú trai, Thiền Linh Nhi. Tây Việt Việt thiếu chủ Tây Việt Lan Sơn, thiên tư kiêu căng, thiên tài cấp bậc sử thi xếp thứ 9 trên hạ sử thi thiên tài bảng, được người tôn kính, khí độ ngạo nghễ ngồi ở trong tịch, có thanh quan nhân cùng hắn đàm tiếu luận âm luật. Bắc Minh Phá Thiên, Long Thần Nhai, hai người địa vị cao quý,
thần tình vĩ ngạn, hai người bọn họ chính là anh em bà con, tương ngồi khá gần nhau. Xâm La Điện Điện Hạ tổng cộng đã đến 7 vị, mỗi người đều khí vũ hiên ngang, áo đen ra thân, trên người ngưng tụ lôi đình chi thế khủng bố, trong đó ngồi ở chủ vị chính là Xâm La Điện Đệ Nhị Điện Điện Hạ Tà Hồng Liên. Xâm La Thập Điện Yêu Nữ cũng đã đến 5 vị, Bích Tiên Tiên, Lục Ly Vi cũng thình lình nằm trong đó, xinh đẹp động lòng người, có rất nhiều tuổi trẻ tuấn đều nhìn chằm chằm vào trên người các nàng, ánh mắt nóng bỏng đến cực điểm. Đôi huynh muội Đông Phương Kính Thủy và Đông Phương Kính Nguyệt cực kỳ hấp dẫn ánh mắt người khác, đặc biệt là Đông Phương Kính Nguyệt, sau khi nhận được Bạch Ngọc Cổ Thuyền thì tu vị một ngày ngàn dặm, tiên uẩn càng lúc càng đầm đặc, có một loại cảm giác muốn vũ hóa phi thăng, khiến Đông Phương Kính Thủy cũng bị ép xuống dưới. Có người đồn, mỹ mạo của Đông Phương Kính Nguyệt không hề dưới mỹ nhân đệ nhất thiên hạ Nam Cung Hồng Nhan. Người nói Phong Phi Vân hôm nay có xuất hiện không? Đông Phương Kính Thủy thấp giọng cười nói. Đông Phương Kính Nguyệt ngồi ở trên mặt ghế ngọc giữa không trung, da trắng hơn cả áo, bạch y thắng tuyết, tựa như một vị tiên nữ ngồi cửu thiên, khăn che mặt theo gió chập chờ, đạm mạc nói. Hắn xuất hiện hay không có quan hệ gì đến ta đâu, hiện giờ người quan tâm nhất hắn có xuất hiện hay không là vị hôn thê của hắn, Thần Vương Phi. Đông Phương Kính Nguyệt ngón tay có chút động. Đông Phương Kính Thủy theo tay nàng nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy xa liễn của Nguyệt công chúa đạp Nguyệt Phi Thiên mà đến. Đông Phương Kính Thủy cười nói. Hai nữ nhân đã đủ làm ầm ĩ rồi, hiện giờ lại nhiều thêm một người. Đông Phương Kính Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, hắn vội vàng câm miệng, không dám nói nữa. Đông Phương Kính Thủy hai mắt ngưng tụ, cổ ma vân trên người đã xông bay lên, trên người lao ra một cổ chiến ý nồng đậm, mắt hổ nhìn chằm chằm vào 16 bạch y nữ tử trong tay cầm nhạc khí từ trên trời giáng xuống. Lý Tiêu Nam, rõ ràng đến thần độ. 16 vị nhạc sử dưới trướng Lý Tiêu Nam đã đến, mỗi người đều là cực phẩm trong nữ tử, tu vị có thể so với bá chủ một đời tuổi trẻ. Không chỉ có Đông Phương Kính Thủy sinh ra chiến ý, bọn người Bắc Minh Phá Thiên, Long Thần Nhai cũng như thế, bọn hắn ở trên thượng sử thi thiên tài bảng đều xếp hạng sau Lý Tiêu Nam khiến bọn hắn không phục lắm. Xíu, yêu yêu, trên thiên mạc linh hoa rơi xuống, tạo thành một mảnh quang vũ, Lý Tiêu Nam tư thế oai hùng từ trên trời giáng xuống. Áo trắng cẩm bào, tiêu sái thong dong, sau lưng có 4 vị thị nữ tuyệt sắc xinh đẹp đi theo, đúng là tứ đại kiếm thị danh chấn thiên hạ. Lý Tiêu Nam vừa đến, lập tức hấp dẫn ánh mắt tất cả nữ tu sĩ ở đây, cổ khí chất phiêu nhiên như tiên khí kia trên người hắn khiến nữ tử ở đây đều bị hấp dẫn, tâm hồn thiếu nữ ám động, có nữ tu sĩ càng không khỏi sợ hãi thán phục lên tiếng. Bỉ thải cát hề, nhất phiết bất kiến, như tam nguyệt hề. Bỉ thải tiêu hề, nhất phiết bất kiến. Như tam thu hề. Bỉ thải ngả hề, nhất phiết bất kiến, như tam tuế hề. Lý Tiêu Nam trên mặt mang nụ cười tuấn mỹ nhìn chằm chằm vào Đông Phương Kính Nguyệt, trong miệng đọc thơ, từ từ đi đến trước mặt Đông Phương Kính Nguyệt, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, nói. Sư muội, thần linh cung từ biệt, cũng đã được 4 năm, nhưng ta cảm giác như đã qua mấy ngàn năm vậy. Đông Phương Kính Nguyệt nhãn quang đạm mạc. Nhã nhận lịch sự như xử nữ ngồi ngay ngắn trên mây xanh. Tu đạo vốn là như thế, trong động một ngày, trên đời ngàn năm. Sư muội, ta này đến thần đô, còn chưa có chỗ ở tạm, có thể đến Long Hồ quấy rầy mấy ngày được không? Lý Tiêu Nam mi phong như kiếm, hai mắt nhìn gần lấy Đông Phương Kính Nguyệt. Ào ào, thanh âm áo giáp run run vang lên. Lệnh Đông Lai bỗng nhiên đứng lên, giọng mỉa mai cười nói. Tài tử đệ nhất thiên hạ trong truyền thuyết ra mặt rõ ràng dày như thế, Đông Phương cô nương với người vốn không quen, ngươi không nên đi trèo giao tình làm gì, một ngày không gặp như cách ba thu, ta thấy ngươi là gặp nữ nhân nào cũng nói như thế a. Bá! Hạ kiếm thị tay niết kiếm quyết, một đạo kiếm quang bay ra, đâm ra hơn 1000 đạo kiếm khí, toàn bộ đều vọt về phía lệnh Đông Lai. Lệnh Đông Lai trực tiếp đánh ra một trường, trường ấn biến thành tam thanh thái cực đồ. Chấn vỡ hết tất cả kiếm khí, cười lạnh nói. Thần linh cung khí độ cũng quá nhỏ đi, chẳng lẽ không nghe được lời trái tai sao? Lý Tiêu Nam khí độ bất phàm, trực tiếp bỏ qua lệnh Đông Lai, vẫn thâm tình nhìn chằm chằm vào Đông Phương Kính Nguyệt, nói. Sư muội, ta có thể ngồi ở bên cạnh ngươi không? Đông Phương Kính Nguyệt tay ôm tỷ bà, thản nhiên nói. Đêm nay chính là dùng nhạc nghệ kết bạn, ngươi nếu có thể dùng âm luật thắng ta. Tự nhiên liền có thể ngồi ở bên cạnh ta, không chỉ có ngươi, mà bất luận người nào ở đây,
nếu có thể ở trên âm luật hơn ta, cũng có thể ngồi ở bên người của ta. Lý Tiêu Nam nghe nói lời này liền tự tin cười nói. Có thể cùng Ngân Câu Phiệt tứ tiểu thư đấu nghệ, thật sự là chuyện vui mừng trong đời, ta đến trước. Tây Việt Lan Sơn vùng ống tay áo lên, một mảnh vầng sáng màu xanh bay ra, một tòa thanh đồng biên trung liền bay ra, rơi đến trước mặt hắn. Thanh đồng biên trung phân thành 3 tầng 8 tổ, do 18 cái nữ trung, 45 cái dũng trung, 3 tổ treo trên tầng trên nhất gọi là nữ trung, 5 tổ treo ở các tầng dưới gọi là dũng trung, lớn nhỏ bất đồng, điêu khắc thú vân, lộ ra vầng sáng màu xanh, tiên khí bức nhân. Đây là một bộ biên trung do 63 kiện chuẩn linh khí hợp thành, chính là Tây Việt Lan Sơn dùng một cái giá trên trời mua đến từ Ngân Câu Phường, đã có mấy ngàn năm lịch sử, vốn là ý định đưa cho Nam Cung Hồng Nhan với tư cách lễ gặp mặt, giờ phút này hắn lấy biên trung ra để đấu nghệ với Đông Phương Kính Nguyệt một trận. Tây Việt Lan Sơn cầm trong tay thanh đồng trung sử, đánh lên trên thanh đồng biên trung, một cổ thiên âm hùng hậu mà phong cách cổ xưa lan ra, truyền khắp toàn bộ Tuyệt Sắc Lâu. Rất nhiều tu sĩ trên mặt đất đều nghe đến như si mê như say xưa. Tỷ tỷ, vị tứ tiểu thư Ngân Câu Phiệt kia quả thật tâm cơ thâm trầm, nàng tối nay là cố ý đến đoạt danh tiếng A. Huyết Phũ nhìn chằm chằm vào Đông Phương Kính Nguyệt lạnh nhạt thanh thản, lại nói. Xem ra tình địch lớn nhất của tỷ tỷ không phải Nguyệt công chúa, mà là nàng, nàng nhìn như tiên thầm nghĩ cốt, không tranh quyền thế, nhưng chỉ dùng một cây, liền khiến nhân vật chính đêm nay biến thành nàng rồi. Nam Cung Hồng Nhan ôm một cây đàn tranh, khóe miệng có chút sơ lên. Phong Phi Vân từng đã nói với ta đại danh vị Ngân Câu Phiệt tứ tiểu thư này, giữa bọn hắn đã từng có một đoạn tình yêu khắc cốt minh tâm, bất quá nàng từng lừa gạt tình cảm Phong Phi Vân, cho dù nàng không xem ta là địch nhân, ta cũng sẽ không bỏ qua nàng, loại tiện nhân này, ta muốn nàng sinh tử lưỡng nan. Phong Phi Vân nói cho Nam Cung Hồng Nhan thật ra là chuyện về Thủy Nguyệt Đình, chỉ là Thủy Nguyệt Đình là người thế giới khác. Cho nên đành phải dùng tên Đông Phương Kính Nguyệt để thay thế, trong lòng Nam Cung Hồng Nhan đã ghi nhớ danh tự tiên nhân Đông Phương Kính Nguyệt kia ở trong lòng, cái này có thể nói là đã sớm chôn xuống mầm tai họa rồi. Tây Việt Lan Sơn này tạo nghệ về mặt âm luật ngược lại cũng rất lợi hại. Huyết Phũ nói, đệ tử thế gia luôn được bồi dưỡng đầy đủ các mặt, tự nhiên sẽ không kém, cũng chỉ có tên khốn Phong Phi Vân kia mới bất cần đời, ngũ âm không được đầy đủ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nam Cung Hồng Nhan hờn dỗi một câu, đôi mắt dễ thương nhìn chung quanh, nhưng căn bản không thấy được bóng dáng Phong Phi Vân, trong lòng ngược lại cảm thấy thất vọng. Âm nhạc mạnh yếu, không chỉ có nghe thuận tai, mà còn cần tương hợp với thiên đạo, cùng đại đạo cộng minh, mới xem như tiên nhạc chính thức. Nếu chia nhạc khúc ra làm ba cảnh giới, vậy thì tạo nghệ của Tây Việt Lan Sơn đã xem như nhập môn rồi. Đạt đến cảnh giới âm nhạc cân thật núi chính là núi, nước chính là nước. Tuy rằng Tây Việt Lan Sơn mới đạt tới sơ kỳ cảnh giới này, nhưng cũng đã rất khó lường rồi, có thể ở trong thế tục xưng là đại sư được rồi. Âm luật tạo nghệ của ngươi kém xa sư muội, để ta đến đuổi ngươi đi. Lý Tiêu Nam lấy ra một cây bạch ngọc đào huân, trên đó có khắc lấy linh vân, tản ra ngọc quang màu trắng, thổi một khúc, vô tận âm ảnh bay ra, trên thiên mạc có một tòa thiên cung hư ảo hiện ra. Càng thêm phù hợp đại đạo, trực tiếp liền đè ép lấy Tây Việt Lan Sơn, thanh đồng trung sử trong tay hắn đã không cách nào đánh xuống nữa, cũng không thể tấu khúc được. Lợi hại, đại danh tài tử đệ nhất thiên hạ thật danh bất hư truyền, tạo nghệ âm luật vượt xa ta, tại hạ cam bái hạ phong. Tây Việt Lan Sơn thu hồi thanh đồng biên trung lại, lui xuống. Hắn tuy rằng nhận thua, nhưng lại không ai xem thường hắn, dù sao tạo nghệ âm luật của hắn cũng không thấp. Ở đây không có mấy người có thể sánh bằng. Lại có mấy vị tuổi trẻ tài tuấn tạo nghệ âm luật không thấp muốn cùng Đông Phương Kính Nguyệt đọ sức, đều bị Lý Tiêu Nam ngăn cản lại, bị đánh bại lần lượt, độ cao tạo nghệ âm luật của Lý Tiêu Nam khiến chúng thiên kiêu đều ảm đạm thất sắc, những thiên chi kiều nữ kia đều sùng bái như điên, Lý Tiêu Nam quả thực chính là một nam thần hoàn mỹ. Mà ngay cả Nam Cung Hồng Nhan cũng dục dịch, muốn cùng hắn hợp tấu một khúc, so ra cao thấp. Thôi đi, tài tử đệ nhất thiên hạ cũng không gì hơn cái này, chỉ là tài mọn, tượng khí quá nồng, không vào được nơi thanh nhã, tạo nghệ âm luật chỉ bình thường, so với ta vẫn còn chênh lệch không nhỏ. Xa xa, trong một tòa cung điện lơ lửng giữa không trung chuyện đến một thanh âm mờ ảo thập phần hung hăng càn quấy, vậy mà dám nói nhạc nghệ của Lý Tiêu Nam tượng khí quá nồng, đây là khiêu khích trắng trợn a. Phong Phi Vân cũng không tận lực che giấu thanh âm của mình,
rất nhiều người nhận thức Phong Phi Vân đều đã nghe ra là hắn đang nói chuyện. Mẹ nó, Phong Phi Vân và lão tử đều ngũ âm không được đầy đủ, lại dám đến phê đấu Lý Tiêu Nam sao? Tất Ninh xuất dấu ở trong đám người, thu một cái thanh đồng biên chung vào trong túi áo, vừa rồi hắn thừa dịp Tây Việt Lan Sơn không chú ý, đã trộm lấy nhạc khí giá trị liên thành kia rồi. Tất cả mọi người nhìn lại Lưu Ly cung điện lơ lửng trên không trung kia, rất nhiều người trong lòng đều đang cười lạnh, Phong Phi Vân không nhận được thư mời, cuối cùng vẫn mò đến. Đương nhiên uổi trẻ tài tuấn ở đây tê đều cảm thấy Phong Phi Vân nói khoác không biết ngược, không hiểu âm luật cũng không thể giả bộ thành thạo như thế, nếu không đến khi lòi đuôi thật sự khó mà chịu nổi. Lý Tiêu Nam thu hồi bạch ngọc đào huân, tiêu sái ưu nhã nói. Thì ra tiểu thần vương cũng là đại gia tinh thông âm luật. Ngược lại đã thất kính, kính xin tiểu thần vương chỉ điểm tại hạ một chút. Rất nhiều người đều đang âm thầm cười trộm, Lý Tiêu Nam tuy rằng nhìn như ưu nhã thong dong, nhưng gọi một tiếng đại gia chính là đang đánh vào mặt Phong Phi Vân, người nào không biết yêu ma chi tử nào biết chút âm luật. Tài tử đệ nhất thiên hạ thật sự không tầm thường, mắng chửi người cũng không mang theo từ ngữ thô tục. Phong Phi Vân thật giống như không nghe ra châm chọc trong lời của Lý Tiêu Nam, cởi mở cười nói. Nếu ngươi đã khiêm nhường như vậy thì ta cũng không ngại chỉ điểm ngươi một chút, ngươi vừa rồi tổng cộng thổi 4 thủ khúc, nhạc Vương Lánh, Phong Hưu Sử, Bạch Phát Mỹ Nhân Ca, Tuyết Vực Nam Thiền, mỗi một khúc đều là tác phẩm xuất sắc nhất, nhưng ở trong mắt người trong nghề chính thức, ngươi thổi lại tục không nói nổi. Nhạc Vương Lánh vốn nên rầm rộ, âm tiết vang dội, như nhạc Vương Lâm thế, nhưng lại bị ngươi thổi đến mưa phùn lã lướt, giống như một ả đàn bà vậy. Lại nói đến Phong Hưu Sử. Đây vốn là một khúc tuyên dương tự do, tiết tấu nhẹ nhàng, nhạc khúc vận luật hào hứng, hành đáo Phong Hưu Sử, tọa khán vân khởi thì, nhưng lại bị ngươi thổi bó tay bó chân, nào có loại kinh diễm như Diệp Văn Cơ năm đó thổi Phong Hưu Sử chứ. Biểu lộ vốn tiêu sái thong dong của Lý Tiêu Nam đã thay đổi, sắc mặt trở nên ngưng trọng, lời Phong Phi Vân cũng không phải nói hưu nói vượt, đúng là chỗ yếu của hắn, vốn hắn muốn khiến Phong Phi Vân khó chịu nổi, sau đó biết khó mà lui. Nhưng không nghĩ đến lại khiến mình khó chịu nổi như thế. Đông Phương Kính Nguyệt cũng nhẹ ồ một tiếng, cảm giác rất cổ quái, tên đần Phong Phi Vân này ngay cả nhạc phổ cũng không biết đọc, sao lại đột nhiên có nghiên cứu với âm luật như thế chứ? Những tuổi trẻ tài tuấn khác cũng bị lời Phong Phi Vân nói khiến sững sờ, chẳng lẽ yêu ma chi tử đúng là một âm luật đại gia sao? Chúng ta lại nói đến khúc Bạch Phát Mỹ Nhân Ca kia, đây vốn là một thủ khúc đau thương. Chính là do âm luật đại gia nổi danh năm đó, Công Tôn Tam Nương, sáng chế, Công Tôn Tam Nương mỹ mạo diễm tuyệt đương thời, lại bị đạo môn trưởng giáo vứt bỏ, một đêm đầu bạc, nên mới viết ra khúc Bạch Phát Mỹ Nhân Ca này. Tiếng ca vừa ra, ngư trùng đều buồn bã, trời cao thất sắc, chỉ tiếc Công Tôn Tam Nương tấu hết khúc này liền hương tiêu ngọc vẫn, lao vào Tấn Hà, một đời giai nhân theo gió trôi qua, Bạch Phát Mỹ Nhân Ca từ đó về sau đã trở thành có 102. Đời sau không còn ai có thể tấu ra 1/10 niềm thương nhớ trong đó nữa. Lý Tiêu Nam người tấu ra Bạch Phát Mỹ Nhân Ca tuy rằng niềm thương nhớ đầy đủ, nhưng lại không có cổ bi thương và tuyệt vọng sau khi bị tình nhân vứt bỏ, kém quá xa rồi. Phong Phi Vân ngồi ở trong cung điện, thanh âm bay ra, tựa như một vị hiền giả trên đời vô song đang thở dài nhạc lý, khiến tuổi trẻ tài tuấn ở đây nghe được đều âm thầm gật đầu, cảm thấy cực kỳ có lý. Về phần khúc Tuyết Vực Nam Thiền cuối cùng, đây vốn là một địch khúc, người dùng cổ huân thổi cũng không có gì đáng trách, nhưng vì sao ta không nghe được tiếng ve kêu, chỉ có thể nghe được tiếng huân, không nghe được tiếng ve thì còn gì gọi là Tuyết Vực Nam Thiền nữa. Phong Phi Vân buồn vô cớ thở dài, lắc đầu bóp cổ tay, nói. Tài tử đệ nhất thiên hạ cũng không gì hơn cái này, thật sự là hư danh nói chơi. Nam Cung Hồng Nhan từ từ đi đi, ôm đàn đi lên vân đài, cách trời cao. Nhìn qua tòa cung điện kia, thanh âm thanh tuy nói. Nói nhiều như vậy, cũng đều chỉ là lý luận suông, chỉ cần là người đọc qua sách, đều có thể nói được rõ ràng, nếu ngươi có bổn sự như vậy, không bằng chơi cho mọi người nghe một khúc. Lý Tiêu Nam đứng chắp tay, khoan thai cười nói. Hồng Nhan cô nương nói rất đúng, nếu Phong Huynh đã có đại tài như thế, sao không để mọi người chúng ta mở mang tầm mắt chứ? Trong cung điện, yên lặng thật lâu. Rất nhiều người đều bắt đầu cười nhạo, cảm thấy Phong Phi Vân chính biết miệng lưỡi lợi hại, chính thức thi đấu âm luật thì ngay cả một đầu ngón tay của Lý Tiêu Nam cũng kém xa. Két! Xa xa, Lưu Ly cung điện treo trên bầu trời mở ra đại môn, Phong Phi Vân mang theo một vò rượu lớn, vừa uống, vừa đi đi,
trên người mùi rượu trùng thiên, đứng xa xa nhìn qua chúng tuổi trẻ tài tuấn, cười nói. Nếu các ngươi đã muốn kiến thức, vậy hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết rõ cái gì mới thật sự là âm luật. Phong Phi Vân trên bậc thang trước cung điện cuồng vũ, trong tay bạch quang lóe lên, liền có 108 bát rượu rơi trên mặt đất, xếp đặt thành 9 vòng hình tròn, không bàn mà hợp ý với thiên cương địa sát chi thuật. Rầm rầm. Phong Phi Vân một bên uống rượu, một bên rót rượu trong vò vào chén, tốc độ cực nhanh, quả thực giống như quỷ mị vậy, sau khi xoay tròn 9 vòng quay 108 cái bát rượu thì rượu đều đã được rót đầy, hơn nữa số lượng rượu trong từng bát đều giống hệt nhau. 108 cái bát rượu, rượu trong từng bát đều đồng đều, không xê nhích chút nào, sức phán đoán này quả thực khiến người phải sợ hãi thán phục. Đây là, kích khánh nhạc, không đúng, kích khánh nhạc bình thường chỉ bày ra 7 chén, người âm luật cao thâm cũng chỉ bày ra 18 chén, không thể nhiều hơn được nữa, bằng không thì quá nhiều âm điệu biến hóa, căn bản không thể khống chế, hơn nữa cũng không có tốc độ đánh nhanh như vậy. Tây Việt Lan Sơn nói ra, đích thật là kích khánh nhạc. Nhưng lại bất đồng, kích khánh không có khả năng cần đến 108 chén, chẳng lẽ tạo nghệ âm luật của Phong Phi Vân vậy mà đã cao thâm đến loại tình trạng này rồi sao? Rất nhiều người hiểu được âm luật đều hai mặt nhìn nhau, cảm thấy một tia không thể tưởng tượng nổi. Nam Cung Hồng Nhan lông mày có chút cau lại, luôn cảm thấy là lạ nhưng lại không thể nói rõ. Phong Phi Vân giẫm mạnh trên mặt đất, 108 cái bát sứ bạch ngọc liền bay lên, lơ lửng dưới ánh trắng giữa không trung. Trong tay hắn nắm lấy một cái đũa bạc, xa xa cười nói với mọi người. Hôm nay ta sẽ cho các người biết một chút cái gì mới thật sự là phong hưu sử, hành đáo phong hưu sử, tọa khán vân khởi thì. Phong Phi Vân huy động chiếc đũa, nhẹ nhàng đánh lên miệng chén, tốc độ càng lúc càng nhanh. Mà cùng lúc đó, Lý Tiêu Nam có chút ý bảo, 16 vị nhạc sử liền đồng thời bay lên, các nàng cầm trong tay nhạc khí bất đồng, mỗi người chiếm một phương vị, đồng thời đánh lên phong hưu sử. Tạo nghệ âm luật của các nàng đều cực cao, 16 người đồng thời diễn tấu, đồng thời chặn đánh Phong Phi Vân. Đôi đũa trong tay Phong Phi Vân tốc độ đánh càng lúc càng nhanh, thanh âm thanh thúy dễ nghe, đã luyện thành một mảnh, quả thực ôn hòa tựa như gió xuân, khiến nhân tâm sảng khoái. Oanh! 16 vị nhạc sử đồng thời phát lực, một cổ cuồng phong vô hình cuốn qua, có xu thế bài sơn đảo hải, cuốn khắp toàn bộ thiên mạc, khiến đám mây trên bầu trời đều bị thổi tan. Đây chỉ là lực lượng âm nhạc, cũng không phải các nàng sử dụng linh lực. Tiết tấu trong tay Phong Phi Vân cũng càng lúc càng nhanh, gió xuân ngày xuân biến thành cuồng phong ngày đông, thân thể giống như biến thành hư ảnh, trực tiếp bay mua quanh 108 cái chén ngọc, đánh ra nhạc khúc cuồng loạn vang dội, kích tình nước cuộn trào, khiến mọi người ở đây nghe được đều không kìm được nhiệt huyết sôi trào, như thiên quân vạn mã xung phong liều chết qua vậy. Ầm ầm, một cái vòi rồng khổng lồ lấy Phong Phi Vân làm trung tâm, ảnh hưởng đến 108 chén ngọc, cuốn khắp thiên mạc, biến thành một cái bạo phong cuồng long, ầm ầm phản áp tới. Đây là âm nhạc kỳ tượng được sinh ra sau khi phù hợp với thiên đạo, có được uy thế hủy thiên diệt địa. Vì sao một ít âm nhạc đại giai văn học nho ra thời đại thượng cổ sau khi đạt tới cảnh giới nhất định có thể tinh thần thành thánh, tu vị không hề yếu hơn thánh linh, chính là do nguyên nhân này, học thức của bọn há cũng đang không ngừng phù hợp với thiên đạo, con đường tuy khác với tu tiên. Nhưng vẫn có thể thành tiên thành thánh. Bành, bành, bành. Nhạc khí trong tay 16 vị nhạc sử kia toàn bộ đều nứt ra khe hở, mà những dây đàn kia lập tức bị kéo đứt, 16 vị tuyệt sắc giai nhân đồng thời miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài, bị sóng âm thiên đạo chi khí đả thương. Đấu âm nhạc, có khi còn hung hiểm hơn cả so đấu thần thức. Có lầm không, lợi hại như vậy sao? Bộ đồ thái giám trên người Tất Ninh Xuất đã phình to lên. Cũng không biết đã trộm bao nhiêu thứ, đến nổi khe hở quần ảo còn thỉnh thoảng lộ ra bảo quang. Không chỉ có hắn, mà rất nhiều người ở đây đều lộ ra thần sắc không thể tin, tựa như nhìn quái vật nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, chưa bao giờ nghe nói qua tạo nghệ âm luật của yêu ma chi tử lại đáng sợ như thế cả. Phong Phi Vân thu hồi đôi đũa trong tay, uống xuống một chén rượu, cười nói với mọi người. Bất tài, bêu xấu, bêu xấu. Sức phán đoán thật nhanh. Lực khống chế tiết tấu thật lợi hại, mỗi một lần hô hấp đều có thể đánh 108 cái, hơn nữa nặng nhẹ còn đều đều nhau, đây là phải hiểu rõ âm luật đến mức độ nào mới có thể làm được loại tình trạng này chứ. Nam Cung Hồng Nhan đôi mắt dễ thương hàm yên, ngón tay nhẹ nhàng kích thích lấy dây đàn trong tay. Huyết Phú hỏi, tỷ tỷ,
người có thể đạt tới trình độ như thế không? Nam Cung Hồng Nhan nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, nói. Nếu có thể tập trung tinh thần đến mức tận cùng, phát huy ra trình độ cao nhất mới có thể đạt đến nước này, nhưng cũng không phải mỗi lần đều có thể làm được, trong số những người ta biết, chỉ có một người, có được tạo nghệ cao như thế thôi. Ai? Dạ tỷ tỷ, tạo nghệ âm luật của nàng còn cao hơn ta một bậc, trong toàn bộ thần tấn vương triều, cũng không ai có thể có tạo nghệ âm luật cao hơn nàng cả. Nam Cung Hồng Nhan biến sắc, nói. Huyết Vũ, người đi Bạch Vân Các xem thử dạ tỷ tỷ còn ở đó không? Tỷ tỷ có ý là... Trong mắt Huyết Vũ hiện lên vui vẻ, rất xa nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, còn có tòa cung điện sau lưng Phong Phi Vân. Nam Cung Hồng Nhan cắn chặt răng, gắt gao nhìn chằm chằm vào cung điện sau lưng Phong Phi Vân, trong lòng đang không ngừng thì thầm. Chẳng lẽ, không có khả năng, không có khả năng đấy. Đông Phương Kính Thủy rụi rụi mắt mắt, kinh ngạc không hiểu, nói. Phong Phi Vân rõ ràng có tạo nghệ âm luật cao như thế, quả thực là bất khả tư nghị, tạo nghệ bực này tuyệt đối trên Lý Tiêu Nam. Đông Phương Kính Nguyệt nhíu mày, cũng không biết trong lòng nàng lúc này đang suy nghĩ gì. Nhạc nghệ của Phong Phi Vân khiếp sợ tứ tọa, tất cả mọi người đều chờ mong quyết đầu đỉnh phong giữa hắn và Lý Tiêu Nam, mùi khói thuốc súng thập phần nồng hậu dày đặc. Nam Cung Hồng Nhan đôi mắt dễ thương nhìn thật sâu vào Phong Phi Vân, Phong Phi Vân có bao nhiêu tài âm luật, người khác không biết nhưng sao nàng lại không biết được chứ. Tên này lại còn huênh hoang. Toàn bộ thần đô người có thể diễn dịch âm luật đến tình trạng như thế, chỉ sợ cũng chỉ có dạ tỷ tỷ thôi, nếu Phong Phi Vân thật sự được dạ tỷ tỷ tương trợ. Vậy thì nam nhân trong dục trì vừa rồi há chẳng phải chính là hắn. Kết quả này khiến Nam Cung Hồng Nhan có chút không cách nào tiếp nhận, nàng chỉ hy vọng là do mình nghĩ nhiều rồi. Tốt, Phong Huynh thật đúng là chân nhân bất lộ tướng, lợi hại a hát, cảnh giới âm luật quả nhiên có thể sánh được với đại gia. Ngọa Long Sinh một mắt chim ưng, rất có khí khái kiêu hùng, bình tiễn thi động kết minh với Phong gia, hắn đương nhiên đứng về phía Phong Phi Vân. Khách khí. Khách khí, chút nhạc nghệ đó của ta, cũng chỉ là do Hồng Nhan cô nương truyền thụ cho mà thôi. Phong Phi Vân khiêm tốn đến cực điểm, ý trong lời nói chính là quan hệ giữa mình với mỹ nhân đệ nhất thiên hạ Nam Cung Hồng Nhan rất không tầm thường, mọi người tốt nhân là không nên đánh chủ ý. Phong Phi Vân khóe mắt có chút liếc qua Nam Cung Hồng Nhan, vốn tưởng rằng cô gái nhỏ này nghe được mình khoa trương nàng sẽ hết sức cao hứng, lại không nghĩ rằng vừa liếc mắt qua lại khiến toàn thân hắn phải dùng mình. Nàng đây là ánh mắt gì đây? Ánh mắt Nam Cung Hồng Nhan giờ phút này quả thật như muốn ăn tươi nuốt sống Phong Phi Vân vậy. Không đúng, chuyện này không hợp logic à. Phong Phi Vân công nhiên khoe khoang quan hệ giữa hắn và Nam Cung Hồng Nhan như vậy, tự nhiên là khiến rất nhiều người đều mất hứng, nói ví dụ như vị hôn thê của hắn, Nguyệt Công Chủ. Long Thương Nguyệt tối nay tự nhiên không có khả năng không đến, mặc kệ nàng đến cùng có phải thật sự thích Phong Phi Vân hay không. Nàng ít nhất chính là vị hôn thê trên danh nghĩa của Phong Phi Vân, nếu nàng chẳng quan tâm đến, vậy thì người thần đô sẽ nhìn nàng thế nào, những cung chúa, hoàng tử trong đế cung kia sẽ lại nhìn nàng thế nào. Thần vương có thể phong lưu, nhưng lại không thể phong lưu quá mức, bằng không thì chuẩn thần vương phi như nàng sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo. Hừ, Nam Cung Hồng Nhan mạng của ngươi thật lớn, lần trước ở Phong gia nhiều cường giả như vậy cũng không giết được ngươi, bất quá. Sớm muộn có một ngày ta cũng sẽ vạch lên mặt ngươi ba vết máu, khiến ngươi sống không bằng chết. Long Thương Nguyệt ngọc diện má đào, lông mi như hàn châm, có thể đâm thủng nhân tâm. Ma sát khí trên người Đông Phương Kính Thủy thu liễm lại, như một công tử quý tộc, thấp giọng cười nói. Muội muội, ngươi nói Phong Phi Vân đêm nay bộc lộ tài năng như vậy, rốt cuộc là vì ngươi hay là vì Nam Cung Hồng Nhan? Đông Phương Kính Nguyệt không hề bận tâm. Phảng phất trên đời này không có bất kỳ chuyện gì có thể khiến tâm linh nàng chấn động vậy, thản nhiên nói. Có quan hệ gì với ta đâu? Nàng vừa dứt lời, chợt nghe được Phong Phi Vân kêu gào. Đông Phương cô nương, ngươi mới vừa nói qua, tạo nghệ âm luật người nào có thể đánh bại ngươi liền có thể ngồi cạnh ngươi có đúng không? Phong Phi Vân định tránh đi Lý Tiêu Nam, trực tiếp ra tay với Đông Phương Kính Nguyệt, dù sao Lý Tiêu Nam ngay từ đầu đã đánh chủ ý lên đầu Đông Phương tiểu nữ. Nếu mình có thể hớt tay trên của hắn, vậy thì chẳng phải hiệu quả còn tốt hơn cả đánh bại hắn sao? Hơn nữa, mình và Đông Phương tiểu nữ thân mật như vậy, cũng là đang kích thích Nam Cung Hồng Nhan, ai bảo ngươi kích thích ta trước, giờ ta kích thích ngược lại, xem ai gấp hơn. Đông Phương Kính Thủy lập tức nở nụ cười đứng dậy, nói.
Cái này là đương nhiên. Đông Phương Kính Nguyệt hai con ngươi không chút gợn sóng, đồng tử như hắc chân châu, khẽ mở miệng nói. Thần vương đại nhân, chẳng lẽ ngồi chung với tiểu nữ sao? Phong Phi Vân cười ha ha. Chẳng lẽ không thể sao? Tự nhiên không phải, ta chỉ là cảm thấy thần vương và thần vương phi ngồi chung sẽ càng thích hợp hơn một chút. Đông Phương Kính Nguyệt thản nhiên mà nói. Rất nhiều tuổi trẻ tài tuấn ở đây đều ẩn ẩn cảm thấy một tia không đúng, nhưng lại không thể nói rõ, chung quy cảm thấy hào khí có chút quái dị. Lý Tiêu Nam tư thế oai hùng ẻo lả, cười nói. Tạo nghệ âm luật của thần vương quả thật rất cao, nhưng Lý Mỗ khó hiểu, vì sao thần vương lại cách chúng ta xa như vậy, nếu thần vương có thể ngồi chung với thần vương phi, sau đó diễn tấu một khúc thiên âm, chẳng phải chính là một đoạn giai thoại của thần đô sao? Lý Tiêu Nam tuy rằng kinh dị với tạo nghệ âm luật của Phong Phi Vân, nhưng hắn có thể trở thành tài tử đệ nhất thiên hạ, tự nhiên cũng là loại người tâm trí tuyệt đỉnh, trong mơ hồ đã nhận ra một tia mánh khóe, cảm giác một khúc vừa rồi không phải Phong Phi Vân có thể diễn tấu được, sau lưng tất có cao nhân chỉ điểm. Bị Lý Tiêu Nam nói như vậy, những đỉnh tiêm tài tuấn một đời tuổi trẻ đều lộ vẻ chợt hiểu, đồng thời nhìn lại cung điện phía xa xa, cũng cảm thấy một tia không tầm thường. Trong đó, có mấy vị tài tuấn càng xuất ra thần thức, lướt vào trong cung điện, muốn điều tra ra mánh khóe trong đó, thần trí của bọn hắn đều bị Phong Phi Vân thấm nhuần, chút ít thần thức kia của bọn hắn tự nhiên không cách nào sánh được với Phong Phi Vân, toàn bộ đều bị ngăn Ali. Mấy tuổi trẻ tài tuấn đồng thời kêu rên hai tiếng, thần thức đã bị Phong Phi Vân kích thương, thiếu chút nữa đã hôn mê ngã xuống đất. Cùng Phong Phi Vân liều thần thức, coi như là Lý Tiêu Nam lên, cũng không đủ xem, huống chi là bọn hắn. Phong Phi Vân trong lòng thầm mắng Đông Phương tiểu nữ thực sự quá phận, cũng không biết phối hợp một chút, lại không nên nói đến thần vương phi, nếu nàng không nói, vậy thì Lý Tiêu Nam tuyệt đối sẽ không sinh ra cảnh giác, cũng sẽ không khiến cho Phong Phi Vân khó xử như vậy. Phong Phi Vân có thể dùng 108 cái chén diễn tấu ra phong lưu sử, tự nhiên đều là nhờ Dạ Tiêu Tương âm thầm tương trợ, nếu đến quá gần bọn họ, căn bản không cách nào diễn tấu ra thiên âm, tất nhiên sẽ lộ ra chân ngựa. Nếu có cơ hội phải hảo hảo sửa chữa Đông Phương tiểu nữ này mới được, thật sự quá đáng giận. Ánh mắt Phong Phi Vân đụng chạm với ánh mắt Đông Phương Kính Nguyệt, toàn thân đều run lên, giống như bị dòng điện bổ trúng thoáng một phát vậy, xương cốt toàn thân đều chết lặng ngắn ngủi, đôi mắt kia của nàng Nga. Nàng là Thủy Nguyệt Đình, đôi mắt này Phong Phi Vân quá quen thuộc, tuyệt đối là Thủy Nguyệt Đình không thể nghi ngờ, khiến Phong Phi Vân thiếu chút nữa đã cả kinh hồn phi phách tán. Nhưng sau nháy mắt lại phát hiện đôi mắt kia của nàng vẫn đạm mạc không dấu vết, không mang theo chút cảm xúc chấn động nào như trước, chẳng lẽ vừa rồi mình hoa mắt sao? Hẳn vậy rồi. Thần vương đại nhân, cũng quá không tôn trọng thần vương phi rồi, chẳng lẽ là ghét bỏ ngồi chung với thần vương phi sao? Thanh âm Tây Việt Lan Sơn có chút âm khí, ở Cực Lạc Hoa Cung hắn mất hết mặt mũi trước mặt Phong Phi Vân nên oán hận rất sâu, giờ phút này tự nhiên là muốn trả thù rồi. Phong Phi Vân ngươi thổi ra châu lớn như vậy, ta xem ngươi hôm nay hạ đài thế nào đây. Tây Việt Lan Sơn đã cảm giác được Phong Phi Vân cũng không hiểu âm luật, chỉ là nhờ cao nhân chỉ điểm, nếu khiến hắn ngồi trước mặt mọi người, hắn tất nhiên sẽ lòi đuôi, hắc hắc, đến lúc đó xem ngươi bị người trong thiên hạ cười nhạo thế nào đây. Phong Phi Vân làm bộ ho hai tiếng, buồn vô cớ nói. Nói đến cũng không sợ mọi người chê cười, ta cũng muốn ngồi chung với mọi người a. Chỉ tiếc ta lại không thu được thư mời của Mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, cho nên chỉ có thể một người trốn ở xa xa. Phong Phi Vân nói xong liền bóp cổ tay dậm chân, thở dài mấy tiếng, có một cảm giác loại trách trời thương dân. Mọi người đều một mảnh thổn thức, hai mặt nhìn nhau, đường đường tiểu thần vương, một trong các nhân vật đứng đầu một đời tuổi trẻ, vậy mà không thu được thư mời, quả thực vượt quá dự đoán của mọi người. Rất nhiều người đều rời ánh mắt đến trên người Nam Cung Hồng Nhan tuyệt sắc động lòng người. Người biết chuyện, tự nhiên cũng biết là chuyện gì xảy ra, nhưng người không biết chuyện thì đều nghi hoặc khó hiểu. Vị Mỹ nhân đệ nhất thiên hạ này chẳng lẽ là đang cố ý đối nghịch với tiểu thần vương sao? Nam Cung Hồng Nhan mặt không đổi sắc, ánh mắt xoay chuyển, áy náy nói. Đây cũng không phải là Hồng Nhan không phát thư mời cho thần vương đại nhân, mà thật sự không dám a hát. Dù sao thần vương đã là người có hôn ước trên người, tùy ý xuất nhập nơi gió trăng của chúng ta, vạn nhất khiến Nguyệt công chúa điện hạ hiểu lầm, vậy thì Hồng Nhan muốn lần chết cũng khó rửa tội rồi. Lời này mặc dù nói rất khéo đưa đẩy, nhưng lọt vào tai một ít người có ý lại nghe ra được vị giấm chua nồng đậm.
Hồng Nhan cô nương, cũng quá coi thường khí lượng của bổn công chúa rồi, thần vương nhà ta muốn đi chỗ nào, ta chỉ biết yên lặng đi theo, nào dám quấy nhiễu. Long Thương Nguyệt cũng không phải đèn đã cạn dầu, nói. Ngược lại ta cảm thấy Hồng Nhan cô nương là cố ý xem thường thần vương nhà ta rồi, cho là hắn không có tư cách so sánh với chúng anh kiệt ở đây, cũng không có tư cách chung sân khấu với tài tuấn thiên hạ. Nếu Hồng Nhan cô nương đã xem thường người như thế, bổn công chúa cũng không muốn cùng ngươi làm bạn nữa, ta vẫn là ở cùng chỗ với thần vương thì hơn. Long Thương Nguyệt dáng người uyển chuyển, nhìn như nhu nhược, nhưng lại chữ chữ chu tâm, nói đến khiến Nam Cung Hồng Nhan không phản bác được, sắc mặt tái nhợt. Nàng như một hồi gió mát, đạp nguyệt mà đi, phiêu lạc đến trên cung điện phía xa xa, ở dưới ánh trăng, xinh đẹp như một cây hoa tường vi, nhẹ nhàng cúi đầu trước mặt Phong Phi Vân, cho Phong Phi Vân đủ mặt mũi, tất cung tất kính nói. Ta, bái kiến thần vương. Phong Phi Vân cũng không nghĩ đến Long Thương Nguyệt lại có thể giúp đỡ hắn, lại ở trước mặt phần đông anh kiệt cấp cho hắn đủ mặt mũi như thế, trong lúc nhất thời có chút lâng lâng, ngay cả xương cốt trên người cũng nhẹ hơn mấy cân. Liền bước về phía trước đỡ nàng dậy, thân mật ôn nhu nói. Nguyệt Nhi, đứng dậy đi. Tạ thần vương. Long Thương Nguyệt có chút đứng dậy, thuận thế chen vào trong ngực Phong Phi Vân, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, động tác kiểu diễm, tiếng khóc buồn bã nói. Nàng tự cho mình là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, rõ ràng lại xem thường ngươi, nàng cảm thấy ngươi không có tư cách xưng là tài tuấn một đời tuổi trẻ, không có tư cách tranh phong với bọn họ. Nàng dựa vào gì lại xem thường ngươi như vậy, thần vương, tâm trạng của ta thật đau lòng a. Phong Phi Vân ôm nàng vào ngực, nhẹ nhàng vỗ nàng vai, ngắm nhìn chỗ xa, buồn vô cớ nói. Nàng đã xem thường ta, ta sao lại để ý đến nàng chứ, trong mắt ta, ngươi còn đẹp hơn nàng nhiều. Nam Cung Hồng Nhan trong lòng chua xót không hiểu, đặc biệt Phong Phi Vân nói nàng đã xem thường ta, ta sao lại để ý đến nàng chứ, trong mắt ta, ngươi còn đẹp hơn nàng nhiều. Nghe nói như thế, đàn tranh trong tay nàng cũng suýt nữa rơi xuống, phảng phất như bị người hung hăng xé nát tâm can. Nàng đương nhiên biết rõ Phong Phi Vân là đang cố ý chọc giận nàng, nhưng vẫn không nhịn được thương tâm, vốn nàng định chọc giận Phong Phi Vân một phen, lại không nghĩ rằng mình lại bị tức ngược như đồ ngốc vậy. Nếu không phải đang mang khăn che mặt thì nàng đã sớm lòi đuôi rồi. Nguyệt công chúa này không phải nữ nhân bình thường a hát, tâm cơ thâm sâu, nói chuyện xảo diệu. Làm việc lão luyện, khiến người cảm thấy đáng sợ. Đông Phương Kính Thủy thấp giọng nói. Đông Phương Kính Nguyệt tự nhiên đều thấy rõ, nhãn quang như kiếm, nhiều thêm vài phần lợi hại, nói. Hiện tại chính thức nên lo lắng chính là Nam Cung Hồng Nhan, nàng quá tự cho là đúng, giờ phút này chỉ sợ ngay cả lòng muốn khóc cũng có a. Quả thật làm hơi quá, nữ nhân đối với nam nhân, lẽ ra nên lấy nhu thắng cương, mà nàng lại dùng cương khắc cương. Mà Phong Phi Vân nhất định sẽ không theo, ở phương diện tình cảm, Nam Cung Hồng Nhan quả thật kém Nguyệt công chúa không ít. Đông Phương Kính Thủy nói, ngươi cũng hiểu tình cảm sao? Khục khục, ta đây là đang giúp ngươi suy nghĩ a hát. Đông Phương Kính Thủy cười khan nói. Đông Phương Kính Nguyệt bình tĩnh như nước, lạnh nhạt như gió, trong mắt vẫn không mang theo nửa phần cảm xúc, không ai rõ giờ phút này trong lòng nàng đang nghĩ gì cả. Hơi quá đáng, thực sự quá mức rồi. Ta không thể không đi nói một câu công đạo. Tây Việt Lan Sơn bỗng nhiên đứng lên, phong độ khẽ thi lễ với Nam Cung Hồng Nhan, mới lại nói. Tuyệt sắc lâu chính là địa bàn của Hồng Nhan cô nương, nàng dựa vào gì phải để mắt đến Phong Phi Vân, không phát thư mời cho ngươi, đó chính là xem thường Phong Phi Vân ngươi, ngươi lại có thể thế nào đây? Người khác có lẽ sợ hãi thân phận Phong Phi Vân, nhưng Tây Việt Lan Sơn lại không, sau lưng của hắn chính là Tây Việt Việt khổng lồ. Thiên hạ to lớn, lại không ai có thể khiến hắn sợ hãi cả. Hắn nói như vậy, tự nhiên là muốn bênh vực Nam Cung Hồng Nhan, đương nhiên càng quan trọng hơn là hắn muốn khiến mâu thuẫn giữa Phong Phi Vân và Nam Cung Hồng Nhan trở nên gay gắt hơn. Ta có nhận được thư mời hay không, liên quan gì đến ngươi? Phong Phi Vân lạnh giọng cười nói. Tây Việt Lan Sơn chắp hai tay sau lưng, khí vũ hiên ngang, cao giọng cười cười. Phong Phi Vân ngươi đã không thu được thư mời thì làm sao vào được tuyệt sắc lâu, chẳng lẽ ngươi leo tường khoan thành tiến vào sao, ha ha, thì ra thần vương của thần tấn vương triều cũng chỉ là loại bắt gà trộm chó, loại ngươi như ngươi có tư cách gì treo lên nơi thanh nhã chứ. Nam Cung Hồng Nhan tuy rằng tức giận Phong Phi Vân, nhưng tuyệt đối không cho phép người khác chỉ trích hắn, dù chỉ là châm chọc một chút cũng không thể,
Tây Việt Lan Sơn lời này không những không nịnh bợ được, ngược lại còn chọc giận khiến Nam Cung Hồng Nhan động sát cơ. Nàng có thể, nhưng người khác tuyệt đối không thể. Nhưng nàng ở mặt tình cảm vẫn hơi chậm chạp, lần nữa bị Long Thương Nguyệt cướp được tiên cơ. Lớn mật, thần vương há ngươi có thể tùy tiện nhục mạ sao? Trên người Long Thương Nguyệt nhuệ khí bức nhân, bộc lộ tài năng, âm thanh lạnh lùng nói. Nam Cung Hồng Nhan, đây là tuổi trẻ tài tuấn ngươi thỉnh đến, ngươi đây là cố ý đang nhắm vào thần vương, muốn khiến thần vương khó chịu nổi sao, ngân ngân, thật sự là nữ nhân tâm cơ ác độc. Ta, Nam Cung Hồng Nhan nói. Long Thương Nguyệt căn bản không cho nàng cơ hội cãi lại, âm thanh lạnh lùng nói. Nam Cung Hồng Nhan, Tây Việt Lan Sơn, tốt cho một đôi cẩu nam nữ các ngươi, đây là đã sớm thông đồng tốt muốn đối phó thần vương sao, chẳng lẽ cho rằng thần vương tính tình tốt sẽ không chấp nhặt với các ngươi sao? Nhưng các ngươi đừng quên, còn có thần vương phi ta ở đây, hôm nay nếu ai dám miệng tiện một câu, ta sẽ cắt đầu lưỡi của hắn. Nam Cung Hồng Nhan sắc mặt âm trầm, đôi mắt dễ thương khẽ nâng, nhìn thoáng qua Phong Phi Vân, sợ hãi Phong Phi Vân thật sự hiểu lầm, lại phát hiện ánh mắt Phong Phi Vân đều ngưng tụ ở trên người Nguyệt Công Chúa, không thèm liếc lấy nàng một cái, trong lòng của nàng lại càng thêm đau đớn, ủy khuất đến sắp phát khóc. Dựa vào cái gì không nhìn ta, dựa vào cái gì, chẳng lẽ thật sự cho rằng ta cố ý sao? Đều do Tây Việt Lan Sơn không chuyện gì lại nhảy ra nhiều chuyện, nếu phải hắn nhảy ra chặn ngang một cước, Nguyệt Công Chúa cũng đã không tìm được cớ của trách mình. Nếu thật sự bị Phong Phi Vân hiểu lầm, Tây Việt Lan Sơn cho dù chết 100 lần cũng không đủ bồi tội. Ha ha, thần vương phủ thật sự là bá đạo a hát, vốn chỉ là loại bắt gà trộm chó, còn không cho người nói, Hồng Nhan cô nương, căn bản không cần sợ uy hiếp của nàng, công đạo tự ở nhân tâm. Tây Việt Lan Sơn thiển thanh cười cười, rất có khí khái chỉ điểm Giang Sơn. Mình hôm nay coi như ở trước mặt mỹ nhân đệ nhất thiên hạ bộc lộ một chút. Hồng Nhan cô nương hôm nay nhất định cực kỳ ấn tượng với ta giữ gìn nàng như thế, nàng còn không cảm kích trong lòng sao, nghĩ đến đây, trên mặt Tây Việt Lan Sơn liền lộ ra vẻ tươi cười thoải mái. Tựa hồ như đã có thể ôm mỹ nhân quay về vậy. Người đây là muốn chết. Long Thương Nguyệt hai mắt sinh tà quang, sát khí sắc bén như hàn kiếm, thân thể biến thành một đạo bóng đen, qua giây lát đã xuất hiện trước mặt Tây Việt Lan Sơn, vươn ra một cánh tay. Tựa như du long chụp tới cổ Tây Việt Lan Sơn. Trên người nàng tà khí lẫm nhiên, bao lấy không gian chung quanh, không khí bị đông lại, phong tỏa địa vực, dẫn động địa tượng. Tây Việt Lan Sơn chính là nhân vật xếp thứ 9 trên hạ sử thi thiên tài bảng, tự nhiên không phải chuyện đùa, ngón tay nặn ra kiếm quyết, một mảnh vầng sáng màu trắng ngưng tụ trên cánh tay, hơn 1000 đạo kiếm khí mảnh như châm sông bay ra. Ngàn ti kiếm vũ, oanh, Long Thương Nguyệt hai mắt trừng tới. Trong đôi mắt đen nhánh lộ ra tràng cảnh núi thây biển máu, chợt, lại biến thành Xâm La địa ngục, ngàn phần mộ tràng. Tây Việt Lan Sơn trong lòng khẽ giật mình, hai mắt phóng đại, thật giống như thấy được lệ quỷ vậy, kiếm khí trong tay cũng trở nên hỗn loạn. Bành! Long Thương Nguyệt sắc mặt âm trầm, một chưởng đánh vào đỉnh đầu của hắn, đánh cho hắn quỳ trên mặt đất, đông, hai đầu gối rơi xuống đất, đầu gối cũng như muốn bay ra ngoài, khiến trận pháp trên mặt đất cũng bị chấn đến vỡ vụn. Tây Việt Lan Sơn chưa từng ngờ tới Nguyệt Công Chúa tao nhã lại cường đại như thế, trong lòng phi thường hoảng sợ, muốn nghịch sông đứng lên, nhưng một tay của Long Thương Nguyệt lại đặt trên đỉnh đầu của hắn, bộc phát ra một mảnh vầng sáng màu đen, chấn áp khiến hắn không thể nhúc nhích nổi. Nếu không phải cố kỵ ở đây quá nhiều người thì Long Thương Nguyệt đã trực tiếp triển khai tà linh tầm bảo thuật, thôn phệ hết một thân tu vị của Tây Việt Lan Sơn rồi. Bá! Long Thương Nguyệt tế ra một thanh cổ kiếm, kiếm quang lóe lên. Một đạo huyết tuyền từ trong miệng Tây Việt Lan Sơn bay ra, trong huyết tuyền còn có một đoạn đầu lưỡi cũng bay ra theo. Tây Việt Lan Sơn toàn thân run rẩy, thân thể quằn quại ngã trên mặt đất, tay bụng lấy miệng đã không ngừng phun máu, phát ra tiếng kêu ô ô thảm thiết. Đây là kết cục khi không tôn trọng thần vương. Đôi mắt đẹp của Long Thương Nguyệt nhìn khắp bốn phía, khiến rất nhiều tuổi trẻ tài tuấn đều bị chấn trụ. Thật là đáng sợ. Nguyệt Công Chúa thật sự quá vô danh. Nếu không phải nàng đính hôn với Phong Phi Vân thì toàn bộ tu luyện giới có rất ít người biết rõ sự hiện hữu của nàng, tất cả mọi người cho rằng nàng là một vị công chúa văn nhược du rú trong nhà, không ngờ vừa ra tay đã trấn trụ tất cả mọi người. Mà ngay cả Tây Việt Lan Sơn xếp thứ 9 trên hạ sử thi thiên tài bảng cũng bị nàng trấn áp, cắt mất đầu lưỡi, phần tu vị này, phần sát phạt quyết đoán này, phần lôi lệ phong hành này quả thực phá vỡ nhận thức của tất cả mọi người,
khiến người phải lần nữa nhìn kỹ vị Nguyệt công chúa này. Long Thương Nguyệt làm như vậy, tự nhiên có mục đích của nàng, nàng nếu đã quyết định tranh đoạt thái tử vị, vậy thì tự nhiên phải dựng lên uy vọng của mình, nói cho người trong thiên hạ biết, nàng có thực lực cạnh tranh. Làm như vậy, tuy rằng sẽ đẩy nàng lên đầu sóng ngọn gió, nhưng cũng có lợi ích, có thể khiến mọi người biết rõ, kẻ cạnh tranh thái tử thứ ba quật khởi rồi, nhất định có người sẽ âm thầm tiến đến phụ thuộc, có thể khiến thực lực của mình lớn mạnh hơn. Hơn nữa nàng đây cũng là đang ép Phong Phi Vân làm quyết định, triệt để đứng ở cùng một trận doanh với nàng. Trong lòng của nàng đang suy nghĩ gì, Phong Phi Vân há có thể không biết, bất quá cũng không tỏ thái độ, vậy như một người ngoài, im im lặng lặng xem xét mọi chuyện, ngày hôm nay sớm muộn cũng sẽ đến sớm hay muộn cũng đều như nhau cả. Bắc Minh Phá Thiên nhìn thật sâu vào Nguyệt công chúa, quay đầu, nói. Xem ra Nguyệt công chúa này cũng không phải hạng người bình thường. Tu vị không dưới La Phủ công chúa, đối thủ cường thế thứ hai của ngươi đã xuất hiện rồi. Long Thần Nhai sắc mặt bình tĩnh, nâng chén nhẹ uống, nói. Vậy thì phải xem nàng có đủ mạnh hay không. Có hai gã lão giả đỡ Tây Việt Lan Sơn đang phủ phục dưới đất phun ra máu dậy, tự động rút đi, về phần đoạn đầu lưỡi trên mặt đất tự nhiên cũng được thu vào trong một hộp ngọc hàn băng, bị mang đi. Nếu huyết khí trong đầu lưỡi không bị sói mòn hết thì có lẽ có thể khiến Tây Việt công tử lần nữa nối lại được. Long Thương Nguyệt và Nam Cung Hồng nhau liếc lấy nhau, người trước phẩy tay áo bỏ đi, bay đến trên một tòa cung điện ở xa xa, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay Phong Phi Vân, khó độ thần vương phi hiển thị rõ, không thể nghi ngờ. Đối với biểu hiện của ta hôm nay ngươi thỏa mãn chứ? Long Thương Nguyệt âm thầm truyền âm nói. Ngươi ngược lại thật lợi hại đấy. Phong Phi Vân cũng âm thầm truyền âm, không rõ là đang tán thưởng hay đang châm chọc nữa. Đa tạ. Long Thương Nguyệt nhàn nhạt cười. Phong Phi Vân cười vang nói. Nguyệt nhị thật nghịch ngợm, khiến mọi người chê cười, đúng rồi, hôm nay chính là dùng nhạc nghệ làm thịnh yến, Đông Phương cô nương sao lại không đến phổ một khúc, nếu ta thắng, ta và thần Vương Phi sẽ cùng ngồi ở cạnh ngươi, có được không? Phong Phi Vân cũng ý định dạy dỗ Nam Cung Hồng Nhan một phen. Cố ý không liếc lấy nàng, hoàn toàn bỏ qua một bên. Đây vốn là thịnh hội do nàng mời, Phong Phi Vân lại cố ý bỏ qua nàng, nàng tự nhiên là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi rồi. Nếu thần vương đại nhân đã có nhã hứng như vậy, vậy thì Kính Nguyệt sẽ cùng thần vương đại nhân cùng phổ một khúc vậy. Đông Phương Kính Nguyệt dừng một chút, thanh âm xoay chuyển, nói. Bất quá, ta muốn cùng thần vương đại nhân không lâu tịch đạn, không muốn bất luận kẻ nào nghe thấy chúng ta nhã tấu. Cái gọi là không lâu tịch đàn cũng chính là đóng cửa khải đàn, không cho bất luận kẻ nào thấy bọn họ, cũng không cho bất luận kẻ nào biết rõ bọn hắn khải gì, thẳng đến khi bọn hắn ra ngoài mới tuyên bố kết quả. Loại phương thức tỉ thí này truyền lưu giữa các danh nhân đại gia thời thượng cổ, giữa hai âm luật chi kỳ tỉ thí nhạc nghệ với nhau đều sử dụng loại phương pháp này, đây là một loại thi đấu cực kỳ hàm súc, chỉ có quân tử chính thức mới sử dụng loại phương thức đấu nghệ này. Đông Phương tiểu nữ vậy mà lại làm vậy. Trong hồ lô của nàng đến cùng đang bán thuốc gì đây? Phong Phi Vân không chút sợ hãi khi ở chung với nàng, mời nàng vào trong cung điện, sau đó đóng đại môn cung điện lại, chỉ có hai người bọn họ tiến vào cung điện, những người khác ở bên ngoài, kể cả Long Thương Nguyệt cũng không thể tiến vào trong. Tất cả mọi người không khỏi có chút thất vọng, rất nhiều thiên tài nhân kiệt muốn nghe tỷ bà khúc của Đông Phương Kính Nguyệt đều liên tục thở dài. Nam Cung Hồng Nhan lại tức giận đến dậm chân. Phong Phi Vân đêm nay quả thật khiến nàng tức giận không nhẹ, quả thực khiến nàng phải nghiến răng nghiến lợi, bên miệng cũng như sắp phát ra hỏa. Biết rõ ta sẽ quan tâm, nhưng vẫn ở cùng một phòng với Đông Phương Kính Nguyệt, chẳng lẽ không sợ ta tức chết sao? Ở trong lòng Nam Cung Hồng Nhan, Phong Phi Vân và Đông Phương Kính Nguyệt chính là tình lữ, cựu tình lữ cho dù hận ý có đậm đặc thế nào cũng rất có khả năng tình cũ lại cháy, nàng sao không nóng nảy cho được. Tựa như một con mèo đang cào loạn trong lòng nàng vậy. Quá ghê tởm, Phong Phi Vân ngươi tên đại phôi đản này, rõ ràng nói từng bị Đông Phương Kính Nguyệt lừa gạt cảm tình, cực kỳ thống hận nàng, hiện giờ lại hết lần này tới lần khác cùng nàng cô nam quả nữ ở chung một phòng, rõ ràng là dư tình chưa dứt mà. Nam Cung Hồng Nhan cắn chặt môi. Tỷ tỷ, huyết phú trở về rồi. Nam Cung Hồng Nhan nói. Thế nào? Huyết Phú có chút nhìn lại cung điện, do dự dự mới lại nói. Dạ tỷ tỷ quả thật không ở lầu các. Nam Cung Hồng Nhan năm ngón tay càng siết chặt hơn, cảm thấy bản thân tổn thương cực lớn, mình quả thật là đang tìm khổ mà.
cửa cung điện đóng lại, toàn bộ cung điện tĩnh mịch đều biến thành một mảnh đen kịt. Ồ, một đoàn hỏa diễm từ giữa ngón tay Phong Phi Vân thiêu đốt lên, tựa như một chiếc linh đăng lờ mờ chiếu rọi lấy căn phòng này. Đông Phương Kính Nguyệt tay ôm tỷ bà, độc ỷ dưới cửa, ngọn đèn lên lên mặt nàng phản ra ngọc quang nhàn nhạt, khiến thân ảnh của nàng trở nên đặc biệt mờ ảo, trầm lặng nói. Ngươi biết ta tại sao phải cùng ngươi không lâu tịch đạn không? Kính xin tứ tiểu thư nói rõ. Phong Phi Vân khiêm tốn nói. Đông Phương Kính Nguyệt ngón tay khẽ gảy lên đàn tỷ bà, một đạo sóng âm bay ra ngoài, lướt qua trên mặt đất, để lại một hàng chữ. Đây là một loại thủ đoạn đã khống chế sóng âm đến cực hạn, có thể dùng sóng âm khắc chữ. Trên mặt đất khắc lấy mấy chục danh tự, dùng hình tròn xếp đặt, mỗi một cái tên đều khắc cứ một phương, phía trên không danh tự có khí thế tỏa ra, đang lóe lên sáng lên, tựa như một tòa tinh bản vậy. Phong Phi Vân con mắt hướng nhìn tới mặt đất, cảm giác được thập phần nhìn quen mắt, đúng rồi, đây chẳng phải là thiên tượng quần long phệ thiên, thái vi thủ tâm sao, chỉ có điều Đông Phương Kính Nguyệt lại diễn hóa thiên tượng thành nhân tượng. Những cái tên này có tổng cộng 32 cái, danh tự 20 vị thiên tài cấp bậc sử thi đều nằm trong đó, còn 12 danh tự còn lại chỉ có một cái họ, hiển nhiên đặc biệt mịt mờ, Đông Phương Kính Nguyệt cũng không khắc danh tự xuống. Danh tự những thiên tài này có ký hiệu lấy một đầu long, có số ít mấy người ký hiệu hai đầu long, chỉ có ba người ký hiệu lấy ba đầu long, ba người này theo thứ tự là Phong Phi Vân, Lý Tiêu Nam, danh tự người thứ ba chỉ có một chữ vô. Đây là... Phong Phi Vân tròng mắt hơi híp. Quần long phệ thiên đồ, là ta đặc biệt tiến đến cổ cương phủ cầu cảnh Phong Đại Chí Sư vẽ xuống. Đông Phương Kính Nguyệt nói. Phong Phi Vân cười nói. Nhưng ta đối với thiên... không có chút hứng thú gì, sao lại là một trong quần long được, trên đầu ta còn ký hiệu lấy ba đầu long, thật sự là lời nói vô căn cứ, xem ra cảnh Phong Đại Chí Sư thật sự già rồi, suy tính không được rồi. Đây là cảnh Phong Đại Chí Sư dùng tánh mạng vẽ ra đấy. Đông Phương Kính Nguyệt nói. Cái gì? Phong Phi Vân sắc mặt khẽ biến. Cảnh Phong Đại Chí Sư đã tọa hóa vào 4 tháng trước trên quan tình đài. Hôm nay lĩnh thụ tinh thần phụng thiên bộ cổ cương phủ chính là đệ tử của cảnh Phong Đại Chí Sư, thiên vu thần nữ. Đông Phương Kính Nguyệt nói. Cảnh Phong Đại Chí Sư và Phong Phi Vân coi như có duyên gặp mặt một lần, đã từng đưa thư cho Đông Phương Kính Thủy, khiến hắn hóa giải mâu thuẫn giữa Phong Phi Vân và Đông Phương Kính Nguyệt. Một người hiền lành như vậy cũng đã tỏa hóa, quả thật khiến Phong Phi Vân cảm thấy có chút buồn vô cớ. Cổ cương nhân của cổ cương phủ cũng được xưng là man nhân. Hôm nay cường đại nhất tổng cộng có 3 bộ lạc, Phụng Thiên Bộ chính là một trong số đó, cảnh Phong Đại Chí Sư tọa hóa, thiên vu thần nữ mới nhậm chức căn bản không chấn áp được cổ cương nhân tính cách cuồng dã, cổ cương phủ nhất định sắp sửa phát sinh đại loạn chưa từng có. Thiên hạ này thật sự là càng ngày càng rối loạn. Phong Phi Vân đã sớm đoán được Đông Phương Kính Nguyệt cùng hắn không lâu tịch đạt, nhất định sẽ không đơn giản như vậy, nhưng không nghĩ tới nàng lại nói cho mình bí mật lớn như thế. Thật khiến Phong Phi Vân ngoài ý muốn đến cực điểm. Nàng đến cùng muốn thế nào? Đông Phương Kính Nguyệt nói. Ngươi biết vì sao ngươi là một trong quần long, lại còn được ký hiệu ba đầu long, là long trung chi long không? Vì sao? Ngươi tuy rằng không muốn đoạt thiên hạ, nhưng sự hiện hữu của ngươi lại ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ đại thế thiên hạ, cũng tỷ như thần đô hiện giờ, chính là thùng thuốc súng lớn nhất thần Tấn Vương Triều, mà kiếp nổ thùng thuốc súng chính là ngươi. Cho nên người đại biểu chính là thần đô. Đông Phương Kính Nguyệt nói. Phong Phi Vân biết rõ ý tứ trong lời nói của nàng, chính hắn tuy rằng vô tình với thiên hạ, nhưng người chung quanh hắn lại đều hữu ý với thiên hạ, ví dụ như Long Thương Nguyệt, La Phù Công Chúa, Phong Mặc, mà hắn hiện giờ chính là thần vương đương triều, tần đế lại tiến nhập thần thức bế quan, ở thần đô, ở triều đình lực ảnh hưởng của hắn đã sắp sánh vai được với thái tế, ở trên đầu của hắn ký hiệu ba đầu long cũng là chuyện đương nhiên. Người đại biểu chính là thần đô, mà Lý Tiêu Nam đại biểu chính là uy hiếp từ 4 đại vương triều chung quanh thần Tấn Vương Triều. Đông Phương Kính Nguyệt nói. Lý Tiêu Nam không phải người thần Tấn Vương Triều sao? Phong Phi Vân nói. Đông Phương Kính Nguyệt lắc đầu, nói. Nói đúng ra là thần Linh Cung, biết rõ vì sao thần Linh Cung ở trên đại thế lực bài danh bảng lại xếp hạng cao hơn cả thần Tấn Vương Triều không? Chẳng lẽ thế lực thần Linh Cung đã thẩm thấu đến 4 đại vương triều chung quanh thần Tấn Vương Triều rồi sao? Đông Phương Kính Nguyệt nói. Không sai, 5 đại vương triều chiếm cứ một góc vắng vẻ trên khối đại lục này, trong 3.000 vương triều thuộc về nơi vắng vẻ,
bài danh cũng xếp tít phía sau, nhưng đối với chúng ta mà nói, năm đại vương triều, mỗi một vương triều đều vô cùng cường đại, tiên môn nhiều như sao trên trời, nhưng sau lưng năm đại vương triều đều có bóng dáng thần linh cung, nói cách khác thần linh cung bao trùm trên cả năm đại vương triều. Phong Phi Vân cũng không phải người không có kiến thức, lời này nếu bị tu sĩ khác trong thần tấn vương triều nghe được, chỉ sợ đã sớm chấn động, nhưng hắn vẫn thản nhiên, hỏi. Thần linh cung rốt cuộc là nơi thế nào? Thần linh cung siêu nhiên trên vương triều phía trên, có thể ảnh hưởng đến vận mệnh năm đại vương triều, hơn nữa trực tiếp nghe lệnh bởi đệ lục trung ương vương triều, ta có thể nói cho ngươi biết, Lý Tiêu Nam trong một đời tuổi trẻ thần tấn vương triều đã là đỉnh tiêm, cơ hồ khó tìm ra được ai mạnh hơn hắn, nhưng trong một đời tuổi trẻ thần linh cung, hắn chỉ có thể xếp vào top 5. Lý Tiêu Nam chính là sứ giả mà thần linh cung điều động đi, có thể ở trình độ nhất định ảnh hưởng đến thái độ của năm đại vương triều, nếu thế cục thần tấn vương triều không thể khống chế, hắn rất có thể sẽ dẫn đến lực lượng bốn đại vương triều khác, trực tiếp chiếm đoạt thần tấn vương triều, đây chính là lý do vì sao hắn lại là một trong ba đầu long, đương nhiên loại tình huống này cũng không lớn, dù sao thần linh cung cũng không muốn thực lực năm đại vương triều hao tổn quá nhiều, thần linh cung cũng có kẻ thù bên ngoài. Cũng cần mượn nhờ lực lượng năm đại vương triều. Phong Phi Vân trên mặt tươi cười. Lý Tiêu Nam chỉ có thể bài danh thứ hai trên thượng sử thi thiên tài bảng, sau một đời tuổi trẻ thần tấn vương triều không ai có thể là đối thủ của hắn được. Đông Phương Kính Nguyệt ngón tay chỉ về phía ba đầu long thứ ba, đó là một chữ vô. Hắn chính là người bài danh thứ nhất trên thượng sử thi thiên tài bảng, chỉ tiếc mặc dù là thiên toán thư sinh cũng không tính ra hắn là ai, chỉ có thể suy tính ra một chữ, vô. Chỉ biết là hắn đã xuất thế, hơn nữa có phệ thiên chi tượng, trước khi hắn chưa xuất hiện, Lý Tiêu Nam đích thật là đệ nhất nhân một đời tuổi trẻ thần tấn vương triều, bọn người ca ta, Bắc Minh Phá Thiên, Tô Quân, Long Thần Nhai đều rất khó địch lại trăm chiêu trong tay hắn, thuật pháp thần linh cung cường đại vượt xa tưởng tượng của ngươi. Phong Phi Vân ngược lại hít một hơi khí lạnh, nếu là vào kiếp trước, hắn tự nhiên không cần để nhân vật như Lý Tiêu Nam vào mắt, nhưng bây giờ lại khác, hiện giờ tu vị hắn còn quá thấp. Nếu vẫn tự cao tự đại như trước thì sẽ chết càng nhanh hơn thôi. Ngươi vì sao lại nói với ta những lời này? Phong Phi Vân cười nói, hắn cũng không cho rằng mình cùng Đông Phương tiểu nữ này có giao tình rất tốt. Đông Phương Kính Nguyệt nói, thiên hạ đại loạn, ngắn thì một năm, lâu thì ba năm, thần tấn vương triều nhất định phải tăng bại, ngân câu phiệt chúng ta cũng không yên ổn, cho nên ta phụng mệnh phiệt chủ, muốn đến hỏi ngươi trước một chút, ngươi muốn ai trở thành thái tử? Nếu là lúc trước, Phong Phi Vân tự nhiên không có tư cách biết rõ những chuyện này, càng không có tư cách khiến phiệt chủ ngân câu phiệt đến hỏi ý kiến hắn, nhưng bây giờ lại khác, trong tay Phong Phi Vân đang nắm giữ lấy mạch máu lực lượng thiên hạ. Cái này, Phong Phi Vân cười cười, cũng không trả lời, nói. Vậy ngân câu phiệt các ngươi muốn ai trở thành thái tử? Đông Phương Kính Nguyệt liếc Phong Phi Vân, nói. Loại chuyện này chỉ có phiệt chủ mới biết, ta cũng không biết được. Tin ngươi mới là lạ. Ngươi nếu không biết, ngân câu phiệt chủ sao lại phái ngươi đến hỏi thăm chuyện trọng yếu như vậy chứ? Việc này quan hệ quá trọng đại, không cẩn thận ngay cả tính mạng cũng tiêu đời, Phong Phi Vân cũng sẽ không đơn giản nói với nàng, theo hắn thấy thì Đông Phương tiểu nữ này cũng không đáng tin, nếu bị nàng bán rẻ, chết như thế nào cũng không biết. Phải nói là trong tiềm thức Phong Phi Vân luôn có định ý với nàng. Phong Phi Vân cười nói. Cái này sao? Ta còn đang suy nghĩ, hừ, người phương nào nhiễu ta và Đông Phương cô nương không lâu tịch đạn. Một cổ thần thức khổng lồ xâm nhập, cổ thần thức này không chỉ cường đại, hơn nữa thập phần mịt mờ, người bình thường căn bản không thể nhận ra, nhưng lại bị Phong Phi Vân thấm nhuần. Có người muốn dòm nghe bọn hắn đàm luận, đối phương chính là tuyệt đỉnh cao thủ. Oanh! Trên đỉnh đầu Phong Phi Vân phóng ra 40 đạo thần thức, đón đầu đánh ra khiến đối phương vội vàng thu liếm thần thức. Ngay sau đó, Phong Phi Vân trực tiếp phá tan cung điện, dáng người to lớn cao ngạo đứng trên lưu ly cung điện, khí phách lộ ra ngoài, như thiên vương lâm trần, lấy ra thần vương lệnh đen kịt, điều động lực lượng của lịch đại thần vương, vung lên bên ngoài thiên mạc. Hôm nay Phong Phi Vân đã là chủ nhân thần vương lệnh, có thể điều động lực lượng của lịch đại thần vương cho mình dùng. Ầm ầm, bảy tôn thần vương hư ảnh từ trên trời giáng xuống, mỗi một thần vương hư ảnh đều cao trăm trượng, vàng chói. Đỉnh thiên lập địa, một cổ lực lượng tuôn trào mãnh liệt lan ra ngoài. A hát! Trong bóng tối, truyền đến một tiếng hét thảm,
một vị siêu cấp cường giả thiên mệnh đệ ngũ trọng thân thể bị thần vương lệnh đánh thành mảnh vỡ, hóa thành một mảnh huyết thác, từ phía trên rơi xuống. Trăng, trong trẻo nhưng lạnh lùng. Phong Phi Vân cầm trong tay thần vương lệnh, đứng thẳng tắp trên đỉnh cung điện, một cổ lực lượng ánh vàng rực rỡ chảy về lại trong lệnh bài màu đen, cổ ngạo khí trên người hắn vẫn không mất, chấn nhiếp tại chỗ. Thân thể xíu, yêu yêu, bay ra ngoài, như một đạo mị ảnh, rơi xuống chỗ vị siêu cấp cường giả thiên mệnh đệ ngũ trọng kia vẫn lạc, nơi này huyết khí hùng hậu, không khí cực nóng, mặt đất hóa đất khô cằn. Đến cùng là người thế lực nào, rõ ràng chút manh mối cũng không lưu lại, xem ra là có chuẩn bị mà đến. Phong Phi Vân thu hồi thần vương lệnh, sau đó bay trở về tuyệt sắc lâu, một lần nữa rơi xuống trên tòa cung điện kia, sau đó quay về lại bên trọng. Xa xa những tuổi trẻ tài tuấn kia cả đám đều bị chấn nhiếp, lực lượng của thần vương lệnh thật sự quá đáng sợ, ngay cả một vị tu sĩ thiên mệnh đệ ngũ trọng cũng bị đánh chết, ở đây ngoại trừ số ít mấy người ra, những người khác đều biến sắc. Phong Phi Vân quay về trong cung điện, phát hiện Đông Phương Kính Nguyệt vẫn đứng ở chính giữa, dáng người thướt tha, da ngọc như tuyết, tuyệt đại giai nhân, tay nàng ôm tỷ bà, như quảng hàn tiên tử, thản nhiên nói. Chết rồi! Chết rồi! Ánh mắt Phong Phi Vân thoáng nhìn qua mặt đất, bức quần long vệ thiên đồ kia đã bị nàng xóa đi, biến thành một mảnh vôi. 32 cái tên trên quần long vệ thiên đồ đã in sâu trong đầu Phong Phi Vân, sau này nếu gặp được những người này, cũng sẽ lưu tâm hơn một chút. Đông Phương Kính Nguyệt đôi mắt dễ thương chờ mong, nói. Muốn điều động thần vương lực lượng trong thần vương lệnh cũng không phải một chuyện dễ dàng, cần thần thức khổng lồ để chèo chống, dùng tu vị hiện giờ của ngươi, một ngày có thể sử dụng mấy chiêu. Cái này, ta cũng không biết. Phong Phi Vân tự nhiên không có khả năng nói việc trọng yếu như thế cho nàng biết, đối với nàng cực kỳ cảnh giác. Phong Phi Vân có được 40 đạo thần thức cường đại vượt xa tu sĩ cùng cảnh giới. Người bình thường căn bản không đoán ra được trong một ngày hắn có thể điều động bao nhiêu thần vương chi lực. Cẩn thận là chuyện tốt. Đông Phương Kính Nguyệt có chút liếc Phong Phi Vân, biết rõ Phong Phi Vân là không muốn nói cho nàng biết, tiếp theo lại nói. Người có được thần vương lệnh với tư cách làm chỗ dựa, Bắc Minh Phá Thiên, Long Thần Nhai bọn hắn cũng có chỗ dựa của mình, nếu quá mức tự cao, chỉ sẽ sinh tử đạo tiêu, không lâu tịch đạn hôm nay đến đây thôi, ngày khác ta tất nhiên sẽ lại đến thần vương phủ. Đông Phương Kính Nguyệt cao ngạo mà trang nhã, trong lúc nói chuyện lộ ra một cổ khí chất không giống người thường, nam tử bình thường ở trước mặt nàng ngay cả đầu cũng chưa hẳn ngẩng lên được. Đông Phương tiểu nữ này tựa hồ trở nên có chút không giống với lúc trước. Phong Phi Vân nhẹ nhàng sờ lên cái cằm. Đông Phương Kính Nguyệt đi tới cửa cung điện, bỗng nhiên dừng bước, cũng không quay người, nói. Sau lưng thiên kim nhất tiếu lâu chính là tà đạo thánh địa Phổ Đà Sơn, Phổ Đà Sơn nếu muốn tìm một người. Cho dù người này bị vùi trong lòng đất, cũng sẽ bị đào ra, nói đến thế thôi, người tự giải quyết cho tốt. Nàng, Phong Phi Vân thở một hơi thật sâu, Đông Phương tiểu nữ này càng lúc càng thâm bất khả trắc rồi, nàng nhất định đã nhận ra Giả Tiêu Tương đang ẩn thân trong tòa cung điện này nên mới có thể nói ra những lời này. Đây là đang nhắc nhở Phong Phi Vân mau đưa Giả Tiêu Tương đi, bằng không sẽ chọc lấy đại họa. Lão tử sợ sao? Phong Phi Vân lộ vẻ khinh thường, không chút úy kỵ Phổ Đà Sơn. Giả Tiêu Tương chính là cây hái tiền của Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu, Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu tất nhiên sẽ vận dụng tất cả lực lượng bắt nàng về, cuối cùng nhất định sẽ kinh động lực lượng Phổ Đà Sơn, mặc dù nàng ẩn thân trong tuyệt sắc lâu cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Nhất định phải mang nàng về thần vương phủ, bằng không nếu để cho những cường giả tà đạo kia tìm được tuyệt sắc lâu rất có thể sẽ nối gót Cực Lạc Hoa Cung, hóa thành một mảnh phế tích, chỉ có lực lượng thần vương phủ mới có thể bảo trụ được Giả Tiêu Tương. Phong Phi Vân sắc mặt thâm trầm. Két. Đại môn cung điện mở ra, Đông Phương Kính Nguyệt linh động như linh điệp, dẫn đầu đi ra trước, sâu kín thở dài.